Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 41. Long Vương U Châu hơi sửng sốt, nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Chuyện nghịch lân long tộc lột xác trăm năm một lần, vậy mà Mạc Phàm cũng biết. Có, ta đưa. Vẻ mặt Long Vương U Châu đau lòng, lấy chín nghịch lân như chín răng nhọn ra. Nghịch lân này mỏng như cánh ve, giống như do thủy tinh tạo ra. Mạc Phàm nhìn thoáng qua nghịch lân. Lúc rồng vừa sinh ra chỉ có một nghịch lân, theo tuổi tác lớn dần, nghịch lân cũng càng ngày càng nhiều. Chín nghịch lân này đều là từ khi mới sinh, tốt hơn nghịch lân bình thường nhiều. Hắn vung tay lên, thu lại chín nghịch lân kia. Cho ngươi thứ này, bây giờ ngươi có thể đi. Mạc Phàm lấy mấy bình ngọc ra, ném cho Long Vương U Châu. Long Vương U Châu nhíu mày, một tay vươn ra, mấy bình ngọc lơ lửng trong không trung trước người nó. Nó mở một bình ngọc. Mùi thơm bên trong tỏa ra. Trong chớp mắt, không chỉ Long Vương U Châu có thể ngửi được, những người xung quanh cũng có thể ngửi được. Thơm quá, đây là thứ gì vậy? Có người không tự chủ được hít vào một hơi, trước mắt sáng lên hỏi. Đó là Long Tiên Đan. Tôn Bán Y nhướn mày, vô cùng khiếp sợ nói. Long Tiên Đan là đan dược trong truyền thuyết, luyện chế như thế nào và do cái gì luyện chế thì không ai biết. Nhưng ông ta đạt được một bản điển tịch. Trong đó có viết đan dược này rất thơm, có thể bay xa ngàn dặm. Loại đan dược này ngay cả rồng đều thèm nhỏ dãi, dù cách xa ngàn dặm cũng đến cướp loại đan dược này. Nhưng thứ này là đan dược trong truyền thuyết, sao Mạc Phàm có thể có? Mùi đan dược Mạc Phàm đưa cho Long Vương U Châu, rất giống với ghi chép trong điển tịch. Nhìn thấy những đan dược này, trên khuôn mặt tràn đầy đau buồn của Long Vương U Châu hiện lên vẻ vui mừng như điên. Nó sống mấy ngàn năm. Sao có thể không biết thứ này? Năm đó một long tộc cướp được một viên đan dược từ tay tu sĩ nào đó, khoe khoang vài chục năm. Chỉ cần phục dùng một viên đan dược này sẽ tăng 50 năm tu vi, hơn nữa khắp người sẽ có mùi thơm. Nếu đã cho nó những long tiên đan này, nó hoàn toàn không cần trải qua giai đoạn suy yếu khi thi triển long thần cửu biến, thực lực còn tăng lên một bước. Hơn nữa nhiều long tiên đan như vậy, nó có thể khoe khoang cả đời. Mạc Phàm, người thật sự cho ta những thứ này sao? Long Vương U Châu giống như một người mấy ngày không ăn cơm nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn, kích động nói. Nếu ngươi không có hứng thú, ta có thể lấy lại. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Long Vương U Châu một cái, tức giận nói. Những đan dược này là hắn luyện chế từ trước, vốn chuẩn bị cho tiểu hồ ly. Hắn lấy nghịch lân của Long Vương U Châu, còn định dẫn Long Vương U Châu tới Nhật Quốc. Nên không thể mang con rồng suy yếu đi. Hơn nữa tính tình con rồng này hung hãn một chút, nhưng không phải không có lập trường, còn biết mình thuộc về Hoa Hạ, tất nhiên hắn sẽ không keo kiệt. Ta muốn, có người tặng lễ đâu có đạo lý không nhận. Long Vương U Châu cười nịnh nọt nói, không còn dáng vẻ long tộc không ai bì nổi như trước. Vậy 7 ngày sau gặp ở Biển Đông, đến lúc đó bổn vương sẽ khiến ngươi hài lòng. Long Vương U Châu vỗ ngực. Thề son sắt nói, tuy nó là long tộc, nhưng chỉ số thông minh không kém nhân loại chút nào, sao không hiểu ý Mạc Phàm cho nó long tiên đan. Tất nhiên nó sẽ không keo kiệt, Mạc Phàm vốn cứu nó một mạng, đạo lý báo đáp nó có biết. Đi. Mạc Phàm gật đầu nói. Long Vương U Châu vẽ lên không trung, một cánh cửa xuất hiện trước người nó. Cửa mở ra, nó vừa tiến một chân vào thì dừng lại. Đôi mắt sáng như sao trời nhìn về phía đám người Long Hoa Hội. Đúng rồi, hủy tỏa Long tỉnh thả bổn vương là đám người Nhật Quốc kia, nhưng ít nhiều gì cũng có phần bọn họ. Long Vương U Châu vừa nói xong, không ít người nhíu mày nhìn về phía đám Dạ Vô Nhai. Lúc trước bọn họ có hoài nghi Long Hoa Hội thả Long Vương U Châu ra, không ngờ là thật. Long Hoa Hội dùng chút âm mưu cũng không sao, nhưng Long Hoa Hội lại bắt tay với người Nhật Quốc. Thiếu chút nữa khiến Long Vương U Châu bị bọn họ mang đi, chuyện này không thể nào nói nổi. Đám Dạ Vô Nhai nhíu mày, sắc mặt khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Chuyện này vốn có thể kết thúc thần không biết quỷ không hay, lần này thì hay rồi, không chỉ không diệt được Mạc Phàm, ngay cả bọn họ cũng bị bại lộ. Lần này chắc chắn uy vọng của Long Hoa Hội bọn họ ở thủ đô sẽ giảm đi. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng nhìn đám Dạ Vô Nhai một cái, thản nhiên nói. Ta biết. Cho dù Long Vương U Châu không nói chuyện này, hắn cũng đã biết. Được rồi, bổn vương đi trước một bước.
Long Vương U Châu tiến hoàn toàn vào trong cánh cửa, biến mất không thấy với cánh cửa kia. Long Vương rời đi, ánh mắt Mạc Phàm nhìn về phía đám người Long Hoa Hội. Các ông lại thua, còn gì muốn nói không? Dạ Vô Nhai nhíu chặt mày, không đợi ông ta mở miệng, Tôn Bán Y xen miệng vào. Cậu thắng, cậu muốn làm thế nào thì làm thế đó, chúng tôi không thẹn với lương tâm là được. Chuyện liên quan đến mặt mũi của Long Hoa Hội, tất nhiên ông ta sẽ không dễ dàng thừa nhận. Mạc Phàm lắc đầu, cười lạnh lùng. Long Vương U Châu đã mở miệng, Tôn Bán Y còn dám thề thốt phủ nhận, đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi. Thứ này hẳn là các ông đặt lên người tiểu đội Thanh Long đúng không? Mạc Phàm vươn một tay ra, sáu lạc ấn bay từ trong tay hắn ra. Sau đó hắn điểm về phía không trung. Trong hư không lập tức xuất hiện Long Vương U Châu đang bay, cũng có một lạc ấn sáng lên trên người Long Vương U Châu. Như vậy các ông còn chơi xấu nữa không? Mạc Phàm hỏi. Dạ Vô Nhai, ông giúp Nhật Quốc thả Long Vương U Châu ra, có phải ông nên cho chúng tôi một lời giải thích hay không? Trong đám người vây xem, một lão giả trầm giọng nói. Lão giả này mới mở miệng, những người khác vội nói theo. Nói đi, xem các ông còn tìm được cớ gì. Sắc mặt thành viên của Long Hoa Hội rất khó coi, nhưng không ai nói gì. Bọn họ đã khiến nhiều người tức giận như thế, lại giải thích cũng không có tác dụng. Quả thật chúng tôi để đám người Nhật Quốc kia thả Long Vương U Châu ra, nhưng đám người này đến vì Long Vương U Châu, chúng tôi không biết, chúng tôi lại thua cậu, cậu muốn xử trí chúng tôi thế nào, cứ việc ra tay là được, Dạ Vô Nhai tôi đều tiếp nhận. Dạ Vô Nhai ngẩng đầu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hai ngày sau tôi sẽ rời khỏi thủ đô, tôi nói rồi tôi sẽ cho các ông cơ hội, cho nên tôi không giết các ông, hai ngày sau các ông còn có thể thử một lần, nhưng lần này các ông mạo phạm tôi, không thể không trả giá thật nhiều, các ông đã thả Long Vương U Châu ra, vậy các ông vào đó đi. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, âm dương càn khôn tỏa cướp được từ tay ABC Mây xuất hiện trong tay hắn. Tay hắn rung lên, âm dương càn khôn tỏa lay động trên tay hắn hóa thành mấy chục cái. Ngoại trừ Dạ Vô Nhai ra liền vần quanh thành viên của Long Hoa Hội. Thu! Không đợi đám Tôn Bán Y phản ứng kịp, ngân quang chấp lóe trên người đám người kia, rồi phong ấn trong tỏa liên. Mạc Phàm ném về phía thủ đô, tỏa liên như sao chổi bay về phía tỏa Long Tỉnh, ánh mắt Mạc Phàm lại nhìn về phía Dạ Vô Nhai. Hai ngày sau, tôi đợi ông. Nói xong Mạc Phàm dẫn đám Long Nhược Tuyết rời đi. Lúc này bên cạnh hồ nhỏ dưới núi Phú Sĩ Nhật Quốc. Hồ nước xanh biếc như một cái gương, chiếu rõ phòng ốc tinh xảo xung quanh, phong cảnh như vẽ, tuyết trắng quanh năm trên núi Phú Sĩ ở bên trong. Xung quanh hoa anh đào rực rỡ rơi xuống theo gió, tựa như tuyết rơi, còn có thêm mùi hoa rất thơm. Rõ ràng là đặt mình trong cảnh sắc, nhưng khiến người ta có cảm giác như rơi vào trong tranh. Lúc này, trong lương đình bên cạnh hồ nhỏ, một lão giả mặc trường bào màu trắng, râu tóc trắng muốt đang chơi cờ với một người trung niên. Bên cạnh bàn cờ, hai mỹ nữ mặc kimono đang dốc lòng pha trà, nhất cử nhất động đều như tôi luyện trăm ngàn lần, không chỉ giống nhau như đúc, còn mang khí thức nghi thức nồng đậm và nghệ thuật. Giống như không phải đang pha trà, mà đang mời trà. Không lâu sau, mùi thơm ngát bay vào trong không khí, xen lẫn vào trong mùi hoa ở xung quanh. Đại nhân, mời dùng trà. Mỹ nữ mặc kimono màu xanh biếc đỏ trà vào trong hai cái chén sứ thanh hoa. Đưa cho hai người đang chơi cờ. Lão giả và người trung niên kia mỗi người cầm một chén, lão giả kia nhấp một ngụm. Ngon! Ông ta vừa nói một nửa, bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Ông ta đặt chén trà lên trên bàn, trên mặt hiện lên vẻ thận trọng, đôi mắt thâm thúy như vì sao nhìn về phía tây. Người đàn ông trung niên thấy lão giả để chén trà xuống, sắc mặt khẽ đổi. Xây mây đại nhân, có phải trà không hợp khẩu vị với ông Khôn? Người đàn ông trung niên vừa nói xong, sắc mặt hai mỹ nữ mặc kimono tái mét, vội vàng quỳ trên đất. Đại nhân tha mạng. Đứng dậy đi, không liên quan đến các cô, trà rất ngon, lui ra đi. ABC Mây vẫy tay nói. Lúc này hai mỹ nữ mặc kimono như được đại xá, không dám lau mồ hôi trên trán, vội vàng rời khỏi lương đình. Nếu trà không có vấn đề, chẳng lẽ người nọ xảy ra chuyện gì? Người đàn ông trung niên suy đoán. Hướng ABC Mây đại nhân nhìn, đúng là hoa hạ. Lúc này con gái ông ta đang chấp hành nhiệm vụ thả và vây bắt,
ABC May là người thích trà như thế mà bỏ chén trà đang nhấm nháp xuống, chắc chắn là vì chuyện này. Không sai, Satan và phân thân trước đây của tôi đã bị giết. ABC May nói, tuy phân thân của ông ta và một hậu bối bị giết, nhưng trong mắt ông ta ngoại trừ một chút bi thương ra, thì không có một chút phẫn nộ. Người nào ở Hoa Hạ lợi hại như vậy, chẳng lẽ gặp Lâm Thiên Nam? Người đàn ông trung niên nhướng mày, khiếp sợ nói. ABC Tần mà ABC Mây ký gửi vốn là âm dương sư cảnh giới tiên thiên đỉnh phong, một chút phân thân của ABC Mây đại nhân ở trên người ông ta, ít nhất có thể phát huy ra một phần thực lực của ABC Mây. Tuy chỉ là một phần, nhưng đủ để đối phó phần lớn mọi người. Cho dù là Long Vương U Châu kia, nếu không phải ở thời kỳ mạnh nhất, cũng chưa chắc đã là đối thủ của ABC Tần. Nhưng phân thân của ABC Mây lại bị người ta chém. Cả Hoa Hạ có thể làm được chuyện này, chỉ sợ chỉ có Lâm Thiên Nam. Cậu đã quên còn một người khác sao? ABC Mây cầm chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm nói. Xây Mây đại nhân, ông nói xem không phải Mạc Phàm là quái thai đấy chứ? Trong mắt người đàn ông trung niên hiện lên dị sắc, nói. Ngoại trừ Lâm Thiên Nam, vậy chỉ có Mạc Phàm vừa giết Vạn Thiên Tuyệt thôi. Không sai. ABC Mây gật đầu. Vậy mà tên tiểu tử kia có thực lực mạnh như vậy? Người đàn ông trung niên cảm thấy khó hiểu nói. Ông ta chưa từng gặp Mạc Phàm, nhưng dựa theo tin tức mà ông ta đạt được, Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử chưa tới 20 tuổi. Người ở tuổi này, thiên phú tốt nhất chỉ là cảnh giới tiên thiên sơ kỳ, đã giật nảy mình rồi. Nhưng có thể giết Vạn Thiên Tuyệt, hẳn là đã tới thần cảnh. Cho nên ông ta không xem trọng Mạc Phàm, chắc chắn phía sau Mạc Phàm có cất giấu thứ gì đó. Không nên coi thường cậu ta đánh bại con rồng kia mới giết phân thân của tôi. ABC Mây không nóng không lạnh nói. Lúc đó ông ta và phân thần liên kết với nhau, ngay khi phân thần bị chém, phân thần đã chuyển hết thông tin cho ông ta. Không chỉ như vậy, ngay sáng hôm đó, Mạc Phàm còn đánh bại Long Hoa Hội, lấy tam thư của Long Hoa Hội đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. ABC Mây lại nói tiếp. Cái gì? Người đàn ông trung niên kia đang chuẩn bị dùng trà, chén trà để bên miệng, mãi mà không uống vào. Mạc Phàm chém phân thân của ABC Mây đã đủ lợi hại, ai biết Mạc Phàm còn đánh bại liên tục Long Hoa Hội và Long Vương U Châu trước đó. Phải biết rằng bất luận là Long Hoa Hội có được Tam Thư và Long Vương U Châu, đều có thể tiêu diệt cao thủ thần cảnh. Bất luận đối phó người nào, đều cần tiêu hao rất lớn. Sau khi Mạc Phàm đánh bại Long Hoa Hội và Long Vương U Châu xong, còn chém được phân thân của ABC Mây, lần này đáng sợ rồi. Xem ra đúng là tôi khinh thường tiểu tử này. Người đàn ông trung niên uống một hớp trà, thận trọng nói. Tiểu tử Hoa Hạ này đúng là khác biệt, khó trách cậu sẽ khinh thường cậu ta. ABC Mây cười nói. Ông ta thân là nhân yêu hỗn huyết, được người ta gọi là Bạch Hồ Công Tử, 20 tuổi nổi tiếng ở Nhật Quốc. Bị vô số người khinh thường và cảm thấy khó hiểu. Thiên phú của Mạc Phàm còn đáng sợ hơn ông ta, bị khinh thường rất bình thường. Nếu tên tiểu tử kia đến đây, Xây Mây đại nhân nắm chắc bao nhiêu phần trăm đối phó được cậu ta? Vẻ mặt người đàn ông trung niên đầy chờ mong hỏi. Mạc Phàm đến Nhật Quốc, đây là chuyện chắc chắn. Huống chi ông ta còn bắt nhiều người Bạch gia như vậy, chắc chắn mục tiêu kế tiếp là nhà Miyamoto bọn họ. ABC Mây hơi nhếch miệng. Bưng chén trà đi đến bên cạnh Lương Đình, nhìn về phía đỉnh núi Phú Sĩ. Nếu đợi Mạc Phàm tới 20 tuổi, có khả năng tôi không phải đối thủ của cậu ta. Lúc này Mạc Phàm mới tu luyện một năm, đã có thành tựu như vậy, tốc độ tăng thực lực quá nhanh, cho Mạc Phàm thêm chút thời gian nữa, chắc chắn ông ta không phải đối thủ của Mạc Phàm. Nếu đến ngoài Nhật Quốc, tôi không có nắm chắc thắng được tiểu tử này. ABC Mây nói, ông ta đã là quỷ thần. Trừ phi có vật dẫn, nếu không không thể rời khỏi đền thờ của ông ta quá xa. Vật dẫn bình thường không thể chịu được toàn bộ thực lực của ông ta, cố rót thực lực vào sẽ khiến vật dẫn nổ tung. Cho nên ngoài Nhật Quốc, thực lực của ông ta bị hạn chế rất lớn, vậy nếu ở gần đây, dưới núi Phú Sĩ thì sao? Người đàn ông trung niên hỏi. Nếu là ở đây, ở trong này, cậu ta đến đây thì ở lại đi. ABC Mây cười nói. Ông ta vừa nói xong, gió ở xung quanh cuốn lấy hoa anh đào, nước ở xung quanh cuốn lấy cá chép, chuyển động xung quanh ông ta.
Giữa hoa gió và cá nước, bỗng nhiên cơ thể ABC Mây mọc lên từ mặt đất. Chỉ trong phút chốc, ABC Mây cao như núi Phú Sĩ, đôi mắt đen nhìn xuống mặt đất, giống như thần linh nhìn xuống chúng sinh. Người đàn ông trung niên nhướng mày, trên mặt đều là vui mừng sợ hãi. Yến Sơn, Mạc Phàm vừa đi, trong mắt những người khác lóe lên dị sắc, nhìn thoáng qua Dạ Vô Nhai trầm mặc như nước giếng cũng rời đi theo. Những phi cơ trực thăng và máy bay chiến đấu vờn quanh một lát, cũng biến mất ở phía chân trời. Yến Sơn to như vậy, rất nhanh chỉ còn lại mình Dạ Vô Nhai, cùng với màn đêm yên tĩnh dũng mãnh lao tới phía ông ta. Rất lâu sau, ông ta nhíu mày, một quyền đánh vào dưới chân núi. Khai! Bùm! Giống như có tiếng nổ mạnh vang lên. Tất cả núi dưới chân ông ta nứt ra, tảng đá to giống như mang theo lửa giận của ông ta, như đạn pháo bay ra bốn phía, bay lên trên cao. Lạc! Tay ông ta đánh mạnh xuống đất. Những cự thạch này lập tức như bom từ trên trời giáng xuống, rơi liên tục trên đất, nổ tung. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, giống như có mưa bão đánh qua, lóe lên từng phiến thổ thạch và bụi đất. Một quyền hủy đi một ngọn núi, Dạ Vô Nhai đứng lơ lửng giữa trời, ánh mắt âm trầm như nước nhìn nơi nào đó. Còn không ra, muốn tôi tự tay bắt cậu đi ra sao? Giọng nói trầm thấp như sóng nước dập dờn ra bốn phía. Giọng nói của Dạ Vô Nhai truyền đi rất xa, giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần ngả ngớn truyền từ dưới đất ra. Hội trưởng Dạ đúng là hội trưởng Dạ, không hổ là người nằm trong top 3 cao thủ Hoa Hạ, tiểu nhân nấp kín như vậy mà vẫn bị ông phát hiện, đúng là bội phục. Giọng nói mới vang lên, một người toàn thân bao phủ trong áo choàng màu đen, chỉ có thể nhìn thấy hai đôi mắt như quỷ hỏa chậm rãi chui từ trong đất ra, tựa như thực vật sinh trưởng từ trong đất. Cậu trốn ở đây lâu như vậy, là muốn tìm cái chết sao? Trong mắt Dạ Vô Nhai hơi híp lại, ánh mắt như dao bắn ra. Long Hoa Hội bọn họ thua trong tay Mạc Phàm liên tục, lần trước Mạc Phàm giết mấy người của Long Hoa Hội, lần này lại nhốt tất cả mọi người ngoại trừ ông ta ra vào trong tòa liên tình. Mặt mũi của Long Hoa Hội đã mất sạch, vậy mà người này còn dám trào phúng. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, cậu ta nghĩ Long Hoa Hội bọn họ đã không còn tồn tại, cảm thấy ông ta không giết được ai khác sao? Bóng đen cũng không sợ hãi, vẻ mặt vẫn bất cần đời tươi cười như trước. Với thực lực của hội trưởng Dạ, dùng một ngón tay giết tôi trăm lần còn được, nhưng hội trưởng Dạ nghĩ sai rồi, tất nhiên không phải tiểu nhân tới tìm chết, tôi tới giúp ông. Tu La, Thanh Bang các cậu đã tự thân khó bảo toàn, còn rảnh rỗi bảo hộ Long Hoa Hội chúng tôi sao? Dạ Vô Nhai lạnh giọng nói, sắc bén ở trong mắt đã biến mất. Tất nhiên ông ta biết bóng đen này. Một trong hai cận vệ bên cạnh Thanh Long Bang chủ của Thanh Bang. Trước khi Tu La chưa gia nhập Thanh Bang, không chỉ là cao thủ tuyệt đỉnh cấp tiên thiên, còn là người có năng lực, dựa vào tu vi và năng lực của anh ta, gần như rất khó phát hiện được sự tồn tại của anh ta. Nếu không phải ông ta nắm giữ địa mạch thủ đô và gần đây, ông ta cũng khó phát hiện đến sự tồn tại của Tu La. Thanh Long có thể trở thành bang chủ Thanh Bang, Tu La lập công không ít. Có thể nói, thiên hạ của Thanh Long có ít nhất 1/3 của Tu La. Hội trưởng Dạ khách sáo vậy, không phải hội trưởng Dạ không biết Thanh Bang chúng tôi có quan hệ gì với Long Hoa Hội đấy chứ? Tu La mỉm cười nói, trong áo choàng màu đen lộ ra hàm răng trắng. Long Hoa Hội do một trưởng lão rời khỏi Thanh Bang bắt tay thành lập, sau khi dựng nước sở dĩ Thanh Bang lựa chọn rời khỏi Hoa Hạ ra nước ngoài, cũng là Long Hoa Hội đề nghị Thanh Bang, cuối cùng Thanh Bang đi ra nước ngoài. Đương nhiên thân là hội trưởng hiện giờ của Long Hoa Hội, tất nhiên Dạ Vô Nhai sẽ biết chuyện này. Vậy trái lại cậu thử nói xem, cậu tới nơi này làm gì, nếu cậu không nói được, cho dù Thanh Long ở đây, tôi cũng phải giết cậu trước mặt ông ta. Dạ Vô Nhai lạnh lùng nói. Tôi tới nơi này, đương nhiên là muốn nói cho hội trưởng Dạ một biện pháp có thể tiêu diệt Mạc Phàm. Tu La cười quỷ dị nói. Nếu Thanh Bang các cậu có biện pháp, sẽ không bị Mạc Phàm dẫm dưới chân liên tục. Trong mắt Dạ Vô Nhai hiện lên chút thất vọng, khinh thường nói. Thanh Bang lần lượt bị Mạc Phàm giết ba trưởng lão, nếu không phải Thanh Bang ở nước ngoài, chắc chắn Thanh Bang đã không tồn tại. Tu La cũng không tức giận, hơi nhếch miệng lên cười như trước. Một mình Thanh Bang chúng tôi không có biện pháp, nhưng nếu Mạc Phàm có thể sống rời khỏi Nhật Quốc, vậy Thanh Bang, Thần Điện, Hắc Ám Giáo Đình, Vu Thần Giáo, Thứ Thần, còn có một số gia tộc quyền quý ở châu Âu ủng hộ và chúng thần sơn thì sao? Hừm,
Cậu nói thật sao? Dạ Vô Nhai nhướng mày, trước mắt hơi sáng lên nói. Vậy mà Thanh Bang liên minh được với nhiều thế lực như thế, bất luận là thế lực nào đều nổi tiếng trên thế giới. Quả thật Mạc Phàm rất đáng sợ, nhưng nhiều thế lực đối phó như thế, cũng chỉ có thể quỳ xuống. Nhất là chúng Thần Sơn, nếu Mạc Phàm đến nơi đó, Mạc Phàm có 10 cái mạng cũng không về được. Bởi vì ở đó không chỉ có điện chủ thần điện vô cùng thần bí, cũng là một nơi nguy hiểm người ngoài đi vào chưa từng ra được. Hàng năm có rất nhiều người đi vào mạo hiểm, nhưng không một ai ra được. Vậy cậu tới nơi này bảo tôi dụ Mạc Phàm tới chúng Thần Sơn sao? Dạ Vô Nhai nhướng mày hỏi. Thanh Bang đã liên hệ với nhiều thế lực như thế, hiện giờ lại tới tìm ông ta, chắc chắn là cần ông ta phối hợp. Tu La thấy Dạ Vô Nhai cảm thấy hứng thú, khóe miệng khẽ nhếch lên. Xem ra mạng của tôi giữ được rồi. Nếu cậu còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, tôi có thể giết chết cậu. Dạ Vô Nhai lạnh như băng nói. Đợi chúng tôi chuẩn bị xong, quả thật chúng tôi cần hội trưởng Dạ dụ Mạc Phàm tới chúng Thần Sơn. Tu La cười khinh thường nói. Các cậu chắc chắn tôi có thể dụ Mạc Phàm tới chúng Thần Sơn sao? Dạ Vô Nhai nhíu mày nói. Hội trưởng Dạ không dụ được, chắc chắn Mạc Phàm cũng sẽ tới châu Âu, nhưng không dám vào chúng Thần Sơn, nếu hội trưởng Dạ dẫn theo Dạ đại tiểu thư đến, cũng tung tin Dạ đại tiểu thư gả cho vương tử Carter, dựa theo tin tức chúng tôi đạt được, Mạc Phàm sẽ đến chúng Thần Sơn. Tu La mỉm cười nhìn chằm chằm Dạ Vô Nhai nói. Anh ta ở thủ đô không phải ngày một ngày hai, nhất cử nhất động của Mạc Phàm đều được bọn họ giám thị. Mạc Phàm vừa đánh bại Long Hoa hội liền tới Tử Nguyệt Trai, còn ra tay chữa bệnh cho Dạ Tình ở Tử Nguyệt Trai nữa. Chứng cứ là Dạ Vô Nhai không giống như những người Long Hoa hội khác, bị phong ấn vào trong tòa Long Tỉnh. Tuy Dạ Tình còn chưa rời khỏi thủ đô, đây cũng là lần đầu tiên Mạc Phàm tới thủ đô, trước giờ chưa từng rời khỏi Giang Nam, hai người không có khả năng gặp mặt, cũng không có bất cứ liên hệ gì trên mạng. Nhưng nếu Dạ Tình bị bắt tới chúng Thần Sơn, có khả năng 90% Mạc Phàm sẽ đến chúng Thần Sơn. Ý của Thanh Bang là, đưa con gái tôi làm tế phẩm cho Carter sao? Dạ Vô Nhai nhíu mày, sắc lạnh mới thu lại đột nhiên xuất hiện, như lợi khí thần binh bắn ra ngoài, hóa thành uy áp cường đại đè về phía Tu La. Mặt đất xung quanh Tu La lập tức bắt đầu lắc lư, bụi đất, tảng đá, cây cối dưới lực lượng không hiểu này chậm rãi bay lên, vây quanh Tu La ở giữa. Những hoạt động này của thần điện có thể giấu giếm được những người khác, sao có thể giấu giếm được Long Hoa hội ông ta? Nói là gả Dạ Tình cho vương tử Carter, đơn giản là dùng Dạ Tình làm tế phẩm cho ban ân lần hai của Carter. Ông ta biết có khả năng Mạc Phàm có quan hệ với Dạ Tình, nhưng ông ta không phải Bạch Vô Thành Bạch Gia, không yếu ớt và ngu ngốc như thế, sao ông ta có thể đưa Dạ Tình cho Carter? Dùng hạnh phúc của Dạ Tình đổi lấy vị trí hội trưởng Long Hoa hội đã khiến ông ta xấu hổ nửa đời, sao ông ta có thể đưa Dạ Tình làm tế phẩm? Cho dù không có người của Thanh Bang tới, ông ta hoàn toàn có thể đến Sơn Ngoại Sơn một chuyến, tìm Nho Môn giúp đỡ. Chuyện này đến đây thôi, nếu các cậu dám đánh chủ ý với con gái tôi sẽ diệt Thanh Bang các cậu. Dạ Vô Nhai không khách sáo nói. Tu La giống như sớm đã dự đoán được, trên mặt không có một chút bối rối. Hội trưởng Dạ quá lo rồi, tôi chỉ nói là tung tin mà thôi, đúng rồi, vương tử Carter đã tìm được một công chúa có huyết thống thần tộc. Hơn nữa sẽ bí mật cưới công chúa này làm vợ, có phải lần này hội trưởng Dạ có thể yên tâm rồi không? Hội trưởng Dạ chỉ cần mang Dạ đại tiểu thư tới làm khách, như thế là đủ rồi, ông xem như vậy thế nào? Ha ha, cậu nghĩ tôi là đứa bé 3 tuổi à, dùng kỹ xảo cấp thấp như vậy tới vũ nhục chỉ số thông minh của tôi, xem ra mấy năm nay Thanh Long cũng không phát triển mấy. Dạ Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói. Dạ Tình là âm dương chi thể hiếm có. Đây không phải là lần đầu tiên thần điện đánh chủ ý với chuyện này, đều bị ông ta từ chối. Nếu ông ta đưa Dạ Tình đến chúng Thần Sơn, còn có đường sống sao? Nếu hội trưởng Dạ còn lo lắng, hội trưởng Dạ và Dạ đại tiểu thư không cần tự mình trình diện, 7 ngày sau Mạc Phàm sẽ đến Nhật Quốc, hội trưởng Dạ để tôi mang nha hoàn Tiểu Lan bên cạnh Dạ đại tiểu thư đi, sau đó đưa một thứ như tín vật của Dạ đại tiểu thư cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giao cho Mạc Phàm, cũng nói Dạ đại tiểu thư bị chúng tôi cưỡng ép, như vậy được chưa? Tu La cười khẽ hỏi. Dạ Vô Nhai nhướng mày, trầm ngâm một lát. Trái lại chuyện này thì có thể. Tuyệt đối không thể đưa Dạ Tình đến chúng Thần Sơn,
nhưng đưa Tiểu Lan qua đó cũng không phải không được. Được rồi, cảm ơn hội trưởng Dạ đã phối hợp, nhưng ngoại trừ chuyện này, bang chủ chúng tôi còn hy vọng hội trưởng Dạ giúp chúng tôi một chuyện. Chuyện gì? Nếu bên chúng tôi liên lạc mấy đại thế lực, bang chủ chúng tôi cảm thấy còn cần làm suy yếu thế lực bên phía Mạc Phàm, ví dụ như bây giờ tên tiểu tử Mạc Phàm kia là đội trưởng của tiểu đội Thanh Long Long Tổ đúng không? Muốn đánh bại người như Mạc Phàm, không thể lơ là. Bọn họ đủ cường đại là không đủ, còn cần khiến Mạc Phàm trở nên yếu hơn. Hiện giờ Mạc Phàm là Long Vương của tiểu đội Thanh Long Long Tổ, lấy chức vụ này của Mạc Phàm trước, sẽ chém rụng từng sợi nhỏ bên người Mạc Phàm. Chém rụng hết, còn có đạo lý không thể thắng sao? Nếu thân phận Long Vương của Mạc Phàm mất dễ như cậu nghĩ, tôi đã sớm ra tay rồi. Dạ Vô Nhai nói. Hiện giờ Mạc Phàm như mặt trời ban trưa, bây giờ có không biết bao nhiêu người hy vọng Mạc Phàm gia nhập bọn họ, Long Tổ ném bảo bối như vậy đi, trừ phi đầu người của Long Tổ xảy ra vấn đề. Quả thật trước kia không thể làm được, nhưng ông đừng quên vừa rồi Mạc Phàm đã làm gì. Hửm. Dạ Vô Nhai nhướn mày, trong đôi mắt chớp lóe dị sắc, nhưng lập tức biến mất. Mạc Phàm làm gì, sao ông ta có thể không biết, vừa rồi Mạc Phàm thả Long Vương U Châu mới tóm được. Có một chuyện hẳn là hội trưởng Dạ đã nghĩ tới. Tu La cười nói. Năm đó vì phong ấn Long Vương U Châu, Long Tổ hao phí khí lực rất lớn, cũng mất đi không ít người, ngoại trừ bốn đại đội trưởng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Gia, 27 thành viên chiến đấu chỉ có 10 người quay về. Lúc đó trên dưới Long Tổ tiếng oán than dậy đất. Người nhà của người bị Long Vương U Châu giết chết vào trong tỏa Long Tỉnh nhiều lần, muốn tìm Long Vương U Châu báo thù. Sau khi những người này bị ngăn cản, đúng lúc gặp được hàng loạt thủy tộc U Châu tiến đến giải cứu Long Vương U Châu. Một hồi đại chiến, gần như không có giải thích liền bắt đầu. Thủy tộc U Châu đột kích, Long Tổ vốn có chuẩn bị. Không lâu sau, những thủy tộc này thành cá trong chậu, tất cả thủy tộc U Châu tới bị một lưới bắt hết, một hồi tàn sát được triển khai. Cấp cao Long Tổ vốn định nhốt những yêu tộc này, đổi lấy thành viên Long Tổ bị thủy tộc U Châu bắt đi. Nhưng những người đó giết đỏ cả mắt rồi, không thể cản lại được. Cuối cùng thủ đô thành nơi tàn sát, máu chảy thành sông, cả thủy tộc cho dù là nam nữ già trẻ đều bị giết sạch. Có thể nói thủy tộc U Châu có thâm cừu đại hận với không ít người của Long Tổ. Mạc Phàm không thương lượng với cấp cao Long Tổ, không chỉ cứu Long Vương U Châu, cho Long Vương U Châu Long Tiên Đan, còn để Long Vương U Châu chạy mất, làm người tốt thì làm đến cùng, không biết trong vô hình đã đắc tội rất nhiều người. Mạc Phàm chỉ là một tiểu Long Vương trong Long Tổ, cũng không phải Long Vương chân chính của Long Tổ, đối với những người nhiều thế hệ ở Long Tổ, Mạc Phàm chỉ là người ngoài. Ngoài ra uy vọng của Mạc Phàm ở Long Tổ không hề cao, cho tới nay, nếu như không phải Giang Thành nỗ lực bảo vệ Mạc Phàm đã sớm bị Long Tổ đuổi ra ngoài. Bây giờ Mạc Phàm lại làm chuyện khiến nhiều người tức giận như vậy, lúc này Dạ Vô Nhai đi châm ngòi thổi gió, chắc chắn đám người Long Tổ sẽ tới gây sự với Mạc Phàm. Có lẽ có một số người đã quên cừu hận khi đó, dù sao chuyện này đã qua 600-700 năm, đã sớm quên mất. Nhưng nếu là người của những gia tộc chết trên tay thủy tộc U Châu, vậy kết quả khác rồi. Cho dù thanh danh của Mạc Phàm lớn đến đâu, Long Tổ cũng tuyệt đối không nuôi một con chó không nghe lời. Nhất là Mạc Phàm còn tạo ra nhiều kẻ địch cường đại như vậy ở bên ngoài. Nếu anh ta là Long Vương của Long Tổ, cũng sẽ đuổi Mạc Phàm khỏi Long Tổ. Chủ ý này không tệ. Dạ Vô Nhai nghĩ một lát, gật đầu nói. Đuổi Mạc Phàm khỏi Long Tổ. Coi như là Long Hoa hội bọn họ cho Mạc Phàm chút giáo huấn nhỏ. Vậy chuyện này giao cho hội trưởng Dạ nhé, chút việc nhỏ ấy đối với hội trưởng Dạ mà nói, hẳn là không cần tốn sức. Tu La cười nịnh nọt nói. Chuyện này giao cho tôi là được. Dạ Vô Nhai trầm giọng nói. Giọng nói vẫn gượng gạo như trước, nhưng lông mày nhíu chặt đã giãn ra. Ông ta nắm giữ địa mạch thủ đô, hải nhãn trong tỏa Long Tỉnh thông với U Châu. Hiện giờ trận pháp bên trong đã bị hủy, bắt mấy thủy tộc U Châu đi giết người Long Tổ, không tính là gì đối với ông ta. Được rồi, có phải bây giờ tôi có thể rời đi hay không, hội trưởng Dạ? Tu La cười hỏi. Dạ Vô Nhai vung tay lên, bụi đất, thổ thạch quanh Tu La lập tức rơi xuống đất. Cảm ơn hội trưởng Dạ khoan hồng độ lượng, tôi đi trước một bước. Tu La âm dương quái khí cười nói, cơ thể chậm rãi biến mất vào trong thổ địa, biến mất không thấy.
Tu La rời đi, trong mắt Dạ Vô Nhai chớp lóe tinh quang, nhìn về phía Mạc Phàm rời đi. Ông ta vốn định tự mình đến Sơn Ngoại Sơn một chuyến, mời cao thủ nho môn đối phó Mạc Phàm, nếu Thanh Bang liên lạc được với nhiều người như thế, vậy để Mạc Phàm sống thêm vài ngày đi. Ông ta đứng yên rất lâu, lúc này mới rời khỏi Yến Sơn. Theo ông ta rời đi, một đạo sóng ngầm lan tràn khắp thủ đô. Hai ngày sau, mỗi ngày Mạc Phàm đều đến Tử Nguyệt Trai. Huyết khế trên người Dạ Tình đã được hắn giải trừ, nhưng âm dương chi khí trên người Dạ Tình còn cần điều hòa, đây cũng là lý do hắn ở lại thủ đô 3 ngày. Ngoại trừ đến Tử Nguyệt Trai, hắn luôn ở trong tứ hợp viện thủ đô, bắt đầu luyện hóa nghịch lân thành thứ thể châm. Trải qua 2 ngày, 9 nghịch lân đã biến thành cây châm còn mỏng hơn sợi tóc. Cho dù để những cây châm này dưới ánh mặt trời cũng rất khó phát hiện. Hắn nhìn những cây châm này, hơi nhếch miệng lên. Đợi quay về Giang Nam, là có thể bắt đầu thứ thể rồi. Chu Hiệt đã quay về Giang Nam, lấy được thiên chi, đồ cần cho thứ thể lần đầu tiên và lần thứ hai đã có rồi. Sau khi thứ thể xong, cơ thể hắn mới là kim cương bất diệt thể chân chính. Hiện giờ bắp thịt trên cơ thể, màng da hắn đều rất yếu, rất dễ bị thương. Nếu không phải Long Vương U Châu vứt đi lực lượng thân thể, đi tu luyện ma long chi thể, dựa vào thân thể hắn không phải đối thủ của Long Vương U Châu. Không biết bản tôn của ABC Mây Nhật Quốc và nhà Miyamoto có gì lợi hại, không thể không phòng những chuyện này. Nhưng sau khi thứ thể xong, bất luận là cường độ cơ thể hay dung nạp linh khí đều cao lên không ít. Đối phó ABC Mây nổi tiếng ở Nhật Quốc và nhà Miyamoto đều không thành vấn đề. Lúc hắn đang suy nghĩ, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Mạc Phàm phóng cảm ứng, nhíu mày, cất những cây châm này đi. Vào đi. Giọng nói vừa vang lên, Giang Thành đẩy cửa vào cùng một mỹ nữ. Mỹ nữ này khoảng 25, 26 tuổi, dáng người cao gầy mặc quần áo da màu đen, làm lộ rõ dáng người hoàn mỹ của cô ta, bất luận kẻ nào nhìn đều bị cô ta hấp dẫn. Dưới mái tóc ngắn là một gương mặt trái xoan tinh xảo, trong đôi mắt nhỏ là con ngươi đen như mực. Khiến người ta cảm thấy vô cùng sắc bén, tìm tôi có chuyện gì? Trong mắt Mạc Phàm lóe lên chút dị sắc, nhìn thoáng qua hai người đang nhíu mày, hỏi. Cậu là Mạc Phàm đúng không? Đây là chuyện tốt cậu làm, cậu xem rồi làm đi. Mỹ nữ tóc ngắn ném một sấp ảnh chụp về phía Mạc Phàm, bất mãn nói. Đây là lần đầu tiên Mạc Phàm gặp mỹ nữ này, hắn cũng không tức giận, nhìn lướt qua những ảnh chụp này là một số người bị thương hoặc người chết. Trên ảnh chụp đều là bị cắn, cào bị thương hay là bị xé mạnh, có một số gần như tứ phân ngũ liệt, giống như bị dã thú làm bị thương. Cuối cùng là sinh vật hình người toàn thân đầy vảy màu đen, sau lưng là vây cá, trong miệng đều là răng nhọn, nhìn rất hung dữ. Thủy tộc. Tu chân giới có rất nhiều thủy tộc, có một số tinh cầu còn đều là thủy tộc. Tuy thủy tộc trên ảnh chụp yếu hơn thủy tộc ở tu chân giới, nhưng hẳn là thủy tộc trên địa cầu. Đây không chỉ là thủy tộc. Còn là thủy tộc U Châu. Mỹ nữ tóc ngắn nghiến răng nói. Ở hải ngoại hải có rất nhiều thủy tộc, nhưng chủng loại đều không giống nhau hoàn toàn, đặc tính của thủy tộc U Châu là có vảy màu đen. Những người bị thương và bị giết, đều là người của Long Tổ chúng tôi. Mỹ nữ tóc ngắn nói tiếp. Trong số những người bị thương có em họ cô ta, mới 9 tuổi đã bị yêu tộc cắn nát chân, thành một phế nhân. Trải qua chuyện đáng sợ này, hiện giờ đứa bé đã xuất hiện thần kinh thất thường, cô ta không thức được sao? Mạc Phàm nhíu mày, nhưng lập tức khôi phục như thường. Ý của cô là nói, những yêu tộc này ra tay tập kích Long Tổ là ý của Long Vương U Châu. Hắn để Long Vương U Châu rời đi, vị mỹ nữ này và Giang Thành cùng tới hỏi tội, chỉ có thể là chuyện này. Ngoại trừ con rồng chết tiệt kia ra, còn có thể là ai? Mỹ nữ tóc ngắn thấy Mạc Phàm lạnh nhạt. Lửa giận không có chỗ phát tiết, tức giận vỗ bàn nói. Giang Thành ở bên cạnh thay đổi sắc mặt. Chu Tước, đừng kích động như vậy, chuyện này không đơn giản như thế đâu, cho dù thật sự là Ngao Thiên Long Vương U Châu làm, cũng không liên quan đến Mạc Tiên Sinh. Nếu cậu ta không thả Ngao Thiên ra, sao lại xảy ra chuyện như vậy, cậu ta để cho Ngao Thiên chạy, tất nhiên Ngao Thiên chẳng dám gây sự với cậu ta là Mạc Tiên Sinh danh chấn thiên hạ, ở trước mặt cậu ta. Chúng ta chỉ là một đám tiểu lâu la, tất nhiên Long Vương U Châu chỉ có thể khai đao với chúng ta. Chu Tước âm dương quái khí nói, đôi mắt sắc bén ước gì có thể đục nát Mạc Phàm.
Nếu Mạc Phàm phong ấn Long Vương U Châu vào trong tỏa liên tỉnh, áp trụ hải nhãn, thì đâu xảy ra chuyện như thế? Chu Tước. Mạc Phàm nhướng mày, liếc mắt nhìn mỹ nữ này một cái. Bốn tiểu đội Long Tổ, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, hắn từng gặp Bạch Hổ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp Chu Tước. Chu Tước đúng không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Chu Tước không sợ Mạc Phàm, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy sắc bén. Là tôi, thế nào, cậu muốn giết tôi sao, Thanh Long? Chu Tước, không được, vô lễ với Mạc tiên sinh. Sắc mặt Giang Thành thay đổi, vội vàng nói. Mạc Phàm là cường giả tốt tính nhất mà ông ta từng gặp, nhưng không phải vì Mạc Phàm tốt tính mà bất cứ ai cũng có thể làm càn trước mặt Mạc Phàm. Vô lễ, cậu ta là Thanh Long, tôi là Chu Tước, thời gian tôi ở Long Tổ còn lâu hơn cậu ta, dù thế nào tôi cũng là tiền bối của cậu ta, tiền bối dạy dỗ hậu bối, không phải là vô lễ đúng không, hay là Long Tổ hiện giờ đã đến mức chỉ cần quyền cứng thì có thể tự cao tự đại. Chu Tước hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Trong mắt Giang Thành hiện lên chút lo lắng, nhưng không trả lời Chu Tước, mà nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, chuyện này liên quan đến an toàn của Long Tổ, cậu có thể tìm Ngao Thiên trở về, nếu có thể cậu hãy phong ấn nó tiếp trong tỏa Long Tỉnh. Tìm Ngao Thiên trở về, ông nghĩ cậu ta là chủ nhân của Ngao Thiên à, có thể gọi Ngao Thiên tới là tới, có câu nói Long Quy Đại Hải, Hổ Đáo Sơn Lâm, ông không biết sao. Chu Tước cười mỉa nói, giống như nghe được chuyện cười. Ngao Thiên đã quay về hải ngoại hải U Châu rồi, người có thể tìm được Long Vương U Châu còn chưa sinh ra. Vậy cô muốn thế nào, Chu Tước? Giang Thành lạnh lùng nói. Chuyện này vì người nào mà ra, thì người đó phải giải quyết, cậu ta nhất định phải bắt Ngao Thiên trở về, giao cho chúng ta xử phạt, không chỉ Ngao Thiên, ngay cả đám thuộc hạ dám ra tay với Long Tổ chúng ta cũng phải tru di cửu tộc. Tôi cảm thấy Thanh Long nên đổi người rồi. Chu Tước nói. Giang Thành nheo mắt lại, hiếm khi lộ vẻ bất mãn. Chuyện này không phải lỗi của Mạc Phàm, cũng chưa chắc do Ngao Thiên gây ra, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Mạc Phàm như vậy là không công bằng. Hơn nữa, Chu Tước, chú ý cách nói chuyện của cô, thay đổi Thanh Long hay không là chuyện của tôi, cho dù là mẹ cô cũng không có tư cách nói những lời này. Giang Thành trầm giọng nói. Mẹ Chu Tước là trưởng lão Chu Tước, không phải trưởng lão Thanh Long. Tôi và mẹ tôi đều không có, nhưng ông xem thứ này có không? Chu Tước giống như đã sớm chuẩn bị, cười lạnh lùng, lấy một tấm thẻ từ trong túi áo ra. Nhìn thấy tấm thẻ này, sắc mặt Giang Thành khó coi. Tấm thẻ do gỗ điêu khắc mà thành, nhưng toàn thân phiếm hoàng quang nhàn nhạt. Một mặt có khắc yêu thú chỉ có miệng, mặt khác là hai văn tự nguệch ngoạc. Mạc Phàm nhìn thấy khối gỗ này, lông mày cũng nhíu lại. Hỗn độn nguyên mộc. Mạc Phàm, quả thật khối lệnh bài này dùng hỗn độn nguyên mộc khắc thành, nhưng lệnh bài này đại biểu cho thân phận gì hẳn là cậu không biết. Hai tay Chu Tước vòng quanh ngực, nhìn chằm chằm Mạc Phàm cười ngả ngớn nói. Thân phận. Mạc Phàm cười khẽ. Hỗn độn nguyên mộc và liên hoa thiên địa nguyên thạch của hắn là thiên tài địa bảo cùng cấp bậc, nếu có thể luyện hóa hỗn độn nguyên mộc này. Hắn có thể ngưng tụ ra một chút hỗn nguyên chi khí. So với chuyện này, lệnh bài này đại biểu cho thân phận gì, đối với hắn chỉ như mây trôi. Nhưng hắn vẫn liếc mắt nhìn Chu Tước một cái. Lệnh bài này đại biểu cho thân phận gì? Long Vương Long Tổ, hỗn độn. Không đợi Chu Tước mở miệng, Giang Thành trầm giọng nói. Long Tổ ngoại trừ Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ và Tứ Đại Trưởng Lão Gia. Còn có một người là hỗn độn Long Vương người chân chính nắm giữ Long Tổ trong tay. Từ khi hỗn độn dựng nước liền bế quan quanh năm, gần như rất ít xuất hiện, rất nhiều chuyện đều do tứ đại trưởng lão quyết định. Nhưng lúc Long Tổ xuất hiện chuyện lớn, bình thường đều qua ý của hỗn độn. Khi ông ta mang Chu Tước tới gặp Mạc Phàm, ông ta đã thấy kỳ lạ, vì sao ba trưởng lão khác không tới, lại phái Chu Tước đến. Có lệnh bài do hỗn độn nguyên mộc tạo thành, không cần mấy người kia xuất hiện, chỉ mình Chu Tước là đủ. Cho nên nói lệnh bài này có thể ra lệnh cho tôi làm một chuyện. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Không phải ra lệnh, cậu nhất định phải làm một chuyện. Chu Tước cười mỉa nói. Ánh mắt cô ta nhìn Mạc Phàm như nhìn con chó nhất định phải nghe lệnh. Hỗn độn lệnh là lệnh bài cao nhất trong Long Tổ, thấy lệnh bài này như thấy hỗn độn, mọi người tất phải nghe lệnh của người cầm lệnh bài. Nếu không nghe lời hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho dù Mạc Phàm là Thanh Long cũng được, hay Mạc Đại Sư cũng được,
đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Tôi có thể lập tức tìm được Long Vương U Châu, cũng có thể diệt cửu tộc thủy tộc U Châu. Long Vương U Châu đã quay về hải ngoại hải, như vậy hắn không tìm thấy sao, đùa cái gì thế? Nước biển quá nhiều, đun sôi là được, hắn không tin Long Vương U Châu chịu được. Vậy được rồi, tôi dùng hỗn độn lệnh ra lệnh cho cậu, chuyện Long Vương U Châu giao cho cậu, cần phải hoàn thành, thời gian thì 3 ngày đủ không? Chu Tước hơi nhếch miệng hỏi. 1 ngày đủ rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tìm Long Vương U Châu còn cần 3 ngày, ha ha. Mạc Phàm vừa nói những lời này, Giang Thành lập tức nhíu mày. Chu Tước nhướn mày, tươi cười hiện lên trong mắt. Khẩu khí của Mạc Phàm không phải lớn bình thường, vậy mà dám nói bắt được Long Vương U Châu trong 1 ngày. Có lẽ Mạc Phàm có thể bắt được Long Vương U Châu ở những nơi khác, nhưng ở U Châu, Mạc Phàm còn sống quay về đã không tệ rồi. Ở hải ngoại hải có không biết bao nhiêu yêu tộc, có khả năng Mạc Phàm chưa tới U Châu, đã bị yêu tộc bao vây tấn công. 1 ngày, Mạc Phàm có thể bắt được Long Vương U Châu trong vòng 1 tháng đã không tệ rồi. 1 ngày, được rồi, cứ quyết định như vậy đi, nhưng nếu trong vòng 1 ngày cậu không hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên làm gì bây giờ? Chu Tước hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. 1 ngày đều không cần, tôi không có hứng thú, cũng sẽ không đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Không nói đến chuyện này chưa chắc đã do Long Vương U Châu sai bảo, cho dù là Long Vương U Châu làm hắn cũng không có trách nhiệm đi bắt Long Vương U Châu. Hửm! Tươi cười trên mặt Chu Tước lập tức cứng đờ, lông mày nhíu lại, lộ ra chút nghi ngờ. Mạc Phàm, ý của cậu là? Ý của tôi là tôi sẽ không đi thu thập Long Vương U Châu. Mạc Phàm lặp lại. Hắn là thanh long của Long Tổ, nhưng không biết hỗn độn gì đó. Cô ta đừng mơ dùng thân phận của hỗn độn gì đó tới đẻ hắn. Nếu thật sự muốn làm vậy, bảo hỗn độn tự mình tới tìm hắn đi. Sắc mặt Chu Tước lạnh lùng, cô ta biết Mạc Phàm to gan lớn mật, nhưng không ngờ Mạc Phàm dám làm càn trước mặt hỗn độn lệnh, dám cãi lệnh như vậy. Mạc Phàm, cậu có biết cậu đang nói gì không? Cậu muốn tạo phản à? Nếu cậu lập tức quỳ xuống xin lỗi, tôi có thể làm như không nghe thấy. Chu Tước lạnh giọng quát. Quỳ xuống. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười như có như không, đứng dậy khỏi ghế, trên mặt không nhìn ra vui buồn, cũng không thấy một chút sát ý. Nhưng sắc mặt Giang Thành vô cùng khó coi, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng xuất hiện lên lưng ông ta. Khi Mạc Phàm để Long Vương U Châu chạy, ông ta đã dự đoán được sẽ có chuyện xảy ra, nhưng không ngờ chuyện này dữ dội như thế, ngay cả hỗn độn lệnh đều xuất hiện. Ông ta quen với tính cách của Mạc Phàm, nếu Chu Tước bàn bạc hẳn hoi với Mạc Phàm, chắc chắn Mạc Phàm sẽ không từ chối. Nhưng Chu Tước lại dùng hỗn độn lệnh đè Mạc Phàm. Chuyện này giống như dùng tảng đá đập vào một vị thần linh, vốn là cầu xin thần linh phải xem thần linh có tâm tình không, lấy tảng đá nhục nhã thần linh, chỉ nhận được đả kích hủy thiên diệt địa của thần linh mà thôi. Mạc Phàm đứng dậy nhưng không ra tay với Chu Tước, mà rót cho mình một cốc nước ấm. Nếu tôi muốn tạo phản, chỉ dựa vào những câu cô nói khi mới vào cửa, cô đã là người chết. Mạc Phàm uống một ngụm nói. Tôi là người chết, Mạc Phàm, quả thật tôi không phải đối thủ của cậu, nhưng cậu biết cái giá phải trả khi giết tôi không? Chu Tước cười lạnh lùng nói. Giá thế nào, trái lại cô nói thử xem tôi có chịu được không? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang nói. Cậu dám giết tôi hay cãi lệnh của tôi, kết cục là không chỉ thân phận thanh long của cậu bị cướp, người nhà của cậu cũng không được Long Tổ bảo vệ, cậu cũng sẽ thành kẻ địch của Long Tổ. Hiện giờ cậu đã đắc tội nhiều người như vậy, không có Long Tổ chúng tôi che chở, tự cậu nhìn mà làm đi, tiếp nhận mệnh lệnh của tôi, đi bắt con rồng kia, hay là đoạn tuyệt với chúng tôi. Chu Tước nhìn Mạc Phàm cười nói. Bây giờ Mạc Phàm chỉ có một mình, cô ta không tin Mạc Phàm còn dám trở mặt với Long Tổ bọn họ, trừ phi Mạc Phàm muốn bị diệt vong. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Giang Thành đã nắm chặt tay, trầm giọng hỏi. Chu Tước. Đây thật sự là hỗn độn lệnh sao? Ông ta hao phí rất nhiều sức lực mới kéo được Mạc Phàm vào Long Tổ, rõ ràng bây giờ Chu Tước muốn ép Mạc Phàm đến đường cùng, chuyện này không khớp với những lời hỗn độn đồng ý với ông ta trước đó. Thế nào, Giang Thành, ông hoài nghi tôi thì được, chẳng lẽ muốn hoài nghi hỗn độn lệnh sao? Nếu những lời này của ông để hỗn độn đại nhân nghe được, ông ấy sẽ thế nào? Giang Thành không phải là ông không biết đấy chứ? Chu Tước có chút không vui nói. Giang Thành nhíu mày,
không nói gì nữa. Ở Hoa Hạ chỉ có một thứ dùng hỗn độn nguyên mộc khắc thành, đó chính là hỗn độn lệnh, không còn thứ khác. Nếu hỗn độn không muốn đưa cho ai, ai cũng không lấy được. Nhưng mà, Chu Tước thấy Giang Thành không nói gì thêm, rõ ràng là chấp nhận hỗn độn lệnh này. Miệng cô ta hơi nhếch lên, cười đắc ý. Mạc Phàm, cậu chọn xong chưa? Chuyện này còn cần chọn sao? Mạc Phàm cười nhạt, gần như không do dự nói. Lúc trước nếu không phải Giang Thành đồng ý bảo vệ người nhà hắn, hắn sẽ không gia nhập Long Tổ. Quả thật Long Tổ có bảo vệ Mạc gia, hắn cũng từng cứu tiểu đội Thanh Long và tiểu đội Bạch Hổ. Hiện giờ có mấy thủy tộc nổi loạn, vậy mà Long Tổ muốn ép hắn cúi đầu, chuyện này không cần phải chọn. Nếu như con kiến muốn thần linh cúi đầu, trừ phi có thực lực đó. Chu Tước nhíu mày, giọng nói cũng phát lạnh. Mạc Phàm, cậu muốn phản bội rời khỏi Long Tổ sao? Mạc Phàm, đừng kích động, cậu khoan hãy đưa ra quyết định, tôi lập tức xác nhận một phen. Giang Thành cuống quýt nói. Một khi Mạc Phàm phản bội rời khỏi Long Tổ, trên bảng kẻ địch sẽ có thêm Long Tổ nữa. Với thực lực của Mạc Phàm, đối phó Mạc Phàm không chỉ có trưởng lão Thanh Long như ông ta, còn có hỗn độn vài chục năm chưa xuất hiện. Vài chục năm hỗn độn chưa xuất hiện, ông ta thân là trưởng lão cũng chỉ gặp hỗn độn vài lần, nhưng biết hỗn độn là cao thủ thần cảnh không nhiều ở Hoa Hạ. Mạc Phàm vốn đã bốn bề là địch, cộng thêm hỗn độn nữa, cứ thế tình cảnh của cậu ta càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên Mạc Phàm ở đây, không lâu sau Mạc Phàm sẽ thành người kế nhiệm của hỗn độn. Trong trăm năm sau, sẽ không có ai dám mạo phạm Long Tổ bọn họ. Nếu Mạc Phàm chính thức rời khỏi Long Tổ, đúng là tổn thất lớn của Long Tổ. Chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, tất phải điều tra rõ ràng lại. Giang Thành, ông vẫn đang hoài nghi hỗn độn lệnh này là giả sao? Chu Tước nhíu mày hỏi. Không chỉ hỗn độn lệnh, còn cả thủy tộc U Châu nữa, tôi cần thời gian một ngày, nếu hỗn độn lệnh không có vấn đề, cô hẳn là không để ý sớm một ngày muộn một ngày đúng không? Giang Thành lạnh lùng nói. Chu Tước cũng không hoảng loạn, lắc đầu cười. Giang Thành, ông còn chưa từ bỏ ý định à, vậy tôi nói cho ông biết trong số những người bị thủy tộc U Châu giết có một người là hậu bối của hỗn độn đại nhân, Cơ Công Tử, lần này ông hiểu rõ tình huống là gì rồi chứ? Cơ Công Tử, nghe thấy mấy chữ đó, sắc mặt Giang Thành khó coi. Thế gia của hỗn độn vốn không thịnh vượng, đến thế hệ này lại càng chỉ có mình Cơ Công Tử. Cơ Công Tử bị giết, cơ bản có thể nói hỗn độn tuyệt hậu rồi. Nếu là thật, tuy hỗn độn là cao thủ thần cảnh, chắc chắn cũng không ngồi yên. Thôi, vẫn nên để các người tâm phục khẩu phục. Chu Tước thở dài, bất đắc dĩ nói. Cô ta lấy bốn tảng đá màu sắc khác nhau từ trong túi áo ra, rót nội khí vào bên trong tảng đá, liền ném lên không trung. Bốn tảng đá chuyển động theo tốc độ giống nhau, bốn đạo quang trụ chiếu từ tảng đá ra. Bên trong cột sống, bốn nhân ảnh nhanh chóng ngưng tụ. Ố ể ổ trong bốn người ba nam một nữ, nhìn đều 30, thực ra đã 5-60 tuổi. Người đàn ông đứng đầu bốn người mặc trang phục thời đường, gương mặt và dáng người đều vô cùng gầy yếu, trong mắt là bão kinh thương tang, chỉ là người trải qua nhiều chuyện mới có đôi mắt như vậy, ngoại trừ tang thương ra, còn có cao quý, lạnh lùng, uy áp không thể che giấu, giống như đế vương viễn cổ, trời sinh đã mang khí tức cao cao tại thượng. Còn ba người khác, một người là đại hán cao tráng, phải cao hơn hai thước, cánh tay còn thô hơn đùi phụ nữ, cho dù là tiền đạo truyền kỳ, cũng nhỏ hơn ông ta một vòng, hoàn toàn như tòa núi nhỏ. Một người đàn ông khác có vài phần tương tự với Hiên Viên Long mà hắn từng gặp, sau lưng là một thanh kiếm, hai mắt chớp lóe đầy địch ý nhìn Mạc Phàm. Người phụ nữ cuối cùng giống như chị em với Chu Tước, nhưng đẫy đà và quyến rũ hơn Chu Tước vài phần. Bốn người vừa xuất hiện, trong chớp mắt sắc mặt Giang Thành khó coi. Hỗn độn, trưởng lão Huyền Vũ, trưởng lão Bạch Hổ, trưởng lão Chu Tước, bốn người có quyền lợi nhất Long Tổ đều tụ tập đông đủ rồi. Bốn người vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức nhìn về phía Mạc Phàm trong phòng. Giang Thành, hỗn độn đại nhân ở ngay trước mặt ông muốn xác nhận cái gì thì xác nhận đi. Chu Tước hơi nhếch miệng, cười đắc ý nói. Chu Tước vừa nói xong, mỹ phụ kia lập tức nhíu mày. Tiểu Phượng, không được vô lễ với trưởng lão Thanh Long. Chu Tước cầm hỗn độn lệnh cũng chỉ là Chu Tước, dù thế nào bối phận của Giang Thành vẫn cao hơn bà ta một bậc, Chu Tước có thể làm cản trước mặt bà ta, nhưng hỗn độn cũng đã đến đây. Chu Tước cong môi, lộ ra bất mãn.
Đám hỗn độn và Giang Thành không để ý chuyện này, ánh mắt đều nhìn về phía Mạc Phàm. Rất lâu sau, cậu là Mạc Phàm Thanh Long hiện giờ đúng không? Hỗn độn hỏi, giọng nói giống như đế vương đang chất vấn cấp dưới, trong giọng nói tràn ngập khí tức cao cao tại thượng và lạnh lùng. Ông là hỗn độn đúng không? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn người đàn ông do thạch chiếu ra, không đáp hỏi ngược lại. Mạc Phàm vừa nói những lời này, trên mặt hỗn độn không có một chút biểu cảm, mỹ phụ tên Nga Mi thì nhíu mày. Mạc Phàm, chú ý thân phận của cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Ha ha, Mạc Phàm cười khẽ, không để ý đến hỗn độn, không thèm liếc nhìn trưởng lão Chu Tước, rời mắt nhìn Giang Thành. Tôi đồng ý với ông, sẽ không để người ngoài có được mộ tiên nhân, cũng sẽ không dẫn tới náo động, tôi đã đồng ý chuyện này rồi, cho dù tôi có phải người Long Tổ hay không, đều không thể. Nói xong hắn điểm lên mi tâm, chỗ mi tâm hắn và mi tâm Giang Thành, khế ước Mạc Phàm ký khi gia nhập Long Tổ sáng lên. Khế ước này sáng vài cái, liền giấy lên ngọn lửa, biến mất không thấy. Sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Mạc Phàm, chuyện này còn chưa làm rõ ràng, cậu làm gì vậy? Trên mặt Giang Thành tràn đầy vẻ bối rối, hỏi. Vừa rồi Mạc Phàm giải trừ khế ước đã định với Long Tổ. Giải trừ khế ước chẳng khác nào phản bội rời khỏi Long Tổ. Nếu bình thường Mạc Phàm giải trừ thứ này, trái lại không sao, Mạc Phàm giải trừ trước mặt đám hỗn độn, vậy thì phiền phức rồi. Thực ra Mạc Phàm không cần phải làm vậy, cho dù trong số người bị giết có hậu bối của hỗn độn, cũng không thể đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Mạc Phàm. Hỗn độn và tứ đại trưởng lão tụ tập, chuyện này còn đường sống quay lại, dù sao ông ta là trưởng lão Thanh Long, có quyền nói chuyện nhất định. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, hơi nhếch miệng, cười nhạt một tiếng. Hỗn độn và trưởng lão đều đến đây, đúng lúc mượn cơ hội rời đi. Nhìn xem cho dù hắn không phải người Long Tổ, các thế lực khác có năng lực làm gì hắn. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, ngọc bội Thanh Long xuất hiện trong tay hắn, ngón tay khẽ cử động tạo mấy pháp ấn, trên ngọc bội lúc sáng lúc tối, sáng lên thanh quang, một giọt máu bay từ trong ra. Giọt máu kia vừa xuất hiện trong không khí, lập tức bốc cháy. Huyết dịch mất đi, quang mang trên ngọc bội Thanh Long nhạt đi. Mạc Phàm nắm lấy ngọc bội, ném cho Giang Thành. Đây là ngọc bội Thanh Long, cũng trả cho các ông, từ nay về sau tôi không còn là Long Vương, các ông cũng không còn là đồng bọn của tôi. Long Vương U Châu, các ông muốn bắt thì bắt, các ông muốn diệt thủy tộc U Châu thì diệt, nhưng nếu các ông dám động vào người nhà của tôi, ông. Mạc Phàm chỉ từng người ngoại trừ Giang Thành ra. Tất cả đều muốn sống không được, muốn chết không xong. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, trầm giọng nói. Hắn vừa nói xong, khí tức vô cùng lạnh lẽo tỏa ra bốn phía, dập dờn về phía mấy người trong phòng. Dựa theo những lời Chu Tước nói, không phải phản bội Long Tổ sẽ bị Long Tổ đuổi giết sao? Dù sao có rất nhiều người ôm địch ý với Mạc gia, thêm Long Tổ cũng không là gì. Có can đảm, cứ tới đi. Mạc Phàm, đừng kích động. Sắc mặt Giang Thành vô cùng khó coi nói. Những lời này của Mạc Phàm không chỉ phản bội rời khỏi Long Tổ, còn là địch với Long Tổ. Trưởng lão Chu Tước, trưởng lão Huyền Vũ và trưởng lão Bạch Hổ nhướng mày, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Mạc Phàm thân là thành viên của Long Tổ, không nghe Long Tổ sắp xếp còn chưa tính, dám can đảm uy hiếp Long Tổ, cậu ta nghĩ Long Tổ bọn họ là Thanh Lâu, muốn vào là vào muốn ra là ra sao? Chu Tước hơi nhếch miệng. Trong lòng vui vẻ. Lúc trước Mạc Phàm từ chối cô ta thì không sao, vậy mà tiểu tử này dám giải trừ khế ước trước mặt hỗn độn đại nhân, trả ngọc bội Thanh Long, lần này Mạc Phàm xong đời rồi, đợi bị Long Tổ đuổi giết đi. Long Tổ từng xuất hiện một số kẻ phản bội, nhưng không một ai né tránh được đuổi giết của Long Tổ. Mạc Phàm vốn hoàn toàn có thể không gặp tai họa như vậy, nhưng ai bảo Mạc Phàm thả Long Vương U Châu, khiến người Long Tổ bị thủy tộc U Châu tập kích. Mạc Phàm tất phải trả cái giá cực đắt. Hỗn độn cũng nhíu mày, trên mặt lộ ra chút bất mãn. Mạc Phàm, cậu chắc chắn làm như vậy không? Chỉ cần cậu đồng ý cúi đầu, sau này cậu là hỗn độn của Long Tổ, không ai còn có thể khiến cậu cúi đầu. Hỗn độn nói, tuy ông ta luôn bế quan, nhưng mọi chuyện bên ngoài đều nằm trong lòng bàn tay ông ta. Có thể nói Mạc Phàm là kỳ tài ngàn năm khó thấy. Mạc Phàm gia nhập Long Tổ tuyệt đối là vận khí của Long Tổ bọn họ. Nếu không phải trên dưới Long Tổ ép buộc, ông ta sẽ không đưa hỗn độn lệnh cho Chu Tước. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ,
ông ta không hy vọng nhìn thấy Mạc Phàm phản bội rời khỏi Long Tổ. Mạc Phàm nhướng mày, cười khinh thường. Hắn còn chưa biết Long Tổ là thế lực nào ở tu chân giới để lại, nhưng chỉ là vị trí hỗn độn, đã muốn hấp dẫn Y Tiên Bất Tử hắn, quá coi trọng vị trí hỗn độn rồi. Chuyện này giống như lấy một tảng thịt bò bình thường, cho một con rồng ăn quen sơn hào hải vị ăn. Hỗn độn, chỉ dựa vào vị trí hỗn độn mà tôi phải cúi đầu sao? Mạc Phàm, cậu quá càn rỡ rồi. Trưởng lão Chu Tước tức giận nói. Các người nói xong chưa, tôi đã không phải người của Long Tổ, hẳn là tôi có thể rời đi rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tuy có thêm chuyện này đệm vào, nhưng hắn đã chữa khỏi bệnh cho Dạ Tình, Long Hoa Hội cũng đã xử lý xong, ngoại trừ vũ khí tiên tiến không tại nổi sóng gió gì, Long Nhược Tuyết cũng được hắn cứu ra, mục đích hắn ở thủ đô đã hết, đến lúc quay về Giang Nam rồi. Mạc Phàm, cậu coi Long Tổ chúng tôi là cái gì hả? Trưởng lão Chu Tước thấy Mạc Phàm không thèm để ý đến bà ta, lông mày nhíu thành chữ hỏa, tức giận nói. Vậy Long Tổ các người coi tôi là gì hả? Mạc Phàm lạnh lùng liếc trưởng lão Chu Tước một cái, hỏi ngược lại. Cậu là thành viên của Long Tổ, chẳng lẽ không nên nghe theo mệnh lệnh của Long Tổ sao? Ha ha, Mạc Phàm cười không nói gì, mà lập tức đi ra ngoài. Tuy hắn không biết nhiều chuyện thủy tộc U Châu tập kích Long Tổ, nhưng chỉ cần hơi động não một chút là biết được có người giở trò từ trong. Long Vương U Châu là do hắn để chạy, sao không biết hắn có thể thả thì có thể bắt, làm gì dám đi đánh lén Long Tổ, trừ phi não Long Vương U Châu xảy ra vấn đề, nếu không không có khả năng là Long Vương U Châu làm. Chu Tước lại đẩy hết chuyện này lên người hắn, cô ta nghĩ hắn là thịt cá trên thớt gỗ mặc bọn họ khai đao sao. Sớm biết như thế, hắn đã không đồng ý với yêu cầu của Giang Thành, gia nhập Long Tổ. Tôi không cần nghe bất luận mệnh lệnh của người nào, càng ghét nhất bị người ta uy hiếp, các người tự giải quyết cho tốt đi, muốn tìm Long Vương U Châu, mấy hôm nữa đến biển Đông Giang Nam, tôi đi trước một bước. Mạc Phàm thản nhiên nói, nhấc chân đi tới cửa. Nếu Long Tổ bàn bạc với hắn hẳn hoi, hắn không ngại bắt lấy Long Vương U Châu, thậm chí là đến U Châu. Nhưng Long Tổ đối với hắn như vậy, chỉ coi hắn là con rối khống chế. Sao Y Tiên Bất Tử hắn có thể tiếp nhận? Hắn không giết Chu Tước, đã vô cùng nhân từ. Hắn còn chưa tới cửa, Chu Tước cười lạnh lùng, chắn ở cửa. Còn muốn chạy, không dễ như vậy đâu, cậu nên theo chúng tôi tới tổng bộ một chuyến thì hơn. Nếu Mạc Phàm phản bội rời khỏi Long Tổ, sao có thể để Mạc Phàm rời đi? Mạc Phàm nhướng mày, liếc mắt nhìn Chu Tước một cái. Chỉ dựa vào cô, không có bản lĩnh này. Thực lực của Chu Tước mạnh hơn đám Long Nhược Tuyết, nhưng không đủ nhìn đối với hắn. Chu Tước cũng không tức giận, trái lại cười lạnh lùng. Tôi chỉ là Chu Tước, sao có thể là đối thủ của Mạc Đại Sư, nhưng cậu cảm thấy bọn họ không có sắp xếp sao? Nói xong nội khí trong cơ thể Chu Tước như không cần để lại, điên cuồng rót vào trong hỗn độn mộc nguyên. Bùm, hỗn độn nguyên mộc giống như không chịu được nhiều nội khí như vậy, trong chớp mắt vỡ nát, biến thành bốn khối. Mạc Phàm, cậu quá liều lĩnh, bây giờ phải trả giá thật nhiều. Trưởng lão Chu Tước lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, một tay duỗi về phía hỗn độn nguyên mộc. Mạc Phàm, tôi nhớ rõ con tôi và cháu nội tôi đều từng bị cậu dạy dỗ, hiện giờ bố và ông nội bọn họ đã đến, tôi xem cậu có bản lĩnh gì. Trưởng lão Bạch Hổ lạnh lùng nói, vươn một tay ra. Mạc Phàm, lần đầu tiên gặp cậu, nhưng tôi rất muốn thử xem cậu dựa vào cái gì khiến con rồng kia cúi đầu. Trưởng lão Huyền Vũ nắm chặt tay vang lên răng rắc. Một tay ông ta vươn ra, làm động tác tương tự với hai người trước. Nhìn thấy ba người vươn tay về phía hỗn độn nguyên mộc, sắc mặt Giang Thành lập tức khó coi, trong mắt đều là phức tạp. Trong tay trưởng lão Chu Tước, trưởng lão Bạch Hổ, trưởng lão Huyền Vũ xuất hiện một ấn ký, một phần tư hỗn độn nguyên mộc bay về phía tay ba người. Hỗn độn nguyên mộc vừa bay vào tay bọn họ, thân thể mờ ảo của bọn họ nhanh chóng ngưng thực, tựa như búp bê được bơm hơi, uy áp cường đại cũng hàng lâm. Trong 10 dặm xung quanh tứ hợp viên, bầu không khí lập tức căng thẳng. Đám Long Nhược Tuyết cảm nhận được khí tức cường đại này ở bốn phía tứ hợp viện, sắc mặt lập tức thay đổi. Không phải chứ? Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được ba lực lượng này, nhưng mà không ngờ. Vậy mà bọn họ đều đến đây. Chuyện này, sau khi đám trưởng lão Chu Tước hóa từ hư ảnh thành thật thể, hỗn độn thở dài, trong mắt xuất hiện vẻ thất vọng. 2.
Mạc Phàm, cậu vốn không cần làm như vậy, tuy tôi chưa từng cúi đầu với người khác, nhưng cậu thân là người trẻ tuổi, cúi đầu một lần cũng không phải chuyện gì xấu, nhưng cậu còn chưa biết đạo lý này, vậy để tôi dạy cậu một phen. Lại đây. Hỗn độn ngoắc ngón tay với hỗn độn nguyên mộc cuối cùng bay vào trong mi tâm ông ta. Thân thể ông ta không đổi, mà trực tiếp đi ra trong hư ảnh, bước chân mới hạ xuống. Rầm rầm rầm, đất đai bắt đầu run rẩy, tựa như cự nhân chúng tên rơi xuống đất. Khí tức nổ tung ầm ầm, tựa như vũ khí hạt nhân bất chợt nổ tung. Sau khi nổ mạnh như vũ khí hạt nhân, năng lượng vô cùng khổng lồ lan tràn ra xung quanh. Vừa rồi sắc mặt Long Nhược Tuyết đã rất khó coi, bây giờ lại càng đứng ngây ra tại chỗ. Chuyện này, đây là hỗn độn. Không chỉ đám Long Nhược Tuyết, trong trang viên Long Hoa Hội, Tu La, Dạ Vô Nhai và Tiêu Vấn Triều đứng ở trong lương đỉnh cao nhất, nhìn về phía Tứ Hợp Viện. Hội trưởng Dạ, xem ra hiệu quả tốt hơn chúng ta nghĩ nhiều, vậy mà mời được hỗn độn tới. Tu La cười âm hiểm nói. Dạ Vô Nhai không trả lời Tu La, trong đáy mắt xuất hiện vui mừng khó có thể che giấu. Chú Dạ, cháu cảm thấy còn có thể khiến hiệu quả tốt hơn chút. Tiêu Vấn Triều cười âm hiểm nói. Thế nào càng tốt hơn? Dạ Vô Nhai hỏi. Tiêu Vấn Triều nói nhỏ vài câu, trước mắt Dạ Vô Nhai sáng lên. Một lát sau, một bóng dáng lao về phía Tứ Hợp Viện. Ngoại trừ bên này, thủ đô mới bình tĩnh hai ngày, lập tức náo nhiệt lại. Người nào có khí tức cường đại như vậy? Hình như là ở căn cứ Long Tổ. Có người nhìn về phía Tứ Hợp Viện, cẩn thận nói. Căn cứ Long Tổ là bí mật với người bình thường, nhưng không giấu được tu sĩ thủ đô. Không phải là hỗn độn đấy chứ? Có người vô cùng khiếp sợ nói. B. Bên trong Tứ Hợp Viện, Mạc Phàm hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn bốn người một cái, trong mắt hiện lên bất ngờ. Thần chuyển chi thuật. Mạc Phàm thản nhiên nói, pháp thuật này có thể chuyển rời thực lực một người đến vật dẫn, để có thể đối phó với kẻ địch cường đại. Cho dù vật dẫn bị đánh bại, vừa không tổn thương tu vi chủ thể, cũng không có bất luận nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng vật dẫn không dễ tìm, dù sao càng cường đại, yêu cầu vật dẫn cũng càng cao. Nếu cấp bậc của vật dẫn quá thấp, thì không thể phát huy được thực lực của chủ thể, không thể sử dụng thần chuyển chi thuật. Chu Tước dùng hỗn độn nguyên mộc, không thể nghi ngờ là một trong những vật dẫn tốt nhất. Đừng nói là thần cảnh, cho dù là lão quái vật cấp nguyên anh thì hỗn độn nguyên mộc vẫn có thể chịu được. Nhưng mà, đám hỗn độn vừa xuất hiện, hỗn độn đứng tại chỗ bất động, đám Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đứng ba vị trí Tây, Nam, Bắc, một đám trận pháp xuất hiện dưới chân bọn họ. Giang Thành, ông còn thất thần làm gì, chẳng lẽ ông cũng muốn phản bội rời khỏi Long Tổ như Mạc Phàm? Trưởng lão Bạch Hổ thấy Giang Thành không nhúc nhích, lạnh lùng nói. Giang Thành nhíu chặt mày, trong mắt đều là phức tạp. Ông ta do dự một lát, đứng ở vị trí đông, một trận pháp màu xanh xuất hiện theo, năng lượng vốn gần như sắp nổ tung dao động, trong chớp mắt dữ dội hơn, vô cùng căng thẳng đè về phía Mạc Phàm. Xung quanh, trận pháp trong Tứ Hợp Viên đã sớm sáng lên, nhưng dưới uy áp của năm người, giống như một tầng thủy tinh mỏng nhạt, có khả năng vỡ nát bất cứ lúc nào. Mạc Phàm, cậu còn phản kháng không? Chỉ cần cậu chịu quay về cùng chúng tôi đảm bảo Long Tổ sẽ không động vào người nhà cậu. Hỗn độn thản nhiên nói. Quay về với ông. Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Thế nào, hỗn độn đại nhân đã khoan hồng độ lượng như thế, cậu vẫn còn vùng vẫy sao? Chu Tước cười mỉa nói, ánh mắt nhìn Mạc Phàm tựa như nhìn con thú bị bao vây. Tứ đại trưởng lão Long Tổ, cộng thêm hỗn độn cao thủ thần cảnh nữa, Mạc Phàm mạnh đến mấy cũng không bằng mấy người này. Bởi vì trong ghi chép nói hỗn độn cộng tứ đại trưởng lão cùng ra tay, không phải gặp năm yêu thú mà là ma thần, đến nay còn chưa từng thất bại. Ngay cả khi phong ấn Long Vương U Châu, không phải hỗn độn và tứ đại trưởng lão cùng ra tay, chỉ phái 4 tiểu đội chiến đấu, nếu không Long Vương U Châu có thể làm càn được sao? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, vẻ mặt lạnh nhạt như xương lạnh trong mùa đông, không nhìn ra chút biểu cảm. Cảm ơn sự hào phóng của các người. Nhưng tôi không định đi cùng các người, chỉ dựa vào những thứ này vẫn không ngăn được tôi đâu. Mạc Phàm nói chắc chắn. Nếu hắn quay về cùng hỗn độn, có lẽ Long Tổ sẽ không ra tay với người nhà hắn, nhưng Long Hoa Hội, nhà Miyamoto, Thanh Bang, Thần Điện và những thế lực khác sẽ tha cho người nhà hắn sao? Mạc Phàm, cậu còn cảm thấy mình có thể rời đi sao?
Trưởng lão Chu Tước nheo mắt lại, khinh thường nói. Quả thật Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng muốn rời đi thì không dễ như vậy. Cậu phản kháng cũng không phải không thể được, nhưng tốt nhất là cậu nên suy nghĩ đến người nhà mình. Trong mắt trưởng lão Bạch Hổ lóe lên tàn nhẫn, lạnh lùng nói. Nếu Mạc Phàm không phản kháng, không phải bọn họ không thể tha cho người nhà Mạc Phàm, dù sao bọn họ là Long Tổ. Ế ổ ế á, nhưng nếu Mạc Phàm dám ra tay với Long Tổ, bọn họ chỉ có thể bắt luôn cả người nhà Mạc Phàm. Nghe trưởng lão Bạch Hổ nói, Giang Thành nhíu mày, trong chớp mắt tâm tình chìm vào đáy cốc. Hừm. Trưởng lão Bạch Hổ vừa nói xong, bỗng nhiên Mạc Phàm nhíu mày, sắc bén xuất hiện trong mắt hắn. Hắn nhìn lướt qua đám Giang Thành, cười lạnh lùng. Tứ tượng phong thiên trận sao? Nếu cậu biết trận pháp này, thì không cần chúng tôi nói thêm gì nữa, cậu còn muốn phản kháng không? Trưởng lão Chu Tước hơi nhếch miệng cười nói. Bốn bọn họ đều là cao thủ tiên thiên đỉnh phong, cách thần cảnh chỉ kém nửa bước, công pháp bọn họ tu luyện cũng là đứng đầu, chia ra làm địa thủy phong hỏa. Cộng thêm trận pháp này, lực lượng tứ tượng hỗ trợ nhau, cho dù là thần cảnh cũng không thể chạy thoát. Nếu không phải phòng ngừa ngộ nhỡ, thậm chí bọn họ còn không cần hỗn độn đến đây một chuyến. Ha ha, Mạc Phàm cười mà không nói. Trận pháp này cùng loại với tứ tượng yên không trận mà Abe Zuyang bố trí trên trang viên Mạc gia, tuy cùng loại, nhưng nếu yên không trận xem như là trận pháp cấp 2, thì phong thiên trận là trận pháp cấp 6, uy lực không thể sánh nổi. Huống chi đám Giang Thành không phải đội ngũ tạm thời chắp vá vào, bất luận là thuộc tính công pháp, thể chất đều vô cùng phù hợp với trận pháp này, trận pháp mới dựng không lâu, mà thực lực còn mạnh hơn đám Abe Zuyang nhiều. Tứ tượng phong thiên trận mà bốn người này bố trí, Long Vương U Châu không thể thoát được. Nhưng mà, Mạc Phàm, đừng phản kháng, đi cùng chúng tôi một chuyến, tôi sẽ bảo tiểu đội Thanh Long bảo vệ người nhà cậu. Giang Thành thấy Mạc Phàm không nói lời nào, lo lắng nói. Chuyện hôm nay đúng là quá đột ngột, hoàn toàn vượt qua khống chế của ông ta. Nhưng Mạc Phàm là người ông ta kéo vào Long Tổ, đi đến một bước này, ông ta cũng có trách nhiệm, sao ông ta có thể mặc kệ. Chuyện ông ta có thể làm chỉ là bảo vệ người nhà Mạc Phàm, tận lực khuyên bảo Mạc Phàm. Mạc Phàm không xung đột với Long Tổ, cùng lắm là bị nhốt lại, sẽ không giết Mạc Phàm. Với thiên phú của Mạc Phàm, nói không chừng không lâu sau sẽ được thả ra, không cần thiết phải xung đột. Giang Thành, rốt cuộc ông đứng về bên nào thế? Trưởng lão Chu Tước bất mãn nói. Giang Thành không để ý đến trưởng lão Chu Tước, chỉ là trong mắt chớp lóe chờ mong. Nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Giang Thành, cảm ơn ý tốt của ông, sau này có chuyện gì có thể tới Giang Nam tìm tôi hẳn là sẽ không từ chối, còn bây giờ sao? Mạc Phàm dừng lại. Giang Thành còn dám ra mặt bảo vệ hắn trước mặt hỗn độn và ba trưởng lão khác, tất nhiên hắn không phải là người hẹp hòi. Mạc Phàm, bây giờ cậu muốn thế nào? Trưởng lão Chu Tước nhíu mày hỏi. Các người cứ việc dùng bản lĩnh của bản thân, xem các người có thể làm gì tôi. Mạc Phàm cười khẽ nói. Hắn vừa nói xong, ngọn lửa tự nhiên dấy lên trên người hắn. Mạc Phàm vừa nói câu này xong, tâm tình Giang Thành hoàn toàn rơi vào đáy cốc. Như vậy chỉ có chiến, không còn đường khác rồi. Tiểu tử, cậu sẽ hối hận với quyết định này của cậu. Trưởng lão Chu Tước lạnh lùng nói. Trưởng lão Chu Tước. Đừng nói nhiều lời vô nghĩa với tiểu tử này nữa, trực tiếp bắt cậu ta. Trưởng lão Huyền Vũ khàn khàn nói. Mạc Phàm ở tuổi này đã giết được Vạn Thiên Tuyệt, còn hàng phục Long Vương U Châu, chắc chắn thực lực không tầm thường, không thể lơ là. Vậy bắt đầu đi, tránh để tiểu tử này thi triển quỷ kế gì đó, trốn thoát. Trưởng lão Bạch Hổ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cảnh giác nói. Giang Thành thở dài bất đắc dĩ, bốn người cùng vận khởi công pháp. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ giống hư không xuất hiện trên người bọn họ, tứ tượng biến thành quang môn, bao vây Mạc Phàm ở trong. Mạc Phàm cười nhạt, không thèm để ý bốn quang môn kia. Đối phó bốn người này, còn cần quỷ kế sao? Hỗn độn, ông không cùng ra tay sao? Câu này vừa vang lên, Giang Thành nhíu chặt mày. Trưởng lão Chu Tước, trưởng lão Bạch Hổ vốn sửng sốt, sau đó cười khinh thường. Bốn bọn họ đối phó Mạc Phàm đã dư giả, sở dĩ hỗn độn tới là vì ngừa ngộ nhỡ. Vậy mà Mạc Phàm còn khiêu chiến với hỗn độn, đúng là không biết sống chết. Hỗn độn ra tay với bọn họ,
đừng nói là tiểu tử thần cảnh như Mạc Phàm, ngay cả ma thần thượng cổ đều có thể bị phong ấn. Muốn chết? Hỗn độn, hay là ông thỏa mãn nguyện vọng của tiểu tử này luôn đi? Hỗn độn cũng nhíu mày, trên mặt hiện lên không vui. Ông ta đã cho Mạc Phàm khoan thứ lớn nhất, vậy mà Mạc Phàm còn không biết điều. Mạc Phàm, cậu thực sự nghĩ với thực lực của cậu có thể thoát khỏi tứ tượng phong thiên trận sao? Có thể hay không, các ông thử thì biết. Mạc Phàm cười nhạt nói. Được lắm, với cấp bậc này của cậu vốn không cần tôi ra tay, nhưng Giang Thành đánh giá cậu cao như thế, tôi cũng muốn xem người Giang Thành nhìn chúng mạnh cỡ nào. Hỗn độn vươn một tay ra, một vòng xoáy thành hình trong tay ông ta, đồ án mãnh thú lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Mãnh thú này vừa xuất hiện, ngoại trừ ngoài tứ tượng phong thiên trận ra, trong tứ tượng thiên phong trận lập tức bay về phía đồ án mãnh thú, tựa như hắc động. Mạc Phàm, nếu cậu thoát khỏi tay năm chúng tôi lấy thân phận hỗn độn đồng ý với cậu, Long tổ chúng tôi sẽ không đuổi giết cậu nữa, cũng sẽ không gây khó dễ cho người nhà cậu, nếu cậu không ra được, vậy ở trong nhà tù Long tổ cả đời đi. Hỗn độn lạnh lùng nói, tứ tượng phong thiên trận có thể lấy tứ tượng chi lực trấn áp, phá diệt, phong ấn, suy yếu. Ở bên trong trận pháp, bản lĩnh 10 phần phát huy ra được 3 phần đã không tệ rồi. Cộng thêm hỗn độn chi lực của ông ta, 3 phần bản lĩnh Mạc Phàm phát huy ra sẽ bị hỗn độn chi lực cắn nuốt. Nói cách khác, ở dưới trận pháp này, thuật pháp của Mạc Phàm không có tác dụng, linh khí cũng không có chỗ dùng, chỉ có thể dùng quyền. Nhưng muốn dùng quyền phá tứ tượng thiên phong trận, giống như dùng mì sợi cắt đứt thép, gần như là không thể. Mạc Phàm cảm nhận được lực lượng trận pháp xung quanh, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm. Hắn vừa định ra tay, một giọng nói truyền từ ngoài vào. Xin hỏi Thanh Long đại nhân của Long tổ có ở bên trong không, sứ giả của Long Hoa Hạ tới bái phỏng. Hửm, đám trưởng lão Chu Tước nhíu mày, nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng nhìn về phía hỗn độn. Lúc này Long Hoa hội cho người đến tìm Mạc Phàm, còn chỉ tên chỉ họ nói tìm Thanh Long, mà không phải Mạc tiên sinh, có ý gì đây? Để cậu ta vào đi. Hỗn độn lạnh nhạt nói với Chu Tước. Chu Tước gật đầu, mở cửa ra. Một người đàn ông trung niên gầy khô cười mỉa, trên người phiếm hào quang màu vàng đi vào. Người đàn ông này nhìn đám hỗn độn trong phòng Mạc Phàm, trên mặt không có chút bất ngờ, trái lại liếc nhìn Mạc Phàm với vẻ trêu tức. Vị này là Thanh Long đại nhân Mạc Phàm Mạc tiên sinh đúng không? Người đàn ông hơi cúi người nói với Mạc Phàm. Không đợi Mạc Phàm trả lời, hai tay Chu Tước vòng quanh ngực. Nói xen vào. Trước đây cậu ta là Thanh Long, bây giờ đã không phải. Trong tứ tượng phong thiên trận, Mạc Phàm cũng không tức giận, chỉ cười nhạt. Tôi là Mạc Phàm, có phải trên người ông là địa mạch chi lực đúng không? Người hầu này chỉ có thực lực trúc cơ, dưới duy áp của đám hỗn độn mà không có chuyện gì, tất cả đều dựa vào hoàng quang trên người, nếu hắn đoán không sai, đây là địa mạch chi lực. Tuệ nhãn của Mạc tiên sinh tốt thật. Đây đúng là địa mạch chi lực. Người đàn ông trung niên kia mỉm cười nói. Dạ vô nhai bảo ông tới có chuyện gì, nói đi. Mạc Phàm không nóng không lạnh nói. Mạc tiên sinh chữa bệnh cho dạ đại tiểu thư chúng tôi, hội trưởng dạ chúng tôi biết Mạc tiên sinh sắp rời khỏi thủ đô, cho nên cố ý bảo tôi đưa 3 lễ vật tới trước khi Mạc tiên sinh rời khỏi thủ đô, cảm ơn Mạc tiên sinh. Người đàn ông trung niên nói. Lễ vật. Mạc Phàm lắc đầu cười. Dạ vô nhai sớm không đưa muộn không đưa lễ vật tới, cứ nhằm lúc Long tổ bao vây hắn thì tới, dụng tâm khó lường không phải bình thường. Đúng vậy, Mạc tiên sinh. Người đàn ông trung niên gật đầu cười. Đưa lễ vật gì? Lễ vật thứ nhất là bí cảnh ở Giang Nam của Long Hoa hội, hội trưởng dạ chúng tôi quyết định đưa cho Mạc tiên sinh, hội trưởng dạ chúng tôi còn nói, hy vọng Mạc tiên sinh có thể bảo quản thật tốt, đừng để người thứ hai biết đến nó, bí cảnh kia có thể sinh ra thần cảnh. Để cho nhiều người biết, Mạc tiên sinh sẽ gặp phiền phức đó, nếu mình Mạc tiên sinh không bảo vệ được, có thể liên lạc với Long Hoa hội chúng tôi bất cứ lúc nào. Người đàn ông trung niên vừa mở miệng, trong mắt đám trưởng lão Chu Tước chớp lóe dị sắc. Bí cảnh có thể tạo ra thần cảnh, vậy mà nằm trong tay Mạc Phàm, ngay cả sắc mặt hỗn độn cũng thay đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường. Mạc Phàm, cậu thân là thành viên của Long Tổ, nắm giữ bí cảnh như vậy, vậy mà không báo cáo với Long Tổ. Trong mắt Chu Tước hiện lên vẻ khinh thường, nói. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, không có một chút thay đổi, cũng không để ý đến Chu Tước. Nói tiếp đi.
Lễ vật thứ hai, tam thư và tam thánh bút của Long Hoa Hội chúng tôi sẽ cùng đưa cho Mạc tiên sinh. Long Hoa Hội chúng tôi sẽ không phái người lấy hai pháp khí này về, nhưng có rất nhiều người ở Hoa Hạ mơ ước hai thứ này, cũng mong Mạc tiên sinh cần phải cẩn thận, đừng để hai pháp khí này rơi vào tay người khác. Người đàn ông trung niên hơi nhếch miệng cười khẽ, nói tiếp. Mạc Phàm nghe người đàn ông trung niên nói, cười nhạt. Bí cảnh Giang Nam, tam thư tam thánh bút, bất luận là thứ nào đều bùng nổ tranh cướp, Long Hoa Hội đều đưa hết cho hắn, đúng là hào phóng. Lễ vật thứ ba đâu, ông đã đến đây thì nói hết đi. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi nói. Lễ vật thứ ba sao, không dối gạt Mạc tiên sinh, Long Hoa Hội chúng tôi định dùng vũ khí tiên tiến ở Tây Châu đối phó Mạc tiên sinh, nhưng Mạc tiên sinh đã chữa khỏi cho Dạ đại tiểu thư, chúng tôi không thể lấy oán trả ơn, Mạc tiên sinh có thể yên tâm rời khỏi thủ đô, nhưng mà... Người đàn ông trung niên dừng lại, liếc mắt nhìn đám hỗn độn, cười mỉa xuất hiện trên mặt ông ta. Long Hoa Hội bọn họ có dùng vũ khí tiên tiến với Mạc Phàm hay không, Mạc Phàm sẽ rời được thủ đô thật sao? Tuy tu vi của ông ta thấp, nhưng nhận ra được không ít người, chiến lực mạnh nhất của Long Tổ đã ở đây, ngay cả hỗn độn Long Tổ rất ít khi ra mặt cũng xuất hiện. Long Tổ bố trí phô trương như thế, Mạc Phàm có thể chạy được thì đúng là kỳ lạ. Xung quanh, trưởng lão Chu Tước, trưởng lão Bạch Hổ và trưởng lão Chu Tước đều nhếch miệng. Bọn họ không phải kẻ ngốc. Đã đến lúc này rồi, sao không nhìn ra ý đồ Long Hoa Hội phái người tới? Dạ Vô Nhai tặng lễ là giả, rõ ràng là tới nhục nhã, trêu tức Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu nhận lễ vật của cậu xong chưa? Mạc Phàm cười khẽ, trong mắt chớp lóe tinh quang. Nói với Dạ Vô Nhai, tôi nhận ba lễ vật này, lát nữa tôi sẽ đáp lễ cho các người, đợi tôi một lát. Nể mặt Dạ Tình, hắn không đối phó Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai lại tới tặng lễ vào lúc này, có qua có lại mới toại lòng nhau, Y Tiên Bất Tử hắn không phải người thất lễ, vậy hắn sẽ chuẩn bị một phần đáp lễ cho Long Hoa Hội. Đáp lễ? Người đàn ông trung niên kia nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Vậy mà Mạc Phàm còn muốn đáp lễ, đúng là ông ta không ngờ chuyện này thật. Được, vậy tiểu nhân ở bên ngoài đợi Mạc tiên sinh đáp lễ. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói. Cậu không cần đợi ở ngoài. Đợi ở đây đi, xem cậu ta đáp lễ thế nào. Trưởng lão Bạch Hổ lạnh lùng nói. Mạc Phàm đều không trốn thoát, còn muốn đáp lễ Dạ Vô Nhai, quan tâm bản thân mình trước ấy. Đúng lúc bọn họ thiếu một người xem, người này rất thích hợp. Hỗn độn đại nhân, như vậy được không? Người đàn ông trung niên nhìn hỗn độn, vô cùng cung kính nói. Nếu trưởng lão Long Tổ chúng tôi đã nói vậy, cậu ở đây đợi đi. Hỗn độn thản nhiên nói. Cảm ơn hỗn độn đại nhân. Vẻ mặt người đàn ông trung niên như con buôn nói. Cùng lúc đó, ông ta vụng trộm lấy tảng đá đã chuẩn bị xong ra, nắm trong tay. Tảng đá này giống như con mắt, ông ta rót nội khí vào trong, quang mang yếu ớt khó mà phát hiện nở rộ trên con mắt. Tảng đá này tên là Lưu Ảnh Thạch, có thể bí mật ghi lại mọi chuyện xảy ra xung quanh. Mạc Phàm làm Long Hoa Hội bọn họ mất sạch mặt mũi. Nếu có cơ hội nhìn thấy Mạc Phàm bị người của Long Tổ bắt đi, vậy thì không thể tốt hơn. Hỗn độn không quan tâm hành động mờ ám của người đàn ông trung niên, rời mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm, bây giờ cậu có thể bắt đầu chưa? Hỗn độn, thực ra các ông muốn khống chế tôi không cần dùng những người bị thủy tộc giết chết làm nối. Mạc Phàm thản nhiên nói, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Hỗn độn, đám trưởng lão Chu Tước và trưởng lão Bạch Hổ đều là người từng trải. Nếu chỉ số thông minh không đủ, sao có thể ngồi vị trí này? Hắn thả Long Vương U Châu, khiến người Long Tổ bị thủy tộc giết chết, chỉ là mối nối mà thôi. Với chỉ số thông minh của bọn họ, không có khả năng không nghĩ ra được ai ra tay. Nhưng đám người này không tìm bọn họ gây phiền phức, trái lại đi đối phó hắn, rõ ràng là cấp cao Long Tổ đã vô cùng bất mãn với hắn. Nếu Long Tổ đã bất mãn với hắn, có thể nói cho hắn biết. Hoàn toàn không cần phải lấy đám người bị giết làm công cụ. Mạc Phàm vừa nói câu này, sắc mặt hỗn độn, trưởng lão Chu Tước và trưởng lão Bạch Hổ đều thay đổi. Mạc Phàm, cậu có ý gì đây, cậu đang nói chúng tôi cố ý hãm hại cậu sao? Trưởng lão Chu Tước trầm giọng nói. Có phải hay không trong lòng các người rõ nhất, nhưng có phải hay không đều không quan trọng. Mạc Phàm khinh thường nói. Long Tổ vốn không phải nơi hắn ở lâu, nhân cơ hội này rời đi vậy. Mạc Phàm, cậu đừng ngậm máu phun người,
dùng thực lực nói chuyện đi, cậu có thể rời khỏi nơi này, tùy cậu thế nào, không thể thì câm miệng. Trưởng lão Bạch Hổ hừ lạnh nói. Thực lực, đó là thứ tốt, nhưng cho đến bây giờ tôi không thiếu, chỉ là các người muốn thấy, cũng cần phải có bản lĩnh này mới được, chỉ dựa vào tứ tượng phong thiên trận hình thái này thì chưa đủ. Mạc Phàm cười khẽ. Tứ tượng phong thiên trận có nhiều hình thái, bốn người này chỉ dùng lực trận pháp cấp thấp nhất, loại lực lượng này phong ấn được những người khác, muốn phong ấn hắn còn kém xa. Tiểu tử, cậu còn cứng miệng, cậu đã muốn thử uy lực của tứ tượng phong thiên trận, bản trưởng lão sẽ cho cậu thấy một lần, cho cậu hết hy vọng. Trưởng lão Chu Tước lạnh lùng nói. Bọn họ cộng thêm hỗn độn đã đủ đáng sợ, vậy mà Mạc Phàm còn cảm thấy không đủ, đúng là muốn chết. Nói xong, bàn tay trắng nõn của Chu Tước để ra sau lưng, rồi ngửa đầu lên, phun ra một trường kiếm màu đỏ đậm. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên rất nhiều, giống như ở trong hỏa lò. Tiểu tử, cậu thử tư vị của Nam Minh Ly Hỏa trước xem, đốt. Phập, trưởng lão Chu Tước cầm kiếm đâm vào trong quang bích trước mặt bà ta. Rõ ràng ngọn lửa đâm vào trong quang bích, nhưng trực tiếp biến mất vào ngực Mạc Phàm. Ngọn lửa màu đỏ đậm lan tràn toàn thân hắn. Mạc Phàm nhìn ngọn lửa trên người, lông mày không nhăn lại. Các người còn chưa ra tay à, không ra tay thì có khả năng các người không còn cơ hội ra tay đâu. Sắc mặt Giang Thành âm trầm đến mức tận cùng, đám hỗn độn nhíu mày, nhao nhao lắc đầu. Tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, tôi cảm thấy chúng ta nên để cậu ta thấy uy lực chân chính của tứ tượng phong thiên trận thì hơn. Trưởng lão Bạch Hổ nói. Ý kiến hay. Huyền Thiên Khôn Kiếm, chân áp. Một cự kiếm màu vàng đất bay từ trong hư ảnh Huyền Vũ phía sau trưởng lão Huyền Vũ ra, đâm vào trong quang bích. Trọng lực như núi như biển đè về phía Mạc Phàm. Ha ha, Thiên Tịch Cương Phong, dập nát. Trưởng lão Bạch Hổ cười nham hiểm, rút một phong kiếm từ trong Bạch Hổ ra. Giang Thành do dự một lát, rút trường kiếm màu xanh như ngọc phỉ thúy ra. Đại diễn Thiên Nhất Thủy, tinh lọc. Bốn thanh kiếm đều đâm vào người Mạc Phàm, bốn lực lượng địa thủy phong hỏa đáng sợ lưu chuyển điên cuồng trong cơ thể Mạc Phàm, giống như thời gian nhanh chóng trôi qua trên bom hẹn giờ, muốn Mạc Phàm nổ tung bất cứ lúc nào. Bốn kiếm đều nhập vào cơ thể Mạc Phàm, Chu Tước và người đàn ông trung niên ở bên cạnh đều nhếch miệng, lộ ra tươi cười đắc ý. Tứ thượng phong thiên trận có tổng cộng cửu trọng biến hóa, đệ nhất trọng là phong thiên địa, đệ nhị trọng là phá tinh hải, đệ tam trọng là đại tịch diệt. Nghe nói nếu tu luyện công pháp đến cấp bậc thánh thú trong truyền thuyết, thi triển tứ tượng phong thiên trọng đệ nhị trọng, có thể phá tinh hải, đệ tam trọng lại càng có thể chôn vùi thời không. Cho dù bọn họ không thể đánh đồng với thánh thú trong truyền thuyết, không làm được phá tinh hải, nhưng Mạc Phàm không phải là tinh hải có diện tích không giới hạn. Lúc này chắc là chỉ cần một ý niệm trong đầu đại trưởng lão, Mạc Phàm không bị phong ấn đơn giản như vậy, mà nổ thành mảnh nhỏ. Nhưng rõ ràng bị bốn loại lực lượng này ăn mòn, chấn áp, vậy mà trên mặt Mạc Phàm không có một chút biểu cảm nào như trước, giống như bốn thanh kiếm này không phải cắm trên người hắn. Chỉ như vậy sao, không có đệ tam trọng đại tịch diệt sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Hửm, mọi người nhíu mày. Mạc Phàm vốn ép hỗn độn ra tay, nhưng cảm thấy nhất trọng tứ tượng phong thiên trận không đủ, bây giờ dùng lưỡng trọng tứ tượng phong thiên trận cũng không đủ. Chẳng lẽ muốn đối phó Mạc Phàm, cần tam trọng đại tịch diệt? Đại tịch diệt thì có thể, nhưng mà cậu còn chưa đến mức đó. Hỗn độn thản nhiên nói, giọng nói như truyền từ trong giếng cổ đến, không mang theo chút gợn sóng. Vậy sao, đến lượt tôi, tuy thực lực của các người không khiến tôi hài lòng, nhưng vẫn nên để các người thấy một lần thì hơn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiểu tử, đừng giả thần giả quỷ nữa, nếu cậu có thể dùng một pháp thuật. Bản trưởng lão sẽ mặc cậu xử lý. Trưởng lão Chu Tước nhíu mày nói. Bọn họ đã có thể sử dụng tứ tượng phong thiên trận đệ nhị trọng, đây tuyệt đối không phải chuyện mỗi trưởng lão đều làm được. Chuyện này luôn làm bọn họ kiêu ngạo, nhưng ở trong mắt Mạc Phàm thì chưa đủ, đây không khác gì tát vào mặt bọn họ. Mạc Phàm nhìn trưởng lão Chu Tước người đẹp hết thời, hắn lắc đầu cười khẽ. Tư sắc của mỹ phụ này cũng tạm. Tuy đã hơn 40 nhưng không khác gì thiếu phụ hơn 30. Đi trên đường, chắc chắn sẽ hấp dẫn không ít thanh niên máu nóng sục sôi, nhưng mà... Tôi không có một chút hứng thú với bà, nhưng bà xem trọng mình quá rồi đó. Mạc Phàm vừa nói xong, mắt nhắm rồi mở. Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa đỏ như máu xuất hiện trong mắt hắn,
thoạt nhìn giống huyết dịch chảy từ sâu trong đồng tử ra, hừng hực thiêu đốt xung quanh mắt hắn. Đốt! Môi Mạc Phàm khẽ mở nói. Một chữ vang lên. Bùm một tiếng, ngọn lửa màu máu dấy lên trên người hỗn độn, trưởng lão Chu Tước, trưởng lão Bạch Hổ và trưởng lão Huyền Vũ. Bao phủ! Không để đám hỗn độn phản ứng kịp, ngọn lửa màu máu cháy mạnh hơn, chỉ trong phút chốc đã bao phủ toàn thân bốn người, tiếng kêu lập tức truyền từ trong hư ảnh sau lưng trưởng lão Chu Tước, trưởng lão Bạch Hổ, trưởng lão Huyền Vũ ra, giống như thật sự bị ngọn lửa bao phủ. Theo ngọn lửa dấy lên, trên quang bích ba người ra Mạc Phàm, từng đạo vết rạn như mạng nhện xuất hiện, càng ngày càng nhiều. Phá! Mạc Phàm khẽ quát. Răng rắc, trong quang bích tứ phía đột nhiên ba mặt vỡ nát. Không chỉ quang bích, những hỏa kiếm, phong kiếm và thổ kiếm đâm vào trong cơ thể hắn cũng biến mất. Làm xong những chuyện này, Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua trận pháp hỗn độn bày trên đỉnh đầu. Cũng phá nát cho tôi. Ngọn lửa trong mắt Mạc Phàm lại lóe lên. Hai đạo cột sáng ngọn lửa như laser bắn từ mắt hắn ra, đánh lên trên trận pháp kia. Vốn là trận pháp cùng có thể thôn phệ, nhưng dưới hỏa trụ bắn từ mắt Mạc Phàm ra, tựa như thủy tinh gặp sắt thép, trực tiếp tứ phân ngũ liệt, tiêu tán trong không trung. Trận pháp mà hỗn độn và tứ đại trưởng lão tự bày ra, dưới tay Mạc Phàm, chỉ là chuyện hai mắt và mấy câu nói, đã bị hủy đi chỉ còn một mặt của Giang Thành. Trong phòng ngoại trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt những người khác lập tức thay đổi. Sao lại thế này? Chu Tước nhìn ngọn lửa bùng cháy trong mắt Mạc Phàm, khiếp sợ nói. Mạc Phàm bị phong ấn ở bên trong, dưới chấn phong, suy yếu, uy áp và xé rách của trận pháp, không có khả năng sử dụng được bất cứ pháp thuật nào. Nhưng Mạc Phàm không chỉ có hai mắt phun lửa, ngọn lửa này giống như có thể thương tổn được đám hỗn độn thần chuyển chi thuật đến đây. Sao lại có chuyện này? Sắc mặt trưởng lão Chu Tước màu đỏ tía, trong mắt đều là khó mà tin. Bà ta vừa nói nếu Mạc Phàm có thể thi triển pháp thuật, sẽ mặc Mạc Phàm xử lý, Mạc Phàm liền dùng ánh mắt phun lửa. Chuyện này thì thôi đi, Phật dẫn để bọn họ dùng thần chuyển chi thuật lại bị ngọn lửa của Mạc Phàm đốt, phải biết rằng thứ đó là hỗn độn nguyên mộc. Đáng giận! Trưởng lão Bạch Hổ giận dữ hét. Trên mặt ông ta giống như bị người ta tát mấy cái, vô cùng khó coi. Tứ đại trưởng lão bọn họ cộng thêm hỗn độn cùng tới bắt Mạc Phàm. Vốn tưởng là chuyện không có một sơ hở, vậy mà bị Mạc Phàm phá giải dễ dàng. Nếu chỉ một người trong bọn họ thất thủ thì không sao, dù sao thanh danh của Mạc Phàm còn đó, bây giờ ngay cả hỗn độn cũng bị đánh bại. Hơn nữa ông ta còn cố ý để sứ giả Dạ Vô Nhai phái tới ở lại làm người xem. Ông ta định để người này nhìn xem Mạc Phàm bị bọn họ bắt thế nào, bây giờ thì hay rồi. Không bắt Mạc Phàm đi được, trái lại nhìn bọn họ bị Mạc Phàm nhục nhã thế nào, hoàn toàn như nâng cục đá đập chân mình. Tươi cười trên mặt người đàn ông trung niên đứng một bên cứng đờ, cuối cùng không cười nổi, thân thể không tự chủ được run rẩy. Lần này xong rồi. Nếu ông ta thật sự vội tới tặng lễ Mạc Phàm, ông ta không cần lo lắng chút nào. Nhưng ông ta ngụy trang tặng lễ, tới chào phúng, nhục nhã Mạc Phàm. Ông ta vốn không lo lắng. Nhưng hỗn độn và tứ đại trưởng lão Long Tổ đều không giam được Mạc Phàm như con rồng không có lồng sắt giam giữ. Ông ta tới nhục nhã rồng như vậy, đâu có đạo lý không chết. Không chỉ sắc mặt những người này thay đổi, hỗn độn cũng nhíu chặt mày, trong mắt chớp lóe hung quang. Tuy ở đây không phải bản thể của ông ta, nhưng ông ta cộng thêm tứ đại trưởng lão cũng không thể giam Mạc Phàm. Chuyện này giống như con rồng thua trong tay con sói. Đây tuyệt đối không phải chuyện ông ta có thể tiếp nhận được. Hồng Liên nghiệp hỏa, vì sao cậu có thể luyện hóa được ngọn lửa này? Hỗn độn nhìn thoáng qua ngọn lửa trên người, hỏi. Trong điển tịch của Long Tổ, có ghi lại rất nhiều về tiên hỏa. Uy lực của tiên hỏa cường đại, người bình thường cố chấp luyện hóa, có khả năng bị thiêu thành cho tàn rất lớn. Hồng Liên nghiệp hỏa mà Mạc Phàm là ngọn lửa đáng sợ hơn những tiên hỏa khác, dựa theo ghi chép trong sách. Người bình thường không thể luyện hóa ngọn lửa này. Ngọn lửa loại này cần luyện hóa sao, trời sinh tôi đã có thần thông này. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hỗn độn cộng thêm tứ đại trưởng lão cùng ra tay, công pháp và trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, quả thật bây giờ hắn khó có thể thoát khỏi. Bởi vì hắn khó mà thi triển pháp thuật, cho dù có thể thi triển pháp thuật, cũng khó phá giải tứ tượng phong thiên trận đệ nhị trọng. Nhưng trận pháp này có thể khiến hắn không thi triển được pháp thuật, nhưng không ngăn được hắn thi triển Hồng Liên Nghiệp Hỏa Thần Thông Thiên Phú.
Ngoài ra nếu bản thể của bốn người đích thân tới, có lẽ hồng liên nghiệp hỏa của hắn không có tác dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nhưng bọn họ dùng thần chuyển chi thuật, còn là hỗn độn nguyên mộc. Hỏa khắc mộc, nhất định hắn có thể thoát được. Thần thông, hai chữ không nhiều lắm, nhưng giống như một quả bom ném bên cạnh đám hỗn độn. Thần thông chỉ có tu vi đến cảnh giới thần thông mới có, thấp nhất cũng phải nguyên anh kỳ. Nhưng cũng có một số ngoại lệ, giống như yêu tộc mang thần thông thiên phú trời sinh, có một số tiên thiên cũng tồn tại thần thông thiên phú. Ví dụ như có người trời sinh có thể nhìn thấy quá khứ tương lai, có người trời sinh không già, đây đều là một loại thần thông thiên phú. Nhưng những chuyện này đều vô cùng hiếm có, mấy nghìn vạn cũng không nhất định có một người, vậy mà Mạc Phàm có thần thông thiên phú, còn khống chế hồng liên nghiệp hỏa đáng sợ như thế. Chuyện này, sắc mặt mọi người xám như cho tàn. Rất lâu sau, trong hồng liên nghiệp hỏa hừng hực, lông mày hỗn độn mới giãn ra. Mạc Phàm, cậu có thể đi rồi, sau này cậu không còn quan hệ gì với Long Tổ, nhưng nếu cậu làm chuyện gì nguy hại đến Hoa Hạ, tôi sẽ đích thân diệt cậu. Hy vọng cậu đừng cho tôi cơ hội này. Hỗn độn trầm giọng nói, trong giọng nói đều là sát ý. Mạc Phàm bị bọn họ đuổi đi, đã là nước đổ khó hốt. Nếu thành kẻ địch, vậy thì không thể giữ lại. Người có hồng liên nghiệp hỏa thần thông thiên phú này, có thể diệt thì diệt tốt hơn. Cho dù tôi không làm gì, ông cũng có thể kiếm chuyện để tới, chỉ cần ông không sợ bị tôi giữ lại là được. Mạc Phàm khinh thường nói. Sao hắn không cảm nhận được sát ý trên người hỗn độn, muốn ra tay thì ra tay, cần tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Được lắm, Mạc Phàm cậu đợi đó, bản thể của tôi sẽ hàng lâm nhanh thôi. Hỗn độn nhíu mày, trầm giọng nói. Nếu tới, tốt nhất là ông nên chuẩn bị tâm lý bị giết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cậu! Hỗn độn nhíu mày, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh, giống như con rồng bị động vào vảy ngược, sát khí tỏa ra. Từ khi hỗn độn bắt đầu hiểu chuyện, chưa từng bị người ta nhục nhã như thế. Nếu chỉ là một vật dẫn, lại dính hồng liên nghiệp hỏa của Mạc Phàm, không thể ở lâu được, ở lâu có khả năng làm bản thể bị thương, ông ta nhất định sẽ giết Mạc Phàm. Trưởng lão Bạch Hổ thấy hỗn độn giận dữ, chớp mắt, trước mắt sáng lên. Hỗn độn, Mạc Phàm đã không còn là Thanh Long, vậy vị trí Thanh Long. Nếu không thể ra tay với Mạc Phàm, vậy thì dùng phương thức khác thu thập Mạc Phàm. Để Hiên Viên Long thay thế trước đi. Hỗn độn do dự một lát nói. Hỗn độn vừa nói như vậy, sắc mặt Giang Thành sửng sốt. Đợi một chút, Hiên Viên Long đã không còn là người của Thanh Long, bất luận là thực lực hay uy vọng đều không phải lựa chọn tốt nhất cho vị trí Thanh Long, tôi cảm thấy Long Nhược Tuyết thích hợp với vị trí này hơn. Giang Thành tán đi nội khí, vội vàng nói. Hiên Viên Long bị Mạc Phàm đuổi đi, đám Long Nhược Tuyết đều có quan hệ không tệ với Mạc Phàm. Nếu để Hiên Viên Long về Thanh Long, có khả năng đám Long Nhược Tuyết sẽ gặp phiền phức, đây rõ ràng là trả thù Mạc Phàm. Giang Thành, ông có ý gì, chẳng lẽ người Hiên Viên gia chúng tôi không xứng với vị trí Thanh Long? Trưởng lão Bạch Hổ vốn vui vẻ, sau đó tức giận nói. Nếu Hiên Viên Long thành Thanh Long, thế lực Long Tổ gần như do Hiên Viên gia nắm một nửa. Xứng hay không, tự ông rõ nhất. Giang Thành lạnh lùng nói. Hiên Viên gia mơ ước vị trí Thanh Long không phải ngày một ngày hai, không ngờ bọn họ lại nhân cơ hội cháy nhà mà đi hôi của lúc này. Đủ rồi, cứ quyết định như vậy, chúng tôi đi trước một bước, Mạc Phàm, chúng ta còn gặp lại. Hỗn độn lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, nói. Sắc mặt Giang Thành khó coi, nhưng không có biện pháp. Hỗn độn đã lên tiếng, ông ta không thể thay đổi được. Thân thể đám hỗn độn nhoáng lên một cái, lập tức nhạt hơn. Không đợi bọn họ biến mất, Mạc Phàm nhướn mày, liếc mắt nhìn đám hỗn độn một cái. Đi, lúc này đã muốn đi, các người đợi một lát. Hửm, đám hỗn độn nhíu mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó hiểu. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Nếu đến đây, vậy đừng gấp rời đi. Tay Mạc Phàm tạo bốn pháp ấn bay về phía đám hỗn độn. Bốn người như bị sét đánh, thân thể run lên, thân thể biến mất lập tức dừng lại. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Bị hồng liên nghiệp hỏa này đốt, tuy sẽ không chí mạng, nhưng sẽ làm bản thể của bọn họ bị thương. Các người không giam được tôi lại, đã muốn đi sao? Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Những người này muốn tới thì tới, không có biện pháp thì đi, nghĩ đơn giản quá nhỉ,
bọn họ nghĩ hắn là quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp sao? Mạc Phàm, cậu để bọn họ đi đi. Sắc mặt Giang Thành thay đổi, nói. Mạc Phàm đã chọc giận Hỗn Độn, nếu tiếp tục nhục nhã những người này, chắc là không lâu sau Mạc Phàm sẽ bị Long Tổ trả thù. Bản thể của Hỗn Độn là cao thủ thần cảnh, cộng thêm bốn bọn họ, vậy thì tương đương với hai thần cảnh. Ha ha, Mạc Phàm cậu còn muốn giữ chúng tôi sao, tôi khuyên cậu lập tức thả chúng tôi, nếu không cậu sẽ hối hận cả đời. Trưởng lão Bạch Hổ lạnh lùng nói. Thả các ông, chút thần hồn ấy của các ông không bị thiêu hủy, thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi, đốt. Mạc Phàm khẽ quát, ngọn lửa màu máu trong mắt lập tức điên cuồng. Hồng liên nghiệp hỏa trên người đám Hỗn Độn cháy mạnh hơn. Mạc Phàm, cậu muốn chết à, cậu đã muốn hủy đạo phân thần của chúng tôi, vậy lão phu cũng phải xẻo một miếng thịt trên người cậu. Trưởng lão Bạch Hổ trầm giọng nói. Nếu đạo phân thần này không thể quay về, vậy nhân cơ hội thu thập Mạc Phàm thì hơn. Ông ta vươn một tay ra, một phong kiếm xuất hiện trong tay ông ta. Nhưng không đợi ông ta qua đó, liền bị Hỗn Độn ngăn cản. Dừng tay, nếu cậu ta muốn giữ lại phân thần của chúng ta, vậy để cậu ta giữ đi, trái lại tôi muốn xem cậu ta có thể làm gì chúng ta. Hỗn Độn lạnh lùng nói. Trưởng lão Bạch Hổ nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra, lùi sang một bên, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Trong tứ đại trưởng lão, ông ta quen Hỗn Độn lâu nhất, vừa rồi Mạc Phàm đã chọc giận Hỗn Độn. Bây giờ sao, Mạc Phàm lại càng chọc giận Hỗn Độn. Chọc giận Hỗn Độn, chưa từng có kết cục tốt. Tiểu tử, cậu ngoại trừ đốt một chút phân thần của chúng tôi ra, còn có thể làm gì, cậu còn trẻ tuổi đã ưu tú, hôm nay bản trưởng lão cho cậu đốt, cho dù cậu để bản trưởng lão đi bản trưởng lão cũng không đi. Trưởng lão Chu Tước cười mỉa nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Nếu tôi muốn cho các ông đi, các ông ở cũng không được, nhưng tôi không chỉ muốn các ông ở lại, cũng lấy thứ này đi, Mạc Phàm vươn một tay ra. Hỗn Độn nguyên mộc chia làm bốn bay vào trong tay hắn. Đám Hỗn Độn ra tay đối phó hắn, dù thế nào cũng phải để lại chút lợi tức. Nếu đã đưa Hỗn Độn nguyên mộc tới cửa, vậy hắn nhận. Đám Hỗn Độn thấy Mạc Phàm lấy Hỗn Độn nguyên mộc, sắc mặt lập tức thay đổi. Mạc Phàm đốt một chút phân thần của bọn họ không tính là gì, tìm thời gian lấy lại là được. Hỗn Độn nguyên mộc là chí bảo, tìm cả Hoa Hạ cũng không có mấy cái. Mạc Phàm, cậu thật to gan, vậy mà mơ ước Hỗn Độn lệnh của Long Tổ chúng tôi. To gan. Mạc Phàm cười nhạt. Đúng rồi, Hiên Viên Long đã là Tân Long Vương rồi, nếu anh ta còn dám khiến đám Long Nhược Tuyết chịu chút thương tổn, tôi sẽ diệt Hiên Viên ra ông, những người khác động vào sáu bọn họ, tôi sẽ diệt cả nhà kẻ đó. Mạc Phàm nói tiếp. Khi nói chuyện, một ấn ký lôi điện lóe lên chỗ mi tâm hắn, khí tức hủy diệt đè về phía trưởng lão Bạch Hổ. Vẻ mặt trưởng lão Bạch Hổ ngẩn ra, dưới ánh mắt của Mạc Phàm, vậy mà cơ thể không tự chủ được run rẩy, giống như con chuột thấy lão hổ. Hỗn Độn ở bên cạnh nheo mắt lại, lửa giận dấy lên trong mắt ông ta. Mạc Phàm đốt thần thức của bọn họ thì thôi, lấy Hỗn Độn nguyên mộc cũng vậy, vậy mà dám uy hiếp cảnh cáo bọn họ. Mạc Phàm, cậu giỏi lắm, chúng ta đợi coi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, khóe miệng nhếch lên tươi cười như có như không. Như vậy đã giỏi rồi sao, tôi cảm thấy còn chưa đủ. Đám Hỗn Độn muốn phong ấn hắn, hắn mới chỉ lấy Hỗn Độn nguyên mộc mà thôi, sao có thể đơn giản như vậy. Thứ này, các người chơi đi. Hai tay Mạc Phàm vũ động, vẽ trên không. Chỉ trong phút chốc, một phù lục màu đỏ vô cùng phức tạp trôi nổi trước người hắn, khí tức cổ xưa, tang thương, yêu dị tỏa từ phù lục này ra. Phân. Mạc Phàm khẽ quát, phù lục chia ra làm bốn. Đi. Ngay sau đó, phù lục biến mất không thấy, khi xuất hiện đã đến trong mi tâm bốn người. Bao gồm Hỗn Độn bên trong, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, trong chớp mắt sắc mặt khó coi. Mạc Phàm, đây là thứ gì? Hỗn Độn hơi híp mắt lại, lạnh giọng hỏi. Ông ta không biết thứ này là gì, nhưng có thể cảm nhận được mơ hồ đây không phải thứ tốt. Một loại nguyền rủa, có thể khiến các người không thoát được một thời gian. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nguyên rủa này tên là Thiên Thần Huyễn, chuyên đối phó thần chuyển chi thuật. Có thể thông qua thần hồn trên vật dẫn của thần chuyển chi thuật, lan tràn đến bản thể. Cho dù là thiên tài huyễn thuật thần cảnh đỉnh phong, dưới Thiên Thần Huyễn cũng phải mất phương hướng rất lâu, cũng không thoát được. Một tuần nữa hắn phải đến Nhật Quốc,
lúc này để đám hỗn độn ở yên trong thiên thần huyễn đi. Sắc mặt Bạch Hổ và Chu Tước thay đổi, giống như vừa uống một ngụm nước, được người ta nói trong nước có độc. Mạc Phàm, vậy mà cậu hạ nguyền rủa với chúng tôi, may mà chúng tôi trục xuất cậu khỏi Long Tổ, nếu không một yêu nhân sử dụng tà thuật như cậu, không biết sẽ phá hỏng tên tuổi của Long Tổ đến mức nào. Nguyền rủa này sẽ không giết người, chỉ làm các người mất phương hướng ở bên trong, nếu ông cho là tà thuật, vậy tùy các ông. Mạc Phàm cười khinh thường, lắc đầu nói. Nếu hắn là yêu nhân, vậy tuyệt đối không phải là nguyền rủa thiên thần huyễn đơn giản như vậy, hắn sẽ khiến đám hỗn độn muốn sống không được, muốn chết không xong. Cho dù là bây giờ, hắn muốn làm như vậy cũng chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu. Mạc Phàm, đợi tôi ra khỏi đó, tôi nhất định sẽ tự mình tới cửa bái phỏng. Hỗn độn nắm chặt tay, ấp úng nói. Giọng nói như sấm trong tầng mây, khiến tim người ta đập nhanh một cách khó hiểu. Bình thường ông ta ít khi xuất hiện, cũng ít khi ra tay, không phải ông ta không muốn ra tay, mà vì vốn dĩ không cần ông ta ra tay. Ai biết lần này không chỉ không giam được Mạc Phàm, ngay cả ông ta đều trúng nguyền rủa của Mạc Phàm, hoàn toàn là trộm gà còn mất nắm thóc. Ông ta đường đường là người nắm quyền ở Long Tổ, sao có thể chấp nhận thất bại như vậy? Không cần các người tới tìm tôi, đợi tôi quay về, tôi sẽ tìm ông. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đến mức độ này, hắn và đám hỗn độn không thể dịu đi. Nếu như đã đứng về phía đối lập, vậy thì xử lý luôn đám hỗn độn, dù sao thêm đám hỗn độn nữa cũng không nhiều. Mạc Phàm, tuy tôi rất muốn cậu chết, nhưng tôi hy vọng cậu có thể quay về từ nước ngoài, tôi sẽ tự tay giết cậu. Hỗn độn lạnh lùng nói. Yên tâm, tôi nhất định còn sống quay về, nhưng mà trước đó, bốn người hãy đợi đó cho tôi. Mạc Phàm vẫn không có ý định thả đám hỗn độn ra, rời mắt nhìn Chu Tước và người đàn ông trung niên. Chu Tước vốn bị động tác của Mạc Phàm dọa sợ sắc mặt trắng bệch, bây giờ bị Mạc Phàm nhìn chăm chú như thế, thân thể lập tức căng thẳng, giống như bị cự nhân bắt. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì, chẳng lẽ cậu muốn là địch với cả Long Tổ, cậu dám động vào con gái tôi một chút, tôi đảm bảo sẽ bảo tiểu đội Thanh Long liều chết đuổi giết cậu. Ánh mắt trưởng lão Chu Tước âm trầm. Ngăn cản trước người Chu Tước, cảnh giác nói. Bọn họ dùng vật dẫn, cho dù chúng nguyền rủa của Mạc Phàm cũng không bị Mạc Phàm giết chết. Nhưng Chu Tước thì khác, Chu Tước đang ở bên cạnh Mạc Phàm. Ngay cả bọn họ mà Mạc Phàm cũng dám động, ra tay với Chu Tước thì càng không nói chơi. Với thực lực của Mạc Phàm, chắc chắn Chu Tước không phải đối thủ của cậu ta. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe lạnh lẽo, cười lạnh lùng. Nếu tôi muốn giết cô ta, bà nói gì cũng không có tác dụng, nhưng bà muốn thử sao, tôi ra tay giết cô ta, bà ra lệnh cho Thanh Long đuổi giết tôi, hay lập tức câm miệng. Cậu, trưởng lão Chu Tước nhíu mày, mắt đảo liên tục, không dám nói gì nữa. Ánh mắt Mạc Phàm chỉ đảo qua Chu Tước, liền rời đi, nhìn người đàn ông trung niên kia. Tôi nhớ rõ tôi vừa nói mình sẽ đáp lễ cho Dạ Vô Nhai đúng không? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm vừa nói những lời này. Cộp, người đàn ông trung niên quỳ trên đất, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống khuôn mặt trắng bệch của ông ta, nhưng ông ta không dám giơ tay lên lau. Mạc tiên sinh tha mạng. Ông ta tưởng rằng Mạc Phàm sẽ không thoát khỏi tay hỗn độn và tứ đại trưởng lão, bây giờ Mạc Phàm không chỉ không bị phong ấn, còn hạ nguyền rủa với đám hỗn độn. Ngay cả hỗn độn đều không lọt vào mắt Mạc Phàm, ông ta phải làm sao đây? Tôi không giết ông. Tôi còn muốn đáp lễ Dạ Vô Nhai thông qua ông nữa mà. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Thông qua tôi. Người đàn ông chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt như trước. Không đợi ông ta làm rõ Mạc Phàm đáp lễ Dạ Vô Nhai thông qua ông ta thế nào, Mạc Phàm vươn một tay ra, lực lượng mạnh đột nhiên xuất hiện. Thân thể ông ta không tự chủ được bay lên, bay về phía tay Mạc Phàm. Xung quanh, đám hỗn độn nhíu mày nhìn Mạc Phàm, vẻ mặt cũng khó hiểu. Tiểu tử này đáp lễ Dạ Vô Nhai gì nhỉ? Người đàn ông trung niên đến bên cạnh Mạc Phàm, một tay Mạc Phàm ấn lên màn hào quang màu vàng đất trên người người đàn ông trung niên, một tay khác dựng thẳng trước ngực, chú ngữ cổ xưa phát ra từ miệng hắn. Theo những chú ngữ này xuất hiện, phù văn màu xanh hiện lên trên cánh tay hắn chạm vào màn hào quang. Những phù văn này vừa xuất hiện, giống như còn sống, theo tay Mạc Phàm bơi lên trên màn hào quang. Chỉ trong phút chốc, trên màn hào quang màu vàng phủ kín phù văn màu lục. Phù văn không dừng lại, mà chảy vào trong lòng đất.
A Á Ổ nhìn những phù văn này, mắt hỗn độn hơi nheo lại, sắc mặt thay đổi theo. Mạc Phàm, cậu muốn cướp địa mạch chi lực sao? Địa mạch chi lực thủ đô do Dạ Vô Nhai nắm trong tay, màn hào quang màu vàng đất trên người người đàn ông trung niên là địa mạch chi lực ngưng tụ thành. Mạc Phàm làm như vậy, rõ ràng là đang cướp địa mạch chi lực. Chuyện này, hỗn độn mới mở miệng, trong phòng ngoại trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt những người khác đều thay đổi. Nắm giữ địa mạch chi lực thủ đô, có ý nghĩa đất đai thủ đô phải nghe người đó khống chế. Chỉ cần người đó nguyện ý, một ý niệm trong đầu cũng có thể biến núi cao thành khe hẹp, biến vực sâu thành đồi núi. Những chuyện này không quan trọng, quan trọng là, địa mạch chi lực có thể thay đổi linh khí gió êm dịu thủy, có thể biến một vùng sơn ích thủy thành phong thủy bảo địa nồng đậm linh khí một cách dễ dàng. Có thể nói nắm giữ địa mạch chi lực, hoàn toàn là nắm giữ một tòa thành. Nắm giữ địa mạch thủ đô, cũng là một trong những nguyên nhân Long Hoa Hội có thể đặt chân ở thủ đô. Bây giờ Mạc Phàm muốn cướp địa mạch của Long Hoa Hội. Cùng lúc đó, trong trang viên Long Hoa Hội, bỗng nhiên sắc mặt Dạ Vô Nhai thay đổi. Hội trưởng Dạ, làm sao vậy? Tu La nhận thấy được sắc mặt Dạ Vô Nhai thay đổi, nhíu mày, tò mò hỏi. Dạ Vô Nhai không hé răng, ấn ký chỗ mi tâm sáng lên, trong chớp mắt phù văn nguệch ngoạc đầy khắp mặt ông ta. Ngay sau đó, một bia đá to bằng lòng bàn tay bay từ trong mi tâm ra, trôi nổi trước người ông ta. Tấm bia đá vừa xuất hiện, hào quang màu vàng tăng vọt, nhanh chóng biến thành to như một người, văn tự đã bị mài mòn không thấy rõ bên trên cũng sáng lên. Tu La nhìn thấy tấm bia đá này, trước mắt sáng lên, tham lam xuất hiện bên trong. Bia địa giới. Địa mạch thủ đô nằm trong tay Long Hoa Hội, mà bia địa giới là pháp bảo khống chế địa mạch chi lực. Tuy bia địa giới không thể so được với Ngọc Tỷ Truyền Quốc khống chế cả địa mạch chi lực Hoa Hạ, nhưng cũng là pháp bảo vô số người mơ ước. Dù sao bia địa giới khống chế không phải nơi khác, mà là thủ đô Hoa Hạ, là nơi đặc biệt nhất ở Hoa Hạ. Lúc này Dạ Vô Nhai lấy bia địa giới ra làm gì? Tu La nhíu mày, trầm giọng nói. Anh ta còn chưa suy nghĩ cẩn thận, hai tay Dạ Vô Nhai vũ động, chín pháp ấn nhanh chóng thành hình. Cửu Long tới, chấn. Ông ta khẽ quát, giọng nói như lôi đình nổ tung trên thiên không. Tay của ông ta, tính cả chín pháp ấn cùng vỗ lên bia địa giới. Xung quanh, chín ngọn núi cùng chuyển động, tựa như tuyết lở động đất. Giống, chín con rồng giống lên, linh khí tràn đầy như rồng tỏa ra từ chín ngọn núi, vòng quanh từ tay Dạ Vô Nhai đến bia địa giới. Dưới lực lượng khổng lồ, không gian xung quanh đều không ngừng run rẩy, giống như không thể chịu được lực lượng này. Chú Dạ, đây là... Tiêu Vấn Triều đứng ở một bên nheo mắt lại, hỏi. Một tiểu tử không biết tự lượng sức mình mà thôi. Sắc mặt Dạ Vô Nhai nghiêm trọng, trầm giọng nói. Lúc này phía dưới tấm bia đá, phù văn màu lục đang áp chế dưới hào quang màu vàng, chậm rãi lan tràn lên trên. Trong phù văn màu xanh bắn ra một đạo quang, hư ảnh của Mạc Phàm xuất hiện phía trước tấm bia đá. Mạc Phàm nhìn lướt qua đám Dạ Vô Nhai, thản nhiên nói. Không biết tự lượng sức mình, tôi thấy không biết tự lượng sức mình là các người mới đúng. Dạ Vô Nhai. Dạ Vô Nhai không chỉ muốn bỏ đá xuống giếng, còn cố ý tới tặng lễ, vậy hắn cũng nên đáp lễ mới phải. Dạ Vô Nhai dám dùng địa mạch chi lực trước mặt hắn, vậy thì hắn sẽ lấy luôn cả địa mạch chi lực. Dạ Vô Nhai nhìn thấy Mạc Phàm, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh. Mạc Phàm, cậu đoạt tam thư và tam thánh bút của chúng tôi, chẳng lẽ còn muốn đoạt bia địa giới của chúng tôi nữa? Dạ Vô Nhai gầm nhẹ nói. Các ông đã thua tam thư và tam thánh bút, còn tặng lễ cho tôi, mạo phạm tôi, sao tôi lại không lấy đi bia địa giới? Mạc Phàm cười nhạt, hỏi ngược lại. Nếu Dạ Vô Nhai không phái người đến, tất nhiên hắn sẽ không để ý đến Dạ Vô Nhai. Nếu mạo phạm hắn, vậy phải trả cái giá thật đắt. Mạc Phàm, cậu có thể lấy tam thư và tam thánh bút đi, nhưng đừng mơ lấy được bia địa giới. Dạ Vô Nhai nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói. Nếu tam thư là thông báo tuyển dụng của Long Hoa Hội bọn họ, vậy bia địa giới là căn cơ của bọn họ. Nếu căn cơ bị Mạc Phàm lấy đi, Long Hoa Hội bọn họ sẽ danh tồn thực vong. Đừng mơ lấy đi sao? Dạ Vô Nhai, ông biết bao nhiêu về bia địa giới, ông từng thấy mấy bia địa giới, dựa vào cái gì ngăn cản tôi lấy bia địa giới đi? Mạc Phàm cười nhạt, cười khinh thường nói. Cho đến tận bây giờ, hắn chỉ từng thấy một pháp bảo Sơn Hà trên địa cầu.
đó chính là Sơn Hà Ấn của La Gia Mạc Bắc. Ngọc Tỷ Truyền Quốc cũng là một cái, nhưng hắn chưa từng thấy. Mấy thứ này có ít trên địa cầu như vậy, Dạ Vô Nhai biết bao nhiêu về thứ này. Nhưng thứ này ở tu chân giới, chỉ là pháp bảo sơ cấp mà thôi, khắp nơi đều có. Hắn từng có một số pháp bảo Sơn Hà, cho dù kém nhất cũng mạnh hơn mấy ngàn lần bia địa giới này, cho nên hắn biết về pháp bảo Sơn Hà, tuyệt đối Dạ Vô Nhai không so được. Hơn nữa nếu Dạ Vô Nhai thật sự dùng được bia địa giới, khi hắn đến trang viên Long Hoa Hội đã không thua thảm như thế. Phải biết rằng đây là pháp bảo Sơn Hà, có thể khống chế núi sông một cách dễ dàng. Nếu ở trong tay hắn, hắn có thể khiến tu sĩ cả thủ đô thần phục. Dạ Vô Nhai nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Bia địa giới này đã được ông ta dùng 9 vùng sơn địa áp trụ, Mạc Phàm chỉ dựa vào một phân thân, gần như là không thể lấy được. Nhưng Mạc Phàm đã làm rất nhiều chuyện không có khả năng. Mạc Phàm, tôi khuyên cậu lập tức rời đi, nếu không tôi sẽ khiến cả thủ đô thành đống hoang tàn. Dạ Vô Nhai trầm giọng nói. Nếu Mạc Phàm dám cướp đoạt bia địa giới, ông ta không ngại dùng bia địa giới khiến cả thủ đô bị động đất, biến thủ đô thành đống hoang tàn. Dù sao so với những người khác, ông ta càng để ý Long Hoa Hội hơn. Cuối cùng đẩy hết trách nhiệm lên người Mạc Phàm là được. Khi nói chuyện, ý niệm ông ta vừa động, phía bắc thủ đô lập tức lắc lư dữ dội, một số tòa nhà lâu nắm sụp đổ rầm rầm. Từng đạo khe hở to lớn xuất hiện trên mặt đất, lan tràn về phía xa. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt chớp lóe sắc bén. Dạ Vô Nhai vì lợi ích của Long Hoa Hội mà không tiếc khiến thủ đô động đất, thứ này còn ở trong tay Long Hoa Hội sớm muộn gì cũng là tai họa. Nếu đã như vậy, thứ kia càng không thể ở trong tay ông. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Một tay Mạc Phàm vỗ lên trên bia địa giới, phù văn màu xanh lập tức lan tràn phía trên. Vẻ mặt Dạ Vô Nhai ngây ngốc, trong mắt hiện lên điên cuồng. Ông ta đã lấy thủ đô để ép buộc, vậy mà Mạc Phàm vẫn dám cướp đoạt. Tay ông ta chấn động, 9 đạo khí của từng khu vực vần quanh bia địa giới biến mất vào trong bia địa giới. Mỗi một đạo khí của từng khu vực tiến vào trong, hào quang trên bia địa giới sẽ sáng hơn một chút, phù văn màu xanh trên tấm bia đá và bóng dáng Mạc Phàm cũng nhạt hơn chút. Khi bóng dáng Mạc Phàm sắp biến mất, tinh quang trong mắt Mạc Phàm sáng lên. Tế thiên địa, luyện sơn hà. Địa giới thuộc về tôi. Giọng nói vừa vang lên, hai đạo thanh quang nở rộ trong mắt hắn, bắn lên trên bia địa giới. Răng rắc, 9 đạo khí hình rồng của từng khu vực giống như thủy tinh bị nghiền nát, hào quang màu vàng tối sầm lại. Trong chớp mắt thanh quang vây quanh bia địa giới, biến mất vào bên trong bia địa giới, đơn giản giống như uống nước ăn cơm. Tay Dạ Vô Nhai đau xót, lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt sửng sốt theo, cứ như vậy. Bia địa giới bị đoạt rồi sao? Không đợi ông ta hoàn hồn, thanh quang như thủy triều đánh về phía ông ta, Tu La và Tiêu Vấn Triều. Bùm, ba người như diều đứt dây bay về phía sau. Mạc Phàm, tôi sẽ khiến cậu hối hận cả đời. Dạ Vô Nhai giận dữ hét trong không trung. Ông ta đi khiêu khích Mạc Phàm, không ngờ không chỉ không khiêu khích được, ngay cả bia địa giới cũng mất đi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, thân thể biến mất vào trong bia địa giới. Trên bia địa giới chớp lóe thanh quang, biến mất trong không trung. Trong nhà chính tứ hợp viện, tay Mạc Phàm rời khỏi màn hào quang trên người người đàn ông trung niên kia. Tấm bia đá lóe sáng thanh quang chui ra khỏi màn hào quang theo, bay xung quanh Mạc Phàm. Tấm bia đá này vừa xuất hiện, màn hào quang trên người người đàn ông trung niên đột nhiên biến mất. Người đàn ông trung niên vốn chỉ có thực lực trúc cơ, không có địa mạch chi lực bảo vệ, trên người lập tức phát ra âm thanh đùng đùng. Sụi lơ trên đất. Đây là bia địa giới trong tay Long Hoa Hội sao? Trưởng lão Bạch Hổ nhướng mày, nhìn tấm bia đá bên cạnh Mạc Phàm, khó mà tin nói. Có thứ này trong tay, gần như có được thiên hạ, có không biết bao nhiêu người đánh chủ ý với bia địa giới này. Bia địa giới thủ đô cũng bách kinh lưu truyền, tới tay không ít người, Long Tổ bọn họ cũng từng có được. Nhưng trong lịch sử lưu truyền bia địa giới, chưa từng xảy ra ở thủ đô. Bởi vì chỉ cần người cầm bia địa giới ở thủ đô, thì giống như thổ địa, gần như không thể cướp được. Mạc Phàm chỉ dựa vào một chút địa mạch chi lực, trong phút chốc đã lấy được bia địa giới từ tay Dạ Vô Nhai. Chuyện này, đám chu tước khiếp sợ không nói nên lời. Ngay cả hỗn độn cũng chau mày, trong mắt chớp lóe sắc lạnh, luôn có người báo cáo với ông ta chuyện của Mạc Phàm,
nhưng ông ta chưa từng coi trọng Mạc Phàm. Bây giờ xem ra ông ta quá coi thường Mạc Phàm rồi. Một lát sau, lúc này vẻ mặt ông ta mới khôi phục như thường. Mạc Phàm, quả thật cậu rất lợi hại, chưa chắc Lâm Thiên Nam đã như cậu, nhưng làm trưởng bối của cậu, tôi vẫn phải nói cho cậu biết, cây cao vượt rừng gặp gió quật, tự giải quyết cho tốt đi. Hỗn Độn lạnh lùng nói. Mạc Phàm đã cường đại đến mức ông ta còn có chút e ngại, tồn tại như vậy rất dễ bị phá cân bằng hiện giờ. Có lẽ Hoa Hạ sẽ rất thích như vậy, dù sao Mạc Phàm là người Hoa Hạ. Nhưng sẽ có không ít người không hy vọng nhìn thấy Mạc Phàm, khi đó sẽ là lúc Mạc Phàm bị hủy diệt. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, bia địa giới biến mất vào trong nhẫn chữ vật của hắn. Kiếp trước hắn đã tự mình cảm nhận được đạo lý này, sao lại không biết? Nhưng kiếp trước hắn không nắm giữ y thuật cao nhất và vô số công pháp, còn tay trói gà không chặt. Bây giờ sao? Gió muốn quật ngã tôi, vậy gió phải đủ mạnh mới được. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hỗn Độn nhíu mày, giống như bị người ta tát một cái. Được lắm, Mạc Phàm, đợi tôi giải quyết nguyền rủa này, tôi xem gốc cây của cậu rắn chắc thế nào, tôi đợi cậu tới. Hỗn Độn nói từng câu từng chữ. Từng chữ đều như ngọc trụ rơi vào trong chậu, nói năng khí phách, cũng đục vào trong trái tim người ta. Khi nói chuyện, tay ông ta khẽ nhúc nhích, một phù văn như dấu chấm than bay ra, bay về phía Mạc Phàm. Làm xong những chuyện này, ông ta không để ý đến Mạc Phàm nữa, một phù văn xuất hiện chỗ mi tâm ông ta, hào quang màu xám sáng lên, bao bọc cả người ông ta ở bên trong. Hồn về bản thể. Ông ta khẽ quát, bóng dáng biến mất trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Trưởng lão Chu Tước, trưởng lão Bạch Hổ và trưởng lão Huyền Vũ cũng hoàn thành pháp thuật, biến mất theo Hỗn Độn. Mạc Phàm không ngăn cản nữa, chỉ nhìn lướt qua Chu Tước và người đàn ông trung niên. Hai người còn không đi, muốn tôi ra tay đuổi hai người đi sao? Người đàn ông trung niên kia tưởng mình sẽ bị Mạc Phàm giết chết, nghe Mạc Phàm nói vậy giống như được đại xá, vội vàng chạy ra ngoài. Chu Tước khẽ cắn môi, trong mắt cô ta đều là phức tạp, không lập tức rời đi. Cô ta đường đường là Chu Tước, từ nhỏ đã chưa từng thua ai, nhưng lại không khác gì đổ bỏ đi trước mặt người đàn ông ít tuổi hơn cô ta, điều này làm cô ta vô cùng khó chịu. Mạc Phàm, tốt nhất là cậu có thể từ nước ngoài quay về. Chu Tước nghiến răng, hung dữ nói. Mạc Phàm sẽ đối phó những thế lực nhà Miyamoto, Thanh Bang, Thần Điện, vân vân, đây không phải là bí mật gì, đã sớm truyền ra ngoài rồi. Nhất là Mạc Phàm sắp đi Nhật Quốc. Lại càng khiến Đông Nam Á bàn tán xôn xao. Nhưng Mạc Phàm có thể quay về được hay không, thì chưa biết được. Tuy cô ta rất muốn Mạc Phàm chết, nhưng chỉ muốn Mạc Phàm chết trong tay cô ta, lấy lại sỉ nhục ngày hôm nay. Nếu bây giờ cô không đi, đợi tôi từ nước ngoài về, cô cũng không thể gặp tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lúc hắn ở Trúc Cơ Kỳ, có lẽ Chu Tước còn có tư cách nói chuyện với hắn như vậy, Chu Tước hiện giờ như ma tước trong mắt hắn. Giết cô ta chỉ là vấn đề một ngón tay. Đôi tay trắng như phấn của Chu Tước nắm chặt lại, liếc mắt chừng Mạc Phàm một cái, xoay người rời khỏi tứ hợp viện. Chúng ta đợi coi. Chu Tước vừa đi, đám Long Nhược Tuyết vội vàng đi vào, sáu người thấy Mạc Phàm hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng không vui vẻ nổi. Chuyện Mạc Phàm để Long Vương U Châu chạy, bọn họ từng nhắc với Mạc Phàm rồi, nhưng Mạc Phàm không để trong lòng. Hiện giờ Chu Tước đến đây. Tuy khí tức của Hỗn Độn và ba đại trưởng lão khác đã biến mất, nhưng không thể nghi ngờ là có tới nơi này. Với hiểu biết của bọn họ về Mạc Phàm, chắc chắn không có chuyện tốt xảy ra. Một vùng mây đen xuất hiện trên đầu bọn họ, mãi mà không tản ra. Mạc Phàm, cậu có tính toán gì, thật sự muốn đi gặp Hỗn Độn sao? Rất lâu sau, Giang Thành hít vào một hơi khí lạnh, phá vỡ yên tĩnh. Nếu không thì sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Đám Hỗn Độn đã ép hắn đến mức này, nếu hắn không đi tìm Hỗn Độn, vậy chỉ có thể đợi Hỗn Độn tới cửa. So với đợi Hỗn Độn tới cửa, hắn càng nguyện ý tự mình qua đó. Vậy cậu có biết bình thường Hỗn Độn và tứ đại trưởng lão bế quan ở đâu không? Giang Thành cau mày nói. Có liên quan gì đến chuyện này sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Ở trong biển hắn có thể vào biển, ở trên núi hắn có thể lên núi, cho dù ở trên trời hắn cũng bay lên trời. Hỗn Độn bế quan ở Sơn Ngoại Sơn, hẳn là gần đây cậu nghe về nơi này rồi. Giang Thành giải thích, tuy Hỗn Độn chỉ phái một phân thần tới,
nhưng có thể nhìn ra thực lực hai người sàn sàn nhau chẳng phân biệt được. Nếu hỗn độn ở trong phạm vi hoa hạ, ông ta nhất định không ngăn cản Mạc Phàm. Nhưng hỗn độn ở sơn ngoại sơn, nơi đó không phải nơi Mạc Phàm có thể đi. La gia Mạc Bắc mà Mạc Phàm tiêu diệt có quan hệ với tông môn ở sơn ngoại sơn, Long Hoa hội lại càng có quan hệ chặt chẽ, nơi khởi nguồn của Vu Thần giáo là ở sơn ngoại sơn, căn cứ Long Tổ cũng ở sơn ngoại sơn. Nếu Mạc Phàm đến sơn ngoại sơn, vậy thật sự sẽ là cây cao vượt rừng gặp gió quật, hơn nữa gió này rất to. Dù sao sơn ngoại sơn là nơi tụ tập tông môn ẩn thế ở Hoa Hạ, nơi này mới là nơi người nước ngoài e sợ Hoa Hạ. Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Tất nhiên hắn có biết sơn ngoại sơn, gần đây hắn nghe về nơi này không ít lần. Chỉ là không ngờ Long Tổ cũng từ sơn ngoại sơn ra. Tôi từng nghe về nơi này rồi. Cậu đã biết nơi này, tôi cũng không nói nhiều, cậu hãy suy nghĩ cẩn thận, tôi lập tức về sơn ngoại sơn, đi khuyên hỗn độn. Giang Thành nhìn Mạc Phàm nói. Đúng vậy, Mạc Phàm, cậu đừng kích động, sơn ngoại sơn thật sự không đơn giản như vậy. Long Nhược Tuyết khuyên tiếp. Tuy đám thọ tử không nói gì, nhưng trong mắt đều là lo lắng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn mấy người một cái, hơi nhếch miệng cười khẽ. Ha ha, nếu nơi đó không đơn giản, tôi càng phải đi xem. Cái gì? Đám Giang Thành nhướng mày, sắc mặt lập tức khó coi. Bọn họ đã nói với Mạc Phàm hỗn độn ở sơn ngoại sơn, vậy mà Mạc Phàm còn muốn đi, người này đúng là không biết sợ là gì. Mạc Phàm, tên ngu ngốc này, rốt cuộc cậu có biết sơn ngoại sơn nguy hiểm đến mức nào không? Long Nhược Tuyết tức đến mức dậm chân, quát. Lúc này cô chẳng quan tâm Mạc Phàm có phải là Mạc Đại Sư, Mạc Tiên Sinh hay không, ở trong mắt cô Mạc Phàm chỉ như một tên ngốc không biết trời cao đất rộng. Sơn ngoại sơn là bí cảnh lớn nhất trừ hải ngoại hải ra. Nghe nói còn là nơi nối với tiên giới, linh khí nồng đậm đến mức không chỗ nào ở Hoa Hạ có thể so được. Đối với người đến sơn ngoại sơn, người ngoài sơn ngoại sơn mặc kệ là đứng trên hắc bảng, thiên bảng, đều là phàm nhân, vốn dĩ không thể đánh đồng với bọn họ. Thậm chí một sủng vật ở trong chạy ra, đến Hoa Hạ đều là cấp bậc nguy hiểm. Lúc trước có một lão hổ nhỏ chạy từ sơn ngoại sơn đến thế tục, trên đường đi đả thương vô số người, đoạt bảo bối chân quý nhiều năm của nhiều thế gia. Nhưng mà, không chỉ những thế gia, tông môn không chịu nổi một kích trước mặt tiểu lão hổ này, ngay cả Long Tổ trong số ít thế lực đúng đầu cùng ra tay, vậy mà không làm gì được tiểu lão hổ này. Lúc ấy chuyện này làm tổn hại mặt mũi của hoàng đế, vậy mà đại quốc to lớn không có một người làm gì được tiểu lão hổ thành niên này. Lúc đó hoàng đế phái ra đại quân, còn phát huyền thưởng lệnh rất cao, triệu tập bắt yêu sư bắt tiểu hổ này. Cuối cùng một phu nhân mặc cung trang xuất hiện. Tiểu hổ uy phong này đến trước mặt phu nhân mặc cung trang thì ngoan ngoãn như con mèo, rời đi theo phu nhân mặc cung trang kia. Đây đủ để thấy trong sơn ngoại sơn đáng sợ thế nào, vậy mà Mạc Phàm cứ muốn xông vào trong. Với thực lực của Mạc Phàm, nếu không có lệnh của sơn ngoại sơn, nói không chừng chưa gặp được hỗn độn, đã bị yêu thú giết chết. Mạc Phàm cũng không tức giận, chỉ cười nhạt. Hắn nhất định sẽ đi tìm hỗn độn, giải quyết chuyện này. Lúc này không giải quyết. Đợi hắn rời khỏi địa cầu, tuyệt đối là tai họa. Hơn nữa hắn đã đến trình độ này, thiên tài địa bảo bình thường đã không có tác dụng, càng ngày càng tìm được ít thiên tài địa bảo ở Hoa Hạ. Nếu sơn ngoại sơn chỉ là một bí cảnh bình thường, hắn không thèm đến đó. Nhưng nếu là tông môn lâm lập chi địa, trái lại có thể đến đó xem, nói không chừng có cơ duyên gì đó, khiến tu vi của hắn tăng nhanh hơn. Dù sao chỉ có thần thức của hắn ngưng tụ thành thần nguyên. Thân thể và tu vi đều chưa là cảnh giới tiên thiên, cách ngưng đan còn dài. Không thành kim đan, chỉ như con kiến ở tu chân giới. Sơn ngoại sơn khủng bố thế nào thì tôi không biết, nhưng chẳng phải các người vào đó không gặp nguy hiểm sao? Mạc Phàm cười nói. Con đường tu sĩ, nếu chỉ chọn đường an toàn, sẽ càng ngày càng yếu. Vẻ mặt đám Giang Thành ngây ngốc, không nói nên lời. Đôi mắt Long Nhược Tuyết khẽ đảo, do dự một lát. Lấy một khối lệnh bài ra. Đây là lệnh bài của anh tôi, có thể tiến vào sơn ngoại sơn an toàn, nếu cậu muốn đi vào, vậy mang nó theo đi, ít nhất tránh không gặp một số yêu thú. Sơn ngoại sơn được tông phái ẩn thế thống trị, chỉ cần có lệnh bài, yêu thú bên trong sẽ không tấn công tu sĩ đi vào. Lệnh bài này vốn là của Thanh Long trước anh trai cô, vì anh trai cô gặp nạn khi chấp hành nhiệm vụ, nên lệnh bài này ở trong tay cô.
nếu Mạc Phàm cố chấp muốn đi, vậy thì đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không khách sáo, nhận lấy lệnh bài. Ngón tay giữa hắn sáng lên, bảy ngọc giản xuất hiện trong tay hắn. Đi! Bảy ngọc giản bay về phía đám Giang Thành, rơi vào tay bảy người. Mạc Phàm, đây là... Giang Thành nhướng mày hỏi. Công pháp! Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn không biết Long Tổ do tông môn nào ở tu chân giới để lại, nhưng từ công pháp của Long Tổ hẳn là có quan hệ với Tinh Túc Cung, một trong 10 đại cung ở tu chân giới. Nhưng công pháp mà Giang Thành, đám Long Nhược Tuyết tu luyện thiếu quá nhiều, còn bị người ta sửa chữa, bọn họ dùng công pháp hiện giờ tu luyện, cùng lắm chỉ tới cảnh giới tiên thiên đỉnh phong, có thể đến thần cảnh hay không phải xem tạo hóa của mình. Công pháp hắn lấy ra là Tinh Thần Quyết, công pháp chấn phải của Tinh Túc Cung, là bản đầy đủ của công pháp đám Giang Thành tu luyện. Bọn họ vốn tu luyện đối ứng mỗi mệnh tinh, lại tu luyện Tinh Thần Quyết sẽ nước chảy thành sông, không có bất luận chướng ngại gì. Nếu bọn họ có đủ thiên phú, tu luyện đến đại thừa cũng không thành vấn đề, càng không nói đến thần cảnh kim đan. Hắn định đưa những công pháp này cho đám Giang Thành khi rời khỏi Hoa Hạ, dù sao đám Giang Thành xử lý không ít phiền phức giúp hắn. Nếu bây giờ không phải người của Long Tổ, vậy đưa cho bọn họ trước. Đám Giang Thành có những công pháp này, cho dù sau này Hỗn Độn và trưởng lão Bạch Hổ muốn tìm đám Giang Thành gây phiền phức, cũng phải nhìn xem có bản lĩnh này không. Giang Thành nhắm mắt lại, rót một chút thần thức vào bên trong. Một lát sau, ông ta hít vào một hơi khí lạnh, mở mắt ra, trong mắt đều là khiếp sợ. Đến cảnh giới này của ông ta đã mơ hồ cảm thấy công pháp bình cảnh, nhưng không thể thay công pháp. Phải biết rằng cho dù là Long Tổ, cũng không thể tìm được công pháp thích hợp. Mạc Phàm giơ tay đưa công pháp này còn tương tự với công pháp ông ta đang tu luyện, nhưng bá đạo hơn gấp bội lần. Ông ta chỉ hơi lĩnh ngộ, liền có cảm giác thông hiểu đạo lý. Nếu tu luyện dựa theo công pháp này, không phải không có khả năng ông ta đột phá tới thần cảnh. Có phải thứ này quá quý rồi không? Giang Thành do dự nói. Công pháp đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, công pháp thích hợp càng khó hơn, thứ này thật sự quá quý với ông ta rồi. Ông ta không làm gì cho Mạc Phàm, vừa rồi còn đâm Mạc Phàm một kiếm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Thứ này vô cùng chân quý trong mắt Giang Thành, nhưng ở trong mắt hắn chỉ là đồ cất đi không dùng mà thôi. Hơn nữa, quý sao, có cần tôi đổi thứ quý hơn cho các ông không? Công pháp này rất thích hợp với đám Thanh Long, nhưng không phải công pháp cao nhất, còn có thứ càng tốt hơn truyền cho đám Giang Thành, nhưng sẽ mang đến phiền phức cho bọn họ. Chuyện này, đám Giang Thành cùng hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn quái vật. Công pháp này đã tốt lắm rồi. Mạc Phàm còn công pháp tốt hơn nữa. Đổi thì không cần, nhưng mà Mạc Phàm, vì sao cậu có nhiều công pháp như vậy? Long Nhược Tuyết không nhịn được hỏi. Mọi người chỉ cần biết tôi có là được, hơn nữa có thể cho mọi người tu luyện, mọi người không cần quan tâm những chuyện khác. Long Nhược Tuyết cũng không hỏi nhiều, mấy người nói vài câu, lúc này Mạc Phàm mới rời đi. Mạc Phàm mới rời đi không lâu, Long Nhược Tuyết nhìn ngọc giản nặng trịch trong tay, đến bên cạnh Giang Thành. Chú Giang, Mạc Phàm có thể đánh bại Hỗn Độn đại nhân không? Cậu ta đánh bại Hỗn Độn cũng không có tác dụng. Vì sao? Cháu từng tới Sơn Ngoại Sơn không phải không biết, Hỗn Độn chỉ là đệ tử ngoại môn của Sơn Ngoại Sơn, đánh bại một đệ tử ngoại môn có tác dụng gì sao? Mạc Phàm đắc tội nhiều tông phái ở Sơn Ngoại Sơn như vậy mà. Vẻ mặt Giang Thành nghiêm trọng nói. Như vậy Mạc Phàm đến Sơn Ngoại Sơn, chẳng phải là... Sắc mặt Long Nhược Tuyết tái mét. Nói một nửa thì dừng lại. Trong trang viên Long Hoa Hội, Dạ Vô Nhai giơ tay lau vết máu ở khóe miệng, đứng dậy, trong mắt chớp lóe hung quang, nhìn về phía Mạc Phàm biến mất. Ông ta đường đường là hội trưởng của Long Hoa Hội, lại bị Mạc Phàm ngược như một con chó. Chuyện này như hoàng đế một quốc gia, nhưng bị một tên hai lúa dẫm không ngẩng đầu lên được. Đáng chết! Một quyền của Dạ Vô Nhai đánh lên tảng đá cao bằng một người bên cạnh. Bùm! Tảng đá biến thành cát mềm, bay ra bốn phía. Phát tiết xong Dạ Vô Nhai mới bình tĩnh lại. Mạc Phàm này đúng là không tầm thường. Tu La thấy Dạ Vô Nhai dừng tay, lẩm bẩm nói. Chưa từng gặp Mạc Phàm, anh ta còn cảm thấy Mạc Phàm hữu danh vô thực, dù sao Mạc Phàm còn chưa tới 20 tuổi. Trong nhận thức của đa số người, không có gì đáng sợ, mãi đến khi gặp Mạc Phàm anh ta mới biết Mạc Phàm mạnh cỡ nào.
anh ta và Mạc Phàm đều xem như là cường giả hiếm có, ở trước mặt chút phân thần của Mạc Phàm, anh ta như gà đất chó kiểng. Hơn nữa từ đầu đến cuối Mạc Phàm không coi trọng anh ta. Anh ta sống lâu như vậy, chưa từng thấy người trẻ tuổi nào khí phách như Mạc Phàm. Không đơn giản thì thế nào, lần này tôi phải khiến cậu ta chết. Dạ Vô Nhai tức giận nói. Mạc Phàm vốn bại bởi thủ đoạn của Long Hoa Hội, nhưng đánh bại thiết kế thả Long Vương U Châu của bọn họ, bây giờ ngay cả bia địa giới cũng bị cướp đi. Mạc Phàm dựa vào sức mạnh của bản thân ép ông ta đến bước đường cùng, tuyệt đối không thể giữ Mạc Phàm. Hội trưởng Dạ, ông chuẩn bị làm gì đây? Tu La nhướng mày, tò mò hỏi. Tôi dẫn Dạ Tình đến chúng thần sơn, dụ Mạc Phàm tới đó. Dạ Vô Nhai lạnh lùng nói. Hửm. Trước mắt Tu La sáng lên, vui mừng xuất hiện trong đó. Một nha đầu bên cạnh Dạ Tình có thể dụ Mạc Phàm tới chúng thần sơn hay không thì anh ta không chắc chắn, nhưng Dạ Tình thì chắc chắn có thể. Lúc trước Dạ Vô Nhai không tiếp nhận mang Dạ Tình tới chúng thần sơn, lần này anh ta không nói, Dạ Vô Nhai tự mình đồng ý, đúng là phẫn nộ khiến người ta điên cuồng. Hội trưởng Dạ Anh Minh, đợi Mạc Phàm bị bắt ở chúng thần sơn, bia địa giới, tam thư của hội trưởng Dạ vẫn là của hội trưởng Dạ, không ai cướp với Long Hoa Hội. Tu La mỉm cười nói. Tốt nhất là như vậy. Dạ Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Tu La thấy cơn giận của Dạ Vô Nhai vẫn còn sót lại chưa tiêu, chớp chớp mắt, lập tức cười khẽ. Thực ra hội trưởng Dạ không cần quá tức giận, tuy tiểu tử kia đoạt bia địa giới, mục đích của chúng ta cũng gần như đạt được, không phải tiểu tử kia đã đoạn tuyệt với Long Tổ sao, lực lượng của tiểu tử này bị suy yếu, chúng ta chỉ cần đợi Mạc Phàm tự mình đến chúng thần sơn, ngồi mát ăn bát vàng là được. Đương nhiên nếu hội trưởng Dạ còn bất mãn, chúng tôi có thể tiến thêm một bước làm suy yếu thế lực của Mạc Phàm, ví dụ như tách đám người bên cạnh cậu ta ra, theo tôi được biết, bên cạnh Mạc Phàm có 4 đồ đệ, 4 hộ vệ, thực lực cũng không tệ, nếu để bọn họ thù hận nhau, Mạc Phàm thật sự cô độc rồi. Mấy tôm tép nhãi nhép mà thôi, không cần thiết phải ra tay, lần này tôi cần ra tay diệt tên súc sinh Mạc Phàm. Dạ Vô Nhai trầm giọng nói. Mấy lần trước ông ta quá coi thường Mạc Phàm, cho nên không thu thập được Mạc Phàm, bị Mạc Phàm vả mặt. Lần này ông ta nhất định phải khiến Mạc Phàm chết không có chỗ chôn. Dạ Vô Nhai ông định chuẩn bị dùng vũ khí tiên tiến sao? Tu La tò mò hỏi. Mạc Phàm mới rời khỏi thủ đô, tuyệt đối có thể dùng vũ khí tiên tiến trên đường. Tu La, cậu quá coi thường Dạ Vô Nhai tôi rồi, nếu tôi nói không sử dụng vũ khí tiên tiến với Mạc Phàm trên đường thì không sử dụng. Dạ Vô Nhai liếc mắt nhìn Tu La một cái nói. Ông ta đã phái người nói với Mạc Phàm không dùng vũ khí tiên tiến, cho dù vũ khí tiên tiến có thể giết Mạc Phàm, ông ta cũng không lật lọng. Như vậy ông ta còn là hội trưởng của Long Hoa Hội sao? Huống chi dáng vẻ của Mạc Phàm giống như không sợ vũ khí tiên tiến, cho dù sử dụng vũ khí tiên tiến chưa chắc đã thành công. Cho nên ông ta sẽ để Mạc Phàm bình yên rời khỏi thủ đô. Là tôi lấy lòng Dạ tiểu nhân đo lòng Dạ quân tử, nếu không dùng vũ khí tiên tiến, thì là. Tu La cẩn thận nói. Long Hoa Hội ngoại trừ tam thư và bia địa giới ra, anh ta thật sự không nghĩ ra còn gì. Cậu nghĩ rằng Long Hoa Hội tôi thật sự chỉ từ Thanh Bang ra đơn giản như vậy sao? Dạ Vô Nhai hừ lạnh một tiếng nói. Nguồn gốc của Long Hoa Hội bọn họ ở thời chiến tranh, người sáng lập Long Hoa Hội là một vị trưởng lão của Thanh Bang. Người sáng lập ra Long Hoa Hội này vốn rất có hy vọng thành bang chủ Thanh Bang, cuối cùng dẫn theo một đám người rời khỏi Thanh Bang, cùng đám người này thành lập Long Hoa Hội có thực lực không kém Thanh Bang. Đây là bản cũ rất nhiều người biết, rất nhiều người không biết rằng, sở dĩ người sáng lập ra Long Hoa Hội bọn họ gia nhập Thanh Bang, chỉ vì che giấu thân phận của mình. Nếu chỉ là trưởng lão Thanh Bang rời đi, cho dù thiên phú đáng sợ thế nào, sao có thể phát triển Long Hoa Hội đến tình trạng hiện giờ chỉ trong vài chục năm? Ngay cả Long Tổ đều e ngại Long Hoa Hạ ba phần. Sở dĩ Long Hoa Hội có thế lực hôm nay, phần lớn vì thân phận chân chính của người sáng lập Long Hoa Hội là đệ tử nội môn của Nho Môn Sơn Ngoại Sơn. Chính vì thân phận này, bọn họ mới có tam thư, tam thánh bút và bia địa giới. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Tu La nhướng mày, vẻ kinh ngạc xuất hiện trong mắt anh ta. Không phải Thanh Bang bọn họ không điều tra về Long Hoa Hội. Dù sao Long Hoa Hội phát triển quá nhanh. Điều tra rất lâu, cuối cùng không có kết quả gì. Chỉ nghe người ta suy đoán,
hình như Long Hoa Hội có quan hệ với Nho Môn Sơn Ngoại Sơn. Tôi sẽ đến Sơn Ngoại Sơn một chuyến, mời người của Nho Môn Sơn Ngoại Sơn đối phó Mạc Phàm, nếu nhân hải của Nho Môn không đối phó được Mạc Phàm, vậy thì mời thần tiên của Thánh Môn Thiên Ngoại Thiên đối phó cậu ta, tôi không tin cậu ta còn trên cả Thiên Ngoại Thiên. Dạ Vô Nhai nắm chặt tay nói. Người sáng lập ra Long Hoa Hội bọn họ từ Sơn Ngoại Sơn ra, nhưng có quan hệ rất mật thiết với một vị cường giả của Thiên Ngoại Thiên. Vị cường giả kia đồng ý giúp Long Hoa Hội 3 lần, đến bây giờ cơ hội 3 lần này chỉ còn 2 lần. Nếu Sơn Ngoại Sơn không đè ép được Mạc Phàm, vậy thì bảo Thiên Ngoại Thiên tới đè Mạc Phàm. Nghe Dạ Vô Nhai nói, Tu La hít vào một hơi khí lạnh. Trong truyền thuyết Long Hoa Hội chỉ có quan hệ với Sơn Ngoại Sơn, không ngờ còn có quan hệ với Thiên Ngoại Thiên càng thần bí trong truyền thuyết. Chuyện này, may mà khi người sáng lập ra Long Hoa Hội rời khỏi Thanh Bang, bọn họ không ra tay đối phó người kia, nếu không Thanh Bang bọn họ đã không tồn tại rồi. Nhưng như vậy thì dễ rồi. Đối với thế tục mà nói, Sơn Ngoại Sơn giống như tiên giới, nếu có thể mời được người của Sơn Ngoại Sơn, đơn giản hơn dẫn Mạc Phàm tới chúng thần Sơn một chút. Chỉ cần Dạ Vô Nhai mời người của Sơn Ngoại Sơn, có khả năng không cần dụ Mạc Phàm tới chúng thần Sơn, cũng có thể giết Mạc Phàm. Hội trưởng Dạ, cần tôi làm gì không? Tu La cung kính hỏi. Cậu sao? Dạ Vô Nhai lạnh lùng liếc Tu La một cái. Đúng vậy, hội trưởng Dạ. Đợi là được rồi. Dạ Vô Nhai nói xong xoay người rời đi. Mạc Phàm rời khỏi tứ hợp viện, gọi một chiếc xe đến nhà ga thủ đô. Hắn vừa đến nhà ga, có cuộc điện thoại gọi tới. Mạc Phàm nhìn thoáng qua màn hình là Tiểu Vũ, trong đôi mắt đầy sắc bén xuất hiện dịu dàng, hắn không do dự nghe điện thoại. Giọng nói non nớt của Tiểu Vũ truyền từ trong điện thoại ra. Anh, bây giờ anh ở đâu? Đang trên đường quay về, hôm nay sẽ về Giang Nam, làm sao vậy, Tiểu Vũ, là chuyện của Bạch gia sao? Mạc Phàm dịu dàng nói. Lúc này Tiểu Vũ gọi điện đến, chắc chắn là vì chuyện của Bạch gia. Không phải chuyện của Bạch gia, chị dâu và Tiểu Hàn tỷ đến Nhật Quốc, anh mau quay về đi. Tiểu Vũ hơi kích động nói. Hửm. Mạc Phàm nhíu mày, sắc bén nở rộ trong mắt hắn, khí thế toàn thân không tự chủ được tỏa ra 4 phía. Trong vòng 1 cây số sắc mặt mọi người thay đổi, hô hấp bị kiềm hãm. Trong đó có không ít người trước mắt bỗng tối sầm lại, muốn ngất đi. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, khí tức như thủy triều rút thu lại. Lúc này mọi người xung quanh như người bệnh sắp hít thở không thông, bỗng nhiên lại thở được, vội vàng hít thở không khí. Cho dù như vậy, rất nhiều người vẫn chảy mồ hôi lạnh, giống như mới trải qua tai nạn nguy hiểm nhưng vẫn còn sống ở trên không, mãi mà chưa lấy lại tinh thần. Tài xế taxi chở Mạc Phàm lại chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn thấy quỷ. Tiên, tiên sinh, đến nơi rồi. Mạc Phàm nhíu mày, phóng thần thức ra, lúc này lông mày lập tức giãn ra. May mà nơi này là nhà ga, phần lớn là xe xếp hàng đợi đón khách, cộng thêm hắn thu lại rất nhanh. Lúc này mới không có ai bị thương. Nếu ở nội thành, chỉ sợ đã tạo thành sự cố giao thông liên tục. Nhưng dù vậy, ở cửa vào nhà ga, phía sau một đám đứa bé, một người đàn ông trung niên dáng người hơi gầy nhướn mày, vẫn nhìn qua. Làm sao vậy, Hoàng Đại Sư? Một mỹ phụ mặc trang phục công sở ở bên cạnh tò mò hỏi. Hình như xung quanh có cao thủ. Cao thủ, có người còn cao hơn Hoàng Đại Sư sao? Mỹ phụ hơi nhếch đôi môi đỏ mọng, cười mị hoặc nói. Đừng lơ là, thủ đô có rất nhiều cao thủ, mọi người cẩn thận một chút. Hoàng Đại Sư truyền âm với mấy đại hán hung ác ở xung quanh, nhưng trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Mấy đại hán gật đầu, tính đáp lại. Bên ngoài nhà ga, Mạc Phàm xác nhận thấy không ai gặp chuyện không may, ngón tay ấn vài cái, phong thần quyết bắn lên người tài xế taxi. Vẻ mặt tài xế taxi hơi mờ mịt. Ông ta nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra. Bao nhiêu tiền? Mạc Phàm hỏi. Tài xế taxi nhìn bảng điện tử, nói số tiền với Mạc Phàm. Mạc Phàm thanh toán tiền xong, rời khỏi xe taxi, trong điện thoại truyền ra giọng nói lo lắng của Tiểu Vũ. Anh sao vậy? Không sao, mới ra khỏi xe taxi. Mạc Phàm thản nhiên nói, trong mắt liên tục chớp lóe sắc bén. Tiểu Tuyết đi Nhật Quốc. Chắc chắn là vì chuyện Bạch gia. Sao lại thế này, Tiểu Vũ? Mạc Phàm hỏi. Tối đó khi anh tới thủ đô,
rất nhiều phụ nữ Bạch gia bị đám người Nhật Quốc bắt đi, bọn em đi cứu nhưng không đuổi kịp, những người Nhật Quốc đó trực tiếp nhảy vào Biển Đông. Tiểu Vũ cảm thấy khó hiểu nói. Trực tiếp nhảy vào trong Biển Đông sao? Mạc Phàm nhướn mày. Đúng vậy, em cũng không rõ vì sao lại như vậy. Bên kia điện thoại, ngón tay Tiểu Vũ sờ má, nhíu mày nói. Bọn họ nhận được điện thoại cầu cứu của Bạch gia, liền đuổi đến Bạch gia luôn. Nhưng đuổi tới Biển Đông, đám người kia mang theo người Bạch gia không có bất luận do dự gì nhảy vào trong biển. Bọn họ dùng tất cả phương pháp có thể sử dụng, nhưng không tìm được khí thức của đám người Nhật Quốc kia, cũng không tìm thấy người Bạch gia bị mang đi. Quả thật lúc ấy có phi cơ bay đến Nhật Quốc bay qua, nhưng đám người kia mang theo nhiều người Bạch gia như thế, không thể lên máy bay được. Bọn họ điều tra ghi chép hành khách trên phi cơ, trên đó có một đám người Nhật Quốc, nhưng chỉ là ngụy trang, người Bạch gia bị bắt không ở trong đó. Cuối cùng Bạch Vô Thành thông qua bí pháp Bạch gia, kiểm tra ngọc bội trên người phụ nữ Bạch gia đã cách xa ngàn dặm, phương hướng đúng là Nhật Quốc. Anh, cho dù là máy bay cũng không nhanh như vậy, bọn họ dùng độn thuật chạy trốn bằng đường thủy sao? Mạc Phàm nhíu mày, trong chớp mắt lông mày giãn ra. Trong ngũ hành chi thuật có độn thuật, ví dụ như chạy trốn bằng đường thủy, có thể nhảy xuống nước di chuyển đến rất xa. Nhưng tuyệt đối không được xa lắm, tận hơn 1.000 cây em. Không phải, hẳn là bọn họ vào trong hải nhãn. Mạc Phàm lắc đầu nói. Hải nhãn, đó là thứ gì, mắt biển ạ? Tiểu Vũ tò mò nói. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến thứ này, vốn dĩ không biết đây là gì, chỉ có thể lý giải theo chữ. Xem như là mắt biển, chẳng qua không phải mắt bình thường. Mạc Phàm gật đầu nói. Không phải mắt bình thường ạ. Tiểu Vũ hỏi. Xem như là trận pháp truyền tống giấu ở trong nước. Mạc Phàm nói. Hải nhãn là một thứ vô cùng đặc biệt trong biển, tự nhiên mà có, không phải ngoại lực kiến tạo, có thể nói là truyền tống trận tiên thiên, cũng có thể nói là trùng động trong thiên không. Chỉ cần cùng mở hai hải nhãn, cho dù cách ngàn dặm, cũng có thể tới trong chớp mắt. Nhưng ở đây không dễ tìm, còn rất khó khống chế, tìm hai hải nhãn thông nhau thì càng khó hơn. Khi ở tu chân giới, phần lớn hải nhãn do thủy tộc nắm trong tay, phần lớn đều nằm trong tay long tộc. Phía dưới tỏa long tỉnh, là một hải nhãn thông đến U Châu. Nghĩ đến Long Vương U Châu, trong chớp mắt hắn hiểu rõ. Trước khi Long Vương U Châu được đám người Nhật Quốc thả ra, hẳn là đặt điều kiện gì đó với Nhật Quốc. Hắn không hỏi Long Vương U Châu đồng ý điều kiện gì với người Nhật Quốc, xem ra một trong những điều kiện là nối hải nhãn từ Biển Đông tới Nhật Quốc. Trận pháp truyền tống tự nhiên sao, thật lợi hại. Tiểu Vũ mở to mắt nói. Chỉ nhảy một cái liền đến một nơi khác, chỉ nghĩ thôi đã thấy rất lợi hại. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt không để ý, chỉ là trận pháp truyền tống mà thôi, vốn dĩ không có gì đáng ngại, đợi anh mang chị dâu em về từ Nhật Quốc, anh đều dựng truyền tống trận ở Giang Nam, Đông Hải, Nam Sơn, em muốn đến nơi nào, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Mạc Phàm thản nhiên nói. Dựng truyền tống trận không phải việc gì khó, chẳng qua chỉ phí thời gian, nếu Tiểu Vũ thích, dựng mấy cái cho Tiểu Vũ nghịch cũng được, ai bảo cô là em gái của Y Tiên Bất Tử. Vậy Tiểu Tuyết tỷ làm sao bây giờ, hình như chị ấy quay về Bạch gia một chuyến, không biết sao ai nói cũng không nghe, liền tới Nhật Quốc. Tiểu Vũ nói. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt chớp lóe sắc bén. Vì sao thì không cần nghĩ cũng biết, lúc trước nhà Miyamoto phái người tới bắt Tiểu Tuyết, sau khi thất bại lúc này mới tóm phụ nữ Bạch gia khác. Với hiểu biết của hắn đối với Bạch gia và Tiểu Tuyết, Bạch gia không dám ép Tiểu Tuyết đi Nhật Quốc, bọn họ không có lá gan này. Chắc chắn Bạch gia nói những lời ngoan độc với Tiểu Tuyết, khiến Tiểu Tuyết không thể không đến Nhật Quốc, dùng mình đổi những người phụ nữ Bạch gia bị bắt. Nhưng mà Bạch gia nghĩ nhà Miyamoto quá đơn giản rồi. Tiểu Tuyết đi Nhật Quốc, thật sự có thể đổi những người khác về sao? Giống như đưa con cừu nhỏ vào trong bầy sói, thật sự có thể đổi về những con cừu khác được sao? Chuyện này là không có khả năng. Chị dâu em rời đi bao lâu rồi? Mạc Phàm hỏi. Nếu Tiểu Tuyết chỉ vừa rời khỏi Giang Nam, có lẽ hắn còn có thể ngăn cản. Chị dâu nói cho dù chị ấy đi Nhật Quốc không có tác dụng, cũng tất phải đi, nói đây là số mệnh, không đi sẽ khiến chị dâu hối hận cả đời. Chị dâu bảo em đồng ý với chị ấy, đợi chị ấy đến Nhật Quốc em mới được nói cho anh, bây giờ đã đến Nhật Quốc, anh, có phải em làm sai rồi không? Tiểu Vũ hơi ấm ức nói. Cô cũng không biết nên làm thế nào,
giống như Tiểu Tuyết làm đúng, nhưng không nói cho Mạc Phàm lại là không đúng. Hai người đều không làm sai. Mạc Phàm cười chua xót nói. Vậy làm sao bây giờ, chị dâu đã đến Nhật Quốc, đám người đó sẽ bắt nạt chị dâu, đúng rồi, anh, huyết hồn thạch anh đưa cho em bảo chị dâu mang đi rồi. Tiểu Vũ bĩu môi nói, giống như vẫn đang tự trách mình muộn như thế mới nói cho Mạc Phàm. Đám người đó muốn bắt nạt chị dâu em, cũng phải có bản lĩnh này mới được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Không nói đến Bạch Tiểu Hàn cảnh giới tiên thiên đi theo Tiểu Tuyết, trên người Tiểu Tuyết có nhẫn mà hắn đưa cho, phía trên là cửu thiên huyền linh trận, cao thủ thần cảnh cũng rất khó phá giải. Nếu Tiểu Tuyết gặp nguy hiểm, hắn có thể lập tức cảm nhận được thông qua nhẫn. Sau đó hắn hoàn toàn có thể thông qua huyết hồn thạch, xuất hiện bên cạnh Tiểu Tuyết. Ngoài ra hắn còn chưa tới Nhật Quốc, nhà Miyamoto sẽ không động vào Tiểu Tuyết và những người khác, trừ phi nhà Miyamoto muốn chết. Anh, vậy anh còn về Giang Nam không? Cha bảo em hỏi anh một chút, Lam Điệp tỷ và ông nội Tôn Huyền Cơ đều đến đây, hình như là có việc. Tiểu Vũ nói, Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ sao? Mạc Phàm nhớn mày, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hai người này cùng tới, vậy chỉ có một khả năng, Mộ Tiên Nhân sắp mở, đúng là thời buổi rối loạn. Nói với hai người, anh còn một số việc phải làm, có khả năng quay về Giang Nam hơi muộn một chút. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên chút dị sắc, nói. Tạm thời Tiểu Tuyết ở Nhật Quốc không có nguy hiểm gì, cho dù Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ không đến tìm, hắn cũng sẽ về Giang Nam. Nhưng trước khi đi Nhật Quốc, hắn nhất định phải làm xong một chuyện mới được. Được, vậy em đợi anh nhanh lên đó. Tiểu Vũ ra lệnh. Ừ. Mạc Phàm cười khẽ, gật đầu. Nếu có một đám linh mị thì tốt rồi, không biết trên địa cầu có thứ này không? Mạc Phàm tắt điện thoại, lẩm bẩm. Linh mị là quỷ vật thường thấy nhất ở quỷ vực, dần dần thành linh mị. Loại linh thể này có lực tấn công, còn có năng lực ẩn nấp và cảm ứng vô cùng mạnh, có thể cảm nhận được khí tức thực lực và xung quanh, lại không bị phát hiện dễ dàng. Đa số linh mị dùng để hộ viện, một khi có cường giả lạ đến gần, nó sẽ lập tức thôi động trận pháp phát động tấn công, hay phát ra cảnh cáo. Chỉ cần tìm được mấy linh thể loại này, có thể thông qua pháp thuật nhanh chóng phân liệt ra rất nhiều. Ở tu chân giới, rất nhiều tu sĩ đặt linh mị bên ngoài động phủ của mình, tránh bị người ta quấy rầy không có dấu hiệu. Hắn bố trí thiên hỏa đầy trời ở Giang Nam, tuy mấy ngày nay lửa kết nối với thần thức hắn, nhưng dù sao lửa cũng do pháp thuật ngưng tụ ra, không phải vật còn sống, không biết được cụ thể. Nếu hắn không tận lực khống chế, thiên hỏa sẽ không tấn công bất luận kẻ nào, cũng không truyền hình ảnh dị thường vào trong thức hải hắn. Nếu có linh mị, báo chí ở xung quanh Giang Nam, chỉ cần ra lệnh đơn giản cho những linh mị này là được. Ví dụ như trúc cơ kỳ trở lên, không thể tiến vào Giang Nam. Đám người Nhật Quốc kia muốn đi vào Giang Nam, không chỉ bị hắn phát hiện, linh mị cũng có thể khống chế thiên hỏa tấn công mấy người Nhật Quốc kia, sẽ không xảy ra chuyện người Bạch gia bị bắt đi rồi. Có thể tìm được linh mị rất dễ ở tu chân giới, một thuật pháp có thể đạt được quỷ. Thậm chí một số hoa lá linh thạch cũng có thể đưa đến động phủ của mình. Ở trên địa cầu thì không dễ như vậy. Có nên đến Phong Đô trước một phen hay không nhỉ? Mạc Phàm nghĩ một lát nói. Tuy hắn chưa từng đến Phong Đô, nhưng vẫn có danh hiệu quỷ hay quỷ thành. Nghe nói nơi này là thông qua quỷ môn, cả quỷ hồn muốn từ quỷ vật đến phàm trần, đều thông qua Phong Đô. Nếu thật sự là vậy, có lẽ có thể đến Phong Đô bắt một số linh mị tới bổ khuyết chỗ trống trong thiên hỏa đại trận ở Giang Nam. Vì trên không Giang Nam đầy thiên hỏa, cho dù là cao thủ thần cảnh cũng sẽ bị nổ thành mảnh nhỏ. Hắn đang lo lắng có nên đến Phong Đô hay không, xem quỷ vực trong truyền thuyết có quỷ thật hay không, trong mắt hắn chớp lóe dị sắc, nhìn về phía nhà ga, đôi mắt nheo lại, sắc bén tỏa ra. Hửm! Hắn vừa đi qua cửa kiểm phiếu. Một đứa bé dáng người gầy khô đang muốn đi qua máy kiểm tra, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất. Vài người bên cạnh nhớn mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Một màn này lập tức hấp dẫn không ít người. Đứa bé này làm sao vậy, đây là... Có người lo lắng hỏi. Không phải bị gió lạnh thổi chúng sao? Tôi thấy hình như vậy, không phải chúng độc đấy chứ? Bên cạnh... Mấy nhân viên nhà ga và cảnh sát cuống quýt chạy tới, tạo ra một vùng không gian, tránh để đứa bé bị dẫm lên. Đây là con ai vậy, người nhà có ở đây không?
Một mỹ nữ cảnh sát mặc đồng phục vừa ôm đứa bé, vừa kêu lên. Cảnh sát nữ này khoảng 30 tuổi, tóc màu nâu dài buộc đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo thì không nói, toàn thân lộ ra hơi thở thục nữ. Nhưng hình như nữ cảnh sát này còn chưa sinh con, chỗ nên gầy thì gầy, nên béo thì béo, trên người không có một chút sẹo lồi. Gương mặt tuyệt mỹ, dáng người thục nữ đẫy đà, cộng thêm mặc đồng phục cảnh sát, rất dễ khiến nhiều đàn ông nghĩ miên man. Vị cảnh sát mỹ nữ này vừa nói xong, một mỹ nữ mặc trang phục công sở do dự, nhìn người đàn ông bên cạnh, lấy một lọ sữa trong túi đi ra. Tôi là giáo viên của đứa bé, chúng tôi đến từ một tiểu sơn thôn ở Tây Châu, tôi dẫn đứa bé tới thủ đô tham gia huấn luyện, trước khi đứa bé xuống xe vừa ăn rất nhiều hải sản, có khả năng là dị ứng, khi ở trên xe cũng có đứa bé khác bị vậy, uống chút sữa là không sao. Mỹ nữ mặc trang phục công sở muốn cho đứa bé uống sữa. Dị ứng hải sản sao? Nữ cảnh sát liếc mắt nhìn mỹ nữ mặc trang phục công sở một cái, lại nhìn đứa bé trong lòng, lông mày nhíu lại. Đứa bé này mặc quần áo cũ nát không phân rõ là màu trắng hay màu vàng, không biết không tắm bao lâu rồi, hơn nữa trên quần áo có mấy cái lỗ, lộ ra cẳng chân vàng khô, quả thật giống đứa bé sống ở núi. Nhưng mà giáo viên nữ này cũng có chút vấn đề. Tuy cô là cảnh sát, nhưng nhà làm buôn bán, có xa xỉ phẩm gì chưa từng thấy. Mỹ nữ mặc trang phục công sở không mặc đồ rẻ, không nói đến quần áo Chanel, túi xách LV bản số lượng có hạn, giày mã nặc, ngay cả kim gài cũng là Tiffany, có giá 1.500 đô la, nhìn thế nào cũng không giống giáo viên dạy ở Sơn Thôn. Cô chắc chắn đứa bé này bị dị ứng hải sản, cô là giáo viên dạy đứa bé sao? Nữ cảnh sát bán tín bán nghi hỏi. Vẻ mặt mỹ nữ mặc trang phục công sở hơi đổi, liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên một cái, sau đó khôi phục như thường. Đồng chí cảnh sát, cô có ý gì đây, cô đang hoài nghi thân phận của tôi à? Mỹ nữ mặc trang phục công sở bất mãn hỏi. Mời cô lấy chứng minh thư và tài liệu về huấn luyện ra đây. Nữ cảnh sát lạnh lùng nói. Mỹ nữ mặc trang phục công sở này không giống giáo viên, trái lại giống tiểu tam thì không nói. Dị ứng hải sản không phải sùi bọt mép, hơn nữa nếu dị ứng mà uống sữa thì không có tác dụng gì, tuy cô là cảnh sát, nhưng vẫn biết chuyện cơ bản đó. Nếu là trúng độc, trái lại uống sữa còn có tác dụng, sữa có thể trung hòa một phần độc tố. Vậy mà cô hoài nghi thân phận của tôi, đây là chứng minh thư và tài liệu của tôi, cô xem đi, nhưng tốt nhất là cô nên nhanh lên, nếu chậm trễ đứa nhỏ này, cho dù cô là cảnh sát thủ đô, tôi cũng khiến cô không chịu nổi. Đừng nghĩ là nông dân chúng tôi dễ bắt nạt. Mỹ nữ mặc trang phục công sở lấy một chồng tài liệu đã chuẩn bị xong, không khách sáo nói. Mỹ nữ mặc trang phục công sở mới mở miệng, vẻ mặt không ít người xung quanh nhìn nữ cảnh sát thay đổi. Lúc này ra khỏi nhà ga, phần lớn đều là người từ nơi khác tới thủ đô, hơn nữa đa số là nông dân, thấy nữ cảnh sát gây khó dễ cho mỹ nữ mặc trang phục công sở, lập tức dâng lên ý bảo vệ. Nhất là mỹ nữ mặc trang phục cổ trang này còn thắt đáy lưng ong, vừa nhìn là biết vưu vật hiếm có, lại càng kích thích ý muốn bảo vệ của bọn họ. Đồng chí cảnh sát, cô gây khó dễ cho bọn họ làm gì, nhanh để bọn họ đi đi, để bọn họ đưa đứa bé đến bệnh viện, xảy ra chuyện gì, không phải một tiểu cảnh sát như cô có thể gánh vác nổi. Một người đàn ông nông dân nhiệt tình nói. Không sai, đứa bé đã như vậy rồi, cô còn hoài nghi chuyện này chuyện kia. Có phải cảnh sát các cô không có một chút cảm thông hay không? Một lão nhân khác càng tức giận nói. Chỉ trong phút chốc, một đám người mồm năm miệng mười, đều chỉ trích nữ cảnh sát này. Mỹ nữ mặc trang phục công sở và đám người đàn ông trung niên nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ đắc ý. Mỹ nữ mặc trang phục công sở đẩy một đứa bé ở bên cạnh, liếc mắt ra hiệu với đứa bé. Đứa bé kia lập tức đến bên cạnh cảnh sát, kéo quần áo nữ cảnh sát. Cảnh sát tỷ, chị nhanh cho chúng em đi đi, hình như cậu ấy sắp không được rồi. Hai mắt cô bé nén lệ, tội nghiệp nói, giống như nếu cảnh sát không chịu thả bọn họ đi, cô bé sẽ khóc. Nữ cảnh sát nhíu mày, không nhìn tài liệu của mỹ nữ mặc trang phục công sở, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ, nhìn thoáng qua xung quanh mỹ nữ mặc trang phục công sở. Cô do dự một lát, nói với bộ đàm. Ở đây có đứa bé sùi bọt mép té xỉu, mau gọi xe cấp cứu. Ngoài ra phái thêm mấy người tới đây. Cô vốn hoài nghi mỹ nữ mặc trang phục công sở có vấn đề, lần này càng thêm chắc chắn, bên trong có gì đó mờ ám. Vì rời đi không chỉ lừa gạt đồng tình, còn bảo đứa bé nói dối.
Nữ cảnh sát nói với bộ đàm, tươi cười trên mặt đám mỹ nữ mặc đồ công sở cứng ngắc. Đồng chí cảnh sát, tôi đã đưa giấy chứng nhận cho cô rồi, sao cô còn không tin tôi, nếu đứa bé xảy ra chuyện gì, cô chịu trách nhiệm được không? Mỹ nữ mặc trang phục công sở nói. Vị nữ sĩ này, xe cấp cứu sắp tới đây rồi, mời cô tránh sang một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Nữ cảnh sát không khách sáo nói. Sắc mặt mỹ nữ mặc trang phục công sở khó coi, sau đó lùi sang một bên theo ý người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cười lạnh lùng, đi về phía đứa bé kia. Mỹ nữ cảnh sát thấy người đàn ông đi tới, lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ cảnh giác. Vị tiên sinh này, mời ông đợi ở phía sau. Một tay nữ cảnh sát để lên súng bên hông, nói. Khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên, làm như không nhìn thấy nữ cảnh sát, trong mắt chớp lóe hắc quang, ngón tay chỉ đứa bé sủi bọt mép trên đất. Hình như đứa bé này không sao, mọi người có thể cho chúng tôi đi qua chưa? Người đàn ông gầy khô cười như không cười nói, giọng nói khàn khàn mang theo lực lượng không hiểu. Vừa rồi đứa bé ngã trên đất còn sủi bọt mép, toàn thân không ngừng giật giật, theo lời nói của người đàn ông gầy khô, cậu bé đứng dậy lau khóe miệng, tuy vẻ mặt vẫn vô cùng khó coi, nhưng quả thật giống không sao. Không chỉ đứa bé này, nhân viên bảo vệ đi cùng nữ cảnh sát kia giống như chúng mê hồn thuật, chủ động tránh sang hai bên. Bên này có thể ra khỏi nhà ga, mời mọi người lấy giấy tờ theo trình tự. Một người đàn ông trong đó ấn bộ đàm nói. Đây là điểm ra, bệnh của đứa bé kia đã không có gì đáng ngại, không cần phải phái người và xe cứu thương tới. Giọng nói gượng gạo như trong phim kinh dị, bị quỷ hồn khống chế vang lên, nghe làm toàn thân người ta không thoải mái. Những người vào và ra ga đều nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ kỳ lạ, không hỏi nhiều muốn đi khỏi ga. Người đàn ông gầy khô cười khẽ, vẫy tay với mỹ nữ mặc trang phục công sở, đại hán áo đen và mấy đứa bé. Chúng ta cũng đi thôi. Vẻ mặt một đám người mờ mịt đi ra ngoài. Vẻ mặt nữ cảnh sát kia cũng ngẩn ra, giống như bị khống chế. Nhưng đúng lúc này, thiên châu cô luôn đeo trên ngực bỗng sáng lên, lạnh lẽo đột nhiên truyền vào, kéo cô khỏi u mê. Cô nhìn mỹ nữ mặc trang phục công sở và người đàn ông gầy khô dẫn đám đứa bé kia đi ra ngoài thì nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt. Sao những người đó lại như vậy? Cô còn chưa suy nghĩ cẩn thận, liền không do dự rút súng ra, họng súng chĩa về phía người đàn ông trung niên gầy khô. Đứng lại, còn dám đi về phía trước một bước, tôi sẽ nổ súng. Những người đó như tượng gỗ tiếp tục đi về phía trước, chỉ có người đàn ông trung niên là nhướn mày, lộ ra vẻ bất ngờ, dừng lại, nhìn nữ cảnh sát với vẻ nghi ngờ, không để ý đến họng súng kia. Ông ta đã thi triển pháp thuật linh hồn với những người ở đây, vậy mà nữ cảnh sát này tỉnh lại rất nhanh. Pháp khí sao? Người đàn ông gầy khô cười hỏi. Cảnh sát mỹ nữ nhíu mày, nhìn thoáng qua ngực mình. Viên thiên châu này là khi cha cô đi Tây Tạng, cầu về cho cô, nghe nói là tốt nhất trong cửu nhãn thiên châu, nghe nói còn được lạt ma ở tự lý thêm 10 năm, có thể chắn tai họa tị nạn. Xem ra những người kia bị khống chế, cô không sao là do thiên châu này. Xoay người lại, giơ tay lên, nếu không tôi sẽ nổ súng. Nữ cảnh sát kêu lên. Nổ súng, cô cảm thấy có tác dụng với đại sư như tôi sao? Cô đã không chịu khống chế, vậy cô đi chết đi. Trong mắt người đàn ông gầy khô lóe lên tàn nhẫn, nghiêng đầu, ngón tay khẽ búng ra, một đạo hắc quang mắt thường không thể thấy bay về phía cảnh sát mỹ nữ. Hắc quang này còn chưa đến trước người cảnh sát mỹ nữ liền cảm thấy thân thể căng thẳng, giống như bị cái gì định trụ, vẻ bối rối hiện lên trên mặt cô. Lúc trước cô từng nghe nói, thủ đô có rất nhiều dị sĩ tài ba. Không cần nghĩ cũng biết. Cô gặp phải cao thủ thuật pháp rồi. Lần này xong rồi, còn là xử nữ đã bị giết. Cảnh sát mỹ nữ nhắm mắt, không cam lòng nghĩ. Lúc hắc quang sắp đến chỗ cô, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lá gan không nhỏ đâu, dám ngự quỷ giết người vào ban ngày ban mặt. Mỹ nữ cảnh sát sửng sốt, sau đó chậm rãi mở to mắt, chỉ thấy Mạc Phàm đứng trước người cô, khí tức khiến cô sởn gai ốc đã biến mất không thấy. Đôi mắt đánh giá bóng lưng không tính là rộng lớn của Mạc Phàm. Cô vốn tưởng rằng sẽ bị giết chết, ai biết được người ta cứu rồi. Mạc Phàm vừa xuất hiện, người đàn ông gầy khô, mỹ nữ mặc trang phục công sở và mấy đại hán ở trong đám người nhíu mày, dừng bước lại, ánh mắt bất thiện nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu là ai,
vì sao lại phá hỏng chuyện tốt của tôi? Chuyện tốt, ông bảo những đứa bé này vận chuyển ma túy đến thủ đô giúp ông, là muốn làm chuyện tốt gì? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hành động của đám người này có thể lừa gạt những người khác, nhưng lừa gạt được ánh mắt hắn sao? Đám người này nói mang đứa bé tới thủ đô tham gia huấn luyện, thực ra trong cơ thể mỗi đứa bé có ma túy sáp. Sở dĩ đứa bé kia sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh là vì ma túy sáp vỡ gây ra. Ma túy? Ủa, vẻ mặt nữ cảnh sát khẽ đổi. Đúng là như cô nghĩ, ngay từ đầu cô đã hoài nghi không phải đám người này mang đứa bé tới thủ đô tham gia huấn luyện, mà vận chuyển ma túy. Đúng là đáng ghét. Đám người này vận chuyển ma túy đến thủ đô đã vô cùng đáng ghét, vậy mà còn dùng đứa bé vận chuyển ma túy, đúng là mất sạch nhân tính. Tiểu tử, cậu biết quá nhiều, cậu có biết, người biết quá nhiều đều đoản mệnh hay không? Người đàn ông gầy khô nhớn mày, vô cùng bình tĩnh nói. Bọn họ làm ngành này rất nhiều lần, không phải chưa từng gặp tình huống bị người ta phát hiện, sớm đã quen rồi. Đoản mệnh. Mạc Phàm cười khẽ, không để những lời đó vào tai. Các ông gọi là quỷ độc đúng không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Đám người này khiến hắn nhớ tới một chuyện, thủ đô xuất hiện một đám người vận chuyển ma túy qua đứa bé. Đám người này bị một nữ cảnh sát phát hiện ở nhà ga thủ đô, đám người này giết nữ cảnh sát đó, sau đó nhanh chóng rời đi, dù thế nào cũng không tìm thấy. Tất cả mọi người ở đây đều không nhớ lúc đó xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ hình như có đứa bé ngã xuống đất ngất đi. Cảnh sát điều tra toàn khu vực, cuối cùng tìm được thi thể mấy đứa bé kia trong nhà xưởng bỏ hoang, tất cả đứa bé đều bị mổ bụng lấy ma túy từ trong ra. Không chỉ như vậy, đám người này còn để lại hai chữ ở bên cạnh, quỷ độc. Thời gian xảy ra chuyện này ở gần đây, lúc ấy dẫn tới chấn động rất lớn, hắn ở Giang Nam đều biết. Xem ra quỷ độc là đám người này. Tiểu tử, vậy mà cậu biết quỷ độc chúng tôi? Người đàn ông gầy khô lộ vẻ bất ngờ, cười nói, dáng vẻ không sợ hãi. Quỷ si và quỷ mị trên người ông lấy từ đâu vậy? Mạc Phàm không đáp, hỏi ngược lại. Kiếp trước, sau khi vụ án đẫm máu này xảy ra, rất nhiều người đều suy đoán đám người quỷ độc rời khỏi nhà ga như thế nào, nhưng không ai nhớ lúc đó xảy ra chuyện gì. Đoán tới đoán lui, không có một kết quả. Hiện giờ chuyện này xảy ra ở dưới mí mắt hắn, nếu hắn không biết nguyên nhân vậy thì không xứng được gọi là y tiên bất tử. Sở dĩ người đàn ông gầy khô có thể khiến những người này quên chuyện đã xảy ra, là vì ông ta thông qua quỷ mị và quỷ si dùng quỷ thuật mê hoặc những người khác. Trên người nữ cảnh sát có pháp khí chặn quỷ thuật, nhưng vì vậy cô và những đứa bé kia đều mất đi tính mạng. Kiếp trước, nữ cảnh sát và những đứa bé này đều chết oan chết uổng. Bây giờ có hắn ở đây, nữ cảnh sát và những đứa bé kia đều không thành vấn đề. Hắn tạo pháp ấn bắn về phía đứa bé sủi bọt mép, khói đen bay từ người đứa bé ra, sắc mặt đứa bé nhanh chóng khôi phục bình thường. Mạc Phàm mới mở miệng, sắc mặt người đàn ông gầy khô và mỹ nữ mặc trang phục công sở đều thay đổi. Chỉ có hai bọn họ biết quỷ mị và quỷ si, những người khác chỉ cho rằng là thuật pháp của Hoàng Đại Sư. Tiểu tử, cậu là đệ tử của gia tộc nào? Người đàn ông gầy khô lộ ra vẻ lạnh lẽo. Ông ta không phải quỷ tu thông thường, mà thông qua phương pháp xua quỷ, khống chế linh quỷ. Mạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua đã nhìn ra, người thanh niên này không đơn giản, chắc chắn là thanh niên thế gia nổi tiếng. Tôi sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Nếu nói tên của hắn, chưa chắc đám người này sẽ biết, nếu biết không biết bọn họ sẽ có dáng vẻ gì. Ông còn chưa có tư cách hỏi tôi, trả lời tôi, quỷ mị và quỷ si từ đâu tới? Mạc Phàm trầm giọng nói. Người đàn ông gầy khô chỉ là tu sĩ tiên thiên sơ kỳ, tiểu vũ cũng có thể đối phó ông ta dễ dàng, càng không nói đến hắn. Ở trong mắt hắn, người đàn ông này không khác con kiến, vậy mà còn dám hỏi hắn. Nếu không phải muốn biết tung tích của quỷ mị và quỷ si, hoàn thiện thiên hỏa đại trận, dựa vào việc làm của những người này, hắn đã giết sạch bọn họ. Chỉ là gặp được người khống chế quỷ mị và quỷ si ở thủ đô, thực sự khiến hắn hơi bất ngờ. Nếu có thể tìm được cửa vào quỷ vực từ bọn họ, sẽ giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Tiểu nha, người lớn trong nhà không dạy cậu, khi nói chuyện với người lớn phải khách sáo một chút à? Sắc mặt người đàn ông trung niên khó coi, tức giận nói. Một tên nhóc, đệ tử thế gia thì thế nào, dám nói chuyện với ông ta như vậy, không phải ông ta không giết được. Thôi,
ông không nói thì để tôi tự làm. Mạc Phàm lắc đầu nói. Hắn chẳng muốn nói thêm lời vô nghĩa với người này, nếu không nói, vậy thì siêu hồn. Hắn vừa định ra tay, nữ cảnh sát ở sau hắn vội vàng ngăn cản. Cậu muốn làm gì, cậu không phải cảnh sát, giao bọn họ cho tôi là được rồi. Nữ cảnh sát nói. Mạc Phàm không có quyền thi hành pháp luật, nếu Mạc Phàm dám ra tay, cô chỉ có thể đưa Mạc Phàm đi. Nói xong cô ném còng tay về phía người đàn ông trung niên, chĩa súng về phía hai người. Các người không được nhúc nhích, tự mình đeo còng tay, nếu không tôi thật sự sẽ nổ súng. Khi nói chuyện, cô thông báo với những cảnh sát khác qua bộ đàm. Mạc Phàm nhíu mày, lắc đầu, có nữ cảnh sát ở bên cạnh đúng là. Người đàn ông trung niên và mỹ nữ mặc trang phục công sở nhìn nhau cười, nữ cảnh sát này không làm gì, bọn họ còn có chút phiền phức. Bây giờ nữ cảnh sát này xen chân vào, trái lại bọn họ dễ làm rồi. Các người bắt nữ cảnh sát này, chúng tôi đi trước. Người đàn ông gầy khô cười nham hiểm, vẫy tay, đại hán áo đen ở xung quanh đi ra, đi về phía nữ cảnh sát. Những người đứng trong nhà ga bị người đàn ông gầy khô khống chế, tựa như tượng gỗ tự động đi tới chỗ ông ta và mỹ nữ mặc trang phục công sở, rất nhanh bao vây bọn họ và những đứa bé ở bên trong. Cô cứ việc tranh giành đi, chúng ta đi trước đây. Người đàn ông gầy khô liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, đắc ý nói. Nhiều người bình thường như vậy, ông ta không tin bọn họ dám ra tay. Vẻ mặt nữ cảnh sát sửng sốt, sắc mặt lập tức khó coi, đúng là cô nghĩ quá đơn giản, nhiều người như vậy, bắt thế nào đây? Không được nhúc nhích. Nữ cảnh sát thấy bọn họ rời đi, cầm súng chỉ trái chỉ phải, có chút luống cuống tay chân nói. Mạc Phàm lắc đầu cười khẽ. Còn muốn chạy, đâu dễ như vậy. Trong đám người, người đàn ông gầy khô nhướn mày, cười khinh thường. Tiểu tử, đợi lông cậu mọc dài hãy mạnh miệng như vậy. Mạc Phàm là đệ tử thế gia ở thủ đô thì thế nào, ông ta là một tiên thiên tông sư, không đối phó được một đệ tử thế gia thủ đô sao? Sở dĩ tiểu tử này sẽ ra tay, nếu không phải là kẻ ngốc, thì nhìn chúng nữ cảnh sát này rồi. Đương nhiên không thể không nói dáng vẻ nữ cảnh sát này rất được, nhất là bộ ngực cao vút, ông ta đều không thể nhịn được, càng không nói đến tiểu tử tuổi trẻ khí thịnh. Lông chưa mọc dài sao? Mắt Mạc Phàm nheo lại, cười lạnh lùng. Người đàn ông này có thể khống chế mấy tên tiểu quỷ, thì không biết mình là ai rồi. Tôi nói ông không đi được. Toàn thân ông mọc đầy cánh cũng không đi được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vậy sao, không cần để ý nữ cảnh sát kia, các cậu lột sạch tiểu tử này trước, để tôi xem lông cậu ta dài thế nào. Sắc mặt người đàn ông gầy khô khó coi, nói. Trong mắt ông ta lộ ra hung ác. Đám đại hán áo đen kia nghe vậy, hai người trong đó không do dự đi về phía Mạc Phàm, chỉ trong phút chốc đã đến bên cạnh hắn. Tiểu tử, chuyện này không liên quan đến cậu. Cậu hà tất phải lội vũng nước đục này, bây giờ hối hận chưa? Một đại hán trong đó xoa tay, cười âm hiểm nói, anh ta ghét nhất những người cản trở, nhưng mỗi lần đều gặp mấy người. Lão Hắc, nói nhiều với cậu ta làm gì, đây đều là tiểu tử này tự chuốc phiền, nếu muốn làm người tốt, lão tử cho cậu chết thành anh hùng. Một người đàn ông ở bên cạnh lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, khuỷu tay tráng kiện của anh ta không có dấu hiệu đánh vào huyệt thái dương của Mạc Phàm. Tốc độ không chỉ không chậm, còn vô cùng ngoan độc, vừa nhìn là biết đây không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Người này vừa ra tay, một quyền của một đại hán áo đen khác đánh vào mặt Mạc Phàm. Nữ cảnh sát thấy Mạc Phàm vẫn không nhúc nhích, muốn giơ súng về phía người đàn ông nhưng vừa vặn bị Mạc Phàm ngăn cản, thuật bắn súng của cô không tốt đến mức rẽ ngoặt được, nên cô vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận! Tuy Mạc Phàm cứu cô thoát khỏi thuật pháp, nhưng cô không nhìn ra Mạc Phàm có gì đặc biệt. Một quyền một khuỷu tay như vậy, cho dù không chết cũng thành kẻ ngốc. Mạc Phàm lắc đầu cười, trình độ như vậy cũng cần phải cẩn thận sao? Không đợi quả đấm của hai người đánh trúng đầu hắn, trong mắt hắn chớp lóe ánh sáng lạnh. Cút! Vẻ mặt hai người sửng sốt, quả đấm đều dừng lại. Cộp, hai người ngã xuống không có dấu hiệu báo trước. Không chỉ hai bọn họ, Mạc Phàm đi về phía trước, mọi người giống như là bị choáng, lần lượt ngã xuống đất. Chỉ trong phút chốc, một đám hắc y nhân không còn đứng trước người Mạc Phàm, tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Sao lại thế này? Nữ cảnh sát chớp chớp mắt, trong mắt đều là khó mà tin. Mẹ kiếp!
Nữ cảnh sát không nhịn được nói tục. Nhiều đại hán như vậy, thậm chí Mạc Phàm còn không động một ngón tay, tất cả đều ngã xuống, quá lợi hại rồi, đổi lại là cô cho dù có súng, cũng không làm gì được mấy người kia. Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Trong đám người, người đàn ông trung niên gầy khô nhíu mày, lộ ra vài phần thận trọng. Tiểu tử này là đệ tử thế gia không thể nghi ngờ, nhưng thực lực cũng quá mạnh rồi. Những đại hán áo đen này không phải người bình thường, kém nhất cũng là tôi thể, thực lực mạnh thì trúc cơ kỳ, thực lực này không là gì trước mặt ông ta, nhưng đủ để đối phó rất nhiều người, vậy mà không địch được tiểu tử này. Sắc mặt mỹ nữ mặc trang phục công sở lập tức tái mét, vô cùng khó coi. Bọn họ từng gặp không ít người cản đường, nhưng chưa từng gặp một ai lợi hại như Mạc Phàm, hoàn toàn giống như thi triển ma pháp. Hoàng đại sư, cảnh sát đến đây. Trong mắt mỹ nữ mặc trang phục công sở xuất hiện vẻ lo lắng, nhìn về phía Hoàng đại sư. Người đàn ông trung niên gầy khô nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Ông ta nhìn thoáng qua cảnh sát đang tới cách đó không xa, sắc lạnh trong mắt lại dày đặc hơn. Ông ta vốn là một tay buôn ma túy, một lần bị cảnh sát đuổi bắt, ông ta cùng đường bí lối chạy đến nơi hoang vắng không người, may mà đạt được cơ hội tu luyện. Tu luyện thành công, ông ta tiếp tục làm nghề cũ, liên tục vận chuyển ma túy đi qua kiểm tra nghiêm ngặt nhất Hoa Hạ, chưa từng bị thua, quỷ thuật hiểu rõ chơi đùa người khác, trái lại đùa giỡn cảnh sát xoay vòng. Tiểu tử này cứu nữ cảnh sát, còn dùng thuật pháp khiến thuộc hạ của ông ta hôn mê. Ông ta bị cảnh sát tóm nhiều lần như vậy, ghét nhất bị thất bại, sát ý xuất hiện trong lòng ông ta. Tiểu tử, cậu muốn cứu những con kiến này sao, xem bọn họ đối xử với cậu thế nào đây? Người đàn ông lấy ra một tờ giấy vàng viết phù lục, miệng niệm thần chú. Bùm, giấy vàng bốc cháy. Giấy vàng cháy xong, đám hư ảnh màu đen xung quanh ông ta chậm rãi xuất hiện bóng dáng, những bóng dáng này nhoáng lên một cái, biến mất vào trong cơ thể những người bình thường trong nhà ga. Vẻ mặt những người này vốn đờ đẫn như tượng gỗ, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt chớp lóe hung quang, nhìn về phía Mạc Phàm. Ngay sau đó, những người thường này như bị ác quỷ khống chế trong phim kinh dị, khuôn mặt trắng xanh, môi phát tím, trong mắt phiếm huyết quang. Cả khuôn mặt vô cùng hung dữ, dương nanh múa vuốt với Mạc Phàm, giống như ước gì có thể ăn sống nuốt tươi hắn. Pháp thuật này tên là quỷ tỏa, nói cách khác là khóa ác quỷ vào trong cơ thể người. Cho dù là đại sư tinh thông thuật xua quỷ, cao nhân đắc đạo, cũng không thể đuổi những quỷ hồn này trong cơ thể người đi. Ông ta từng dựa vào quỷ thuật này hành hạ đến chết một cảnh sát từng bắt ông ta, người nhà cảnh sát kia mời một đại sư phục ma ở Thiếu Lâm tự tới, đều bó tay không làm gì được, cuối cùng chỉ có thể nhìn người cảnh sát này bị quỷ hút khô dương khí huyết khí mà chết, vô cùng thê thảm. Biết rõ rành rành có quỷ, nhưng không thể đuổi đi. Những người chúng quỷ tỏa, chỉ cần ông ta không phá giải quỷ tỏa, vẫn bị ông ta khống chế. Không phải tiểu tử này muốn làm người tốt sao, xem cậu ta có dám giết người thường hay không, dám giết thì theo ông ta, không dám giết thì thành người chết. Nghĩ như vậy, tươi cười đắc ý hiện lên trên mặt ông ta. Bên cạnh Mạc Phàm, nữ cảnh sát thấy một màn như vậy, thân thể không tự chủ được run rẩy. Cô làm cảnh sát lâu như vậy, từng gặp kẻ trộm, sắc lang, tội phạm giết người, thổ phỉ. Nhưng chưa từng thấy trường hợp như bây giờ. Lạch cạch, tay cô không nắm chặt, làm rơi súng lục xuống đất. Súng rơi xuống, sắc mặt cô càng khó coi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn nữ cảnh sát, cười nhạt, sau đó rời mắt nhìn người đàn ông trung niên. Vận khí của ông không tệ. Người đàn ông trung niên nhíu mày, giữa trán lộ ra chút nghi ngờ. Lúc này tiểu tử kia nói những lời này là có ý gì, không đầu không đuôi. Tiểu tử. Đừng trách vận khí của tôi tốt, phải trách vận khí của cậu không tốt, gặp tôi. Người đàn ông gầy khô nói. Xé rách tiểu tử này cho tôi. Người đàn ông gầy khô ra lệnh. Một đám người như mãnh thú thoát khỏi trói buộc, điên cuồng xông tới. Vậy sao, xem vận khí của ai mới không tốt? Mạc Phàm cười khẽ nói. Cái gì? Sắc mặt người đàn ông gầy khô khó coi, cảm thấy khó hiểu nói. Mạc Phàm cười. Không giải thích. Linh khí trên địa cầu khô kiệt, đa số tu sĩ đều là công cao tu vi thấp, người đàn ông này thì ngược lại. Quỷ tỏa là pháp thuật trúc cơ kỳ, người đàn ông trung niên này lại có cảnh giới tiên thiên, nhưng chỉ có thể sử dụng pháp thuật cấp thấp này, công thấp tu vi cao. Như vậy chỉ có thể nói vận khí của ông ta rất tốt,
gặp được trường hợp tu luyện cực phẩm rất nhiều người muốn nhưng không được. Nhưng những lời mà người đàn ông trung niên nói với hắn, hắn cũng tặng lại ông ta, gặp được hắn là vận khí không tốt của người đàn ông. Chỉ là pháp thuật trúc cơ kỳ, cũng dám khoe khoang trước mặt hắn, ha ha. Một tay hắn khẽ đẩy, hai chữ truyền từ miệng hắn ra. Dừng lại. Rõ ràng chỉ có hai chữ, nhưng giống như mang theo vô số ma lực. Đám người dương nanh múa vuốt đều dừng lại, không chỉ động tác, biểu cảm và mắt quay về bình thường, nhưng không nhúc nhích. Vẻ mặt người đàn ông gầy khô khẽ đổi, ngây ngẩn cả người. Miệng ông ta không ngừng giật giật, nhưng không nói nên lời. Một lúc lâu sau, ông ta giống như nuốt xong quả trứng ngỗng, nói một chữ. Chuyện này. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Cút ra đây. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, quát. Sắc mặt những người bị quỷ tỏa khống chế hiện lên vẻ đau khổ, nhưng chưa tới một giây. Quỷ mị và quỷ si bị người đàn ông gầy khô khóa vào trong cơ thể người bình thường, cho dù lớn nhỏ đều tự mình đi ra, phủ phục trước người Mạc Phàm, giống như quỳ lạy thần linh. Có một số thì nghe theo lời Mạc Phàm nói, cút đi thật xa, thân thể không ngừng run rẩy, giống như rất sợ Mạc Phàm. Người đàn ông gầy khô nuốt nước bọt, trên mặt đều là vẻ khó mà tin. A ấp ê ê quỷ tỏa là quỷ thuật ông ta đắc ý nhất, không ngờ không là gì trước mặt một tiểu tử còn nhỏ hơn ông ta nhiều. Chẳng lẽ, cậu là... Người đàn ông gầy khô nghĩ đến lực cường đại xuất hiện lúc trước, trong đáy lòng là lạnh lẽo. Vừa rồi ông ta cảm nhận được một khí tức đáng sợ, sau khi mỹ nữ mặc trang phục công sở nói mấy câu, ông ta không để ở trong lòng nữa. Nghĩ đến khí tức vừa rồi, lại nhìn người thanh niên cường đại khiến ông ta sợ hãi, chỉ cần hơi suy nghĩ là có thể biết, rất có khả năng hai người là một. Mạc Phàm không để ý đến người đàn ông trung niên này, người này không có tư cách nói chuyện với hắn, hoàn toàn không có. Các người là của tôi. Mạc Phàm tạo pháp ấn, ra lệnh. Pháp ấn bay lên không trung, từ to bằng lòng bàn tay biến thành chậu rửa mặt, xoay tròn. Những quỷ mị và quỷ si như được đại xá, chen lấn bay vào ấn ký trong không trung, chỉ trong chớp mắt đã biến mất hết vào trong. Cộp cộp, mỹ nữ mặc trang phục công sở đi giày cao gót lùi về sau mấy bước, khuôn mặt xám như cho tàn. Bọn họ ỷ vào pháp thuật của Hoàng Đại Sư, không biết cái gì gọi là thiêu thân, bây giờ gặp được người còn lợi hại hơn cả Hoàng Đại Sư. Xong rồi. Sắc mặt người đàn ông gầy khô, gần như có thể vặn ra nước. Vừa rồi ông ta còn một đám thuộc hạ và một đám tiểu quỷ, bây giờ không còn gì rồi. Hơn nữa làm những chuyện này, chỉ dùng mấy câu nói là được. Đối mặt với người như vậy, vậy mà ông ta nói vận khí của đối phương không tốt, vận khí không tốt là ông ta mới đúng. Lúc này, ông ta hối hận đến mức ước gì có một cái lỗ để chui xuống. Nhưng rõ ràng là ở trước mặt Mạc Phàm, ông ta cũng không có tư cách này. Ông ta chớp mắt, chỉ trong chớp mắt, ông ta cúi người với Mạc Phàm. Đại sư, chúng ta đều là người tu đạo, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, vì sao đại sư phải khổ sở xen vào? Nữ cảnh sát vốn khiếp sợ bản lĩnh của Mạc Phàm, nhưng nghe người đàn ông nói, lông mày cô nhướng lên. Các người vận chuyển ma túy là phạm pháp, còn dùng đứa bé để vận chuyển. Vậy mà các ông còn không biết xấu hổ nói nước sông không phạm nước giếng. Vẻ mặt nữ cảnh sát chính nghĩa, quát lớn. Tuy chỉ có một đứa bé có triệu chứng trúng độc, nhưng dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng có thể biết được, trong cơ thể tất cả đứa bé đều có ma túy. Mỹ nữ mặc trang phục công sở là giả dạng giáo viên, nói không chừng những ma túy trong cơ thể mấy đứa bé là giáo viên này ép bọn họ ăn hết. Chuyện không bằng cầm thú như vậy cũng có thể làm được. Nếu không phải sợ thuật pháp của người đàn ông gầy khô, chắc chắn cô đã đi lên trước đánh giáo viên kia, rồi cho người đàn ông gầy khô làm thái giám. Người đàn ông gầy khô nhíu mày, lạnh lùng nói với nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát, ở đây đến lượt cô nói chuyện sao, không có đại sư ở đây, tôi đã trước gian rồi luyện cô thành quỷ rồi. Nữ cảnh sát này bị người đàn ông gầy khô làm giật mình, thân thể cô lập tức run rẩy, vội vàng trốn sau lưng Mạc Phàm, nắm chặt quần áo hắn. Giống như con mèo nhỏ bị hoảng sợ, khác hoàn toàn với dáng vẻ chính nghĩa vừa rồi. Bình thường cô sợ nhất là quỷ, bị người đàn ông gầy khô uy hiếp, không sợ mới lạ. Ông ta chừng tôi. Nữ cảnh sát ấm ức nói với Mạc Phàm. Tuy cô không quen Mạc Phàm, nhưng cô có cảm giác Mạc Phàm không phải người xấu. Mạc Phàm cười không nói gì,
nữ cảnh sát không phân rõ phải trái còn có một mặt như vậy, lúc này biết sợ rồi. Ông muốn chết à? Mạc Phàm liếc mắt nhìn người đàn ông gầy khô một cái, lạnh nhạt nói. Chỉ một câu, người đàn ông gầy không cúi càng thấp hơn, trong chớp mắt đầu đã đầy mồ hôi. Không muốn, không dám, đại sư tha mạng. Nếu ông biết tôi là đại sư, tôi muốn phạm cái gì thì phạm cái đó, muốn giếng nào thì đi lấy giếng đó, cần ông quản sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Không nói đến chuyện người đàn ông này dùng đứa bé vận chuyển ma túy, dùng quỷ thuật sát hại người bình thường, thì không thể bỏ qua được, chuyện hắn không nhìn được thì phải quản, cần giải thích với ai à? Thân thể người đàn ông gầy khô chấn động, như bị điện giật, xưng hô lễ phép hơn. Tiểu đích không dám, mong đại sư tha thứ. Người đàn ông gầy khô kiên trì nói. Ở trước mặt Mạc Phàm, ông ta không có bất luận phần thắng gì. Không có khả năng tha cho ông được, nói cho tôi biết quỷ mị và quỷ si ở đâu ra, tôi chỉ phế tu vi của ông, sau đó giao cho cảnh sát, nếu không tôi sẽ luyện ông thành quỷ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Không vì tin tức của quỷ mị và quỷ si, hắn đã không nói nhiều lời vô nghĩa với đám người kia rồi. Phế tu vi của ông ta rất đúng, để ông ta không dùng được pháp thuật, không thể giết người, nếu không tôi sẽ bắt cậu. Nữ cảnh sát nói với Mạc Phàm. Trái tim người đàn ông gầy khô đập thình thịch, tâm tình chìm vào đáy cốc. Mạc Phàm giết ông ta và phế tu vi của ông ta thì không khác gì nhau, ông ta vận chuyển rất nhiều ma túy tới thủ đô, chỉ cần hơi điều tra, có thể tra được tên quỷ độc của ông ta. Chỉ vận chuyển chút ma túy, có thể khiến ông ta chết. Ông ta còn dùng trẻ con vận chuyển ma túy, lại càng chết không luyến tiếc. Đại sư, nể mặt là người đồng đạo, có thể tha cho tôi một con đường sống không, tôi nhất định sẽ hối cải làm người tốt. Người đàn ông gầy khô nói. Có, ông có thể chạy trốn thử xem, nhưng cơ hội chạy trốn của ông là không. Mạc Phàm nhìn thoáng qua người đàn ông gầy khô đang âm thầm cử động ngón tay, thản nhiên nói. Ngạo Thiên Long Vương U Châu là yêu tộc thần cảnh cũng không chạy trốn được. Người này có bản lĩnh đó sao? Người đàn ông gầy khô nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra, ông ta cười gằn nói. Tỷ lệ chạy trốn của tôi bằng không, cậu cho rằng cậu là Mạc Phàm Mạc Tiên Sinh danh chấn hoa hạ à, cậu mở to hai mắt mà xem tôi chạy trốn thế nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.